Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1376, xin chỉ dạy 2. Trương Dương uống rượu nói, tôi có loại cảm giác rất kỳ quái. Tào Hướng Đông nhìn chằm chằm con mắt của Trương Dương, gã không nói gì, bởi vì gã sợ nói càng nhiều, Trương Dương sẽ hỏi càng nhiều. Trương Dương nói, tôi tới mới một tuần, cảm giác mình vẫn là một người ngoài. Tào Hướng Đông cười nói, cậu nói là mình và quan trường bên này không hợp nhau. Dung nhập không được cái tập thể này. Trương Dương gật đầu nói, là loại cảm giác này. Tào Hướng Đông nói, đến một chỗ mới đều là cái dạng này, hai bên đều có một quá trình thử và lý giải, tôi tin tưởng bằng năng lực của cậu, không cần lâu sẽ hòa mình với đồng sự xung quanh. Trương Dương từ trên người của Tào Hướng Đông cũng không có thu được nhiều tin tức, điều này làm cho Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, khi hắn và Tào Hướng Đông chia tay, suy nghĩ một chút chuyện này, điểm xuất phát của mình từ ngay từ đầu là sai. Tào Hướng Đông là quan viên từ Bắc Cảng đi ra, không có khả năng quay đầu lại nói xấu Bắc Cảng. Trương Dương vừa nghĩ vừa đi tới ngã tư đường phía trước, thấy đèn đỏ, nhớ tới lời khuyên của Tào Hướng Đông, dừng lại một chút mà chờ đèn xanh, cũng là nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Trương Đại Quan Nhân cảm giác mình đi tới Tân Hải trong khoảng thời gian này biểu hiện tổng thể vẫn là điệu thấp và cẩn thận, nếu như không phải đúng dịp gặp Vũ Ý, mình cũng sẽ không bị tin tức đưa tin quá độ, do đó trở thành một nhân vật anh hùng toàn quốc đều biết. Trương Dương còn không có tìm được nơi ở, hắn chuẩn bị đón xe taxi đi đến tòa thị chính, một chiếc Santana màu đỏ dừng lại tại trước mặt của hắn, lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhiệt tình rào rạt, này. Bạn thân, đi chỗ nào? Tôi đưa cậu. Trương Dương liếc mắt thì nhìn ra đây là một chiếc đen cho thuê, hắn không để ý đến người tài xế kia. Tiếp tục nhìn xung quanh. Người tài xế kia không có lập tức đi, này. Bạn thân, đều như nhau, tôi tính rẻ cho cậu một chút. Trương Dương nói, đến nhà khách chính phủ tốn bao nhiêu tiền? Tài xế nói, 20. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, anh thật dám muốn, khi tôi là người bên ngoài à? Khẩu âm của hắn cũng không phải là người bên ngoài mà. Người tài xế kia cười nói, 10 đồng được chưa, tôi đưa cậu đến cửa lớn. Đêm nay gió có chút lớn, Trương Dương cũng không muốn đứng ở ven đường, đợi nửa ngày cũng không gặp một xe taxi. Hắn có chút hối hận. Hẳn là tự mình lái xe tới tốt hơn, thế nhưng lại sợ chiếc địa hổ của mình tại Bắc Cảng làm người khác chú ý quá mức, làm hắn không thể điệu thấp. Trương Dương ngồi xuống ô tô, tài xế nhấn chân ga khởi động ô tô, cười nói, coi dáng vẻ của cậu. Là lần đầu tiên tới Bắc Cảng. Trương Dương cười nói, sao anh ẽ nói như vậy? Tài xế nói, xe taxi của Bắc Cảng buổi tối rất ít hoạt động ở chỗ này, ai không muốn đến chỗ đông người hả? Hiện tại xe taxi phần lớn đều tại bến tàu, nhà ga, khu phố trung tâm. Sao anh không đi? Tôi không có giấy phép, đi chỗ đó làm sao dành với người ta? Vậy không phải chờ bị đánh sao? Tôi bình thường cũng là đi dạo, kiếm chút cơm sống, coi như cậu may mắn, tôi là mới từ trong nhà đi ra, cậu cũng là người mở hàng đầu tiên. Quay đầu lại tôi phải đi phố Hải Tinh chờ sống. Trương Dương nói, phố Hải Tinh rất náo nhiệt sao? Tài xế cười ha hả nói cậu đúng là vừa tới, phố Hải Tinh cậu cũng không biết. Là một phố sống về đêm của Bắc Cảng chúng tôi, mỹ nữ như mây, hoạt động náo nhiệt, đã hiểu chưa? Trương Dương lúc này mới rõ ràng có ý gì, hắn nở nụ cười một tiếng lại nói, tôi chưa đi qua. Có muốn tới kiến thức một chút, tôi mang cậu đi một địa phương tốt, tiền xe không thu của cậu nhiều. Trương Dương biết những tài xế này thường thường đều có liên hệ với một ít quán đêm, tiễn khách đi qua. Có thể sẽ có trích phần trăm, hắn ngáp một cái nói, không đi, hôm nay uống nhiều, quá mệt mỏi, được rồi, phố Hải Tinh mà anh nói tôi không nghe nói qua, bất quá tôi nghe nói chỗ có danh tiếng nhất Bắc Cảng các người chính là Lam Sắc Mị Lực. Tài xế nói, cậu nói là Thiên Nhai à, đó không phải chỗ người bình thường có thể đi chơi, hội phí 100 ngàn, trong túi không có hơn 1 triệu tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng qua bên kia. Trương Dương nói, đều nói các người Bắc Cảng nghèo, xem ra trình độ tiêu phí không thấp. Tài xế cười nói, dân chúng là tiêu phí không nổi, ra vào Thiên Nhai không phải quan to cũng là quý nhân, chàng trai. Dù sao cái loại địa phương này cũng là một máy hút tiền, có thể không đi thì không đi, đầu năm nay ai kiếm tiền cũng đều không dễ dàng. Trương Dương cảm thấy tài xế này thật ra rất nhiệt tâm, lúc xuống xe cho hắn ta 20 đồng, không cần thối tiền lẻ. Tài xế nói, nếu như cậu thật muốn tìm vui vẻ, trong hộp đêm tầm mộng viên bên cạnh nhà khách chính phủ cũng có. Cậu đi dạo nói không chừng có thể gặp phải mặt hàng tốt,
bỏ mấy trăm đồng bao buổi tối trong nhà khách chính phủ, có an toàn lại thỏa đáng. Trương đại quan nhân thật là có chút bất đắc dĩ, tài xế này thật đem hắn trở thành một khách làng chơi mùa xuân. Từ nhỏ thấy lớn, tài xế xe đen thuận miệng nói ra mấy câu, càng nghiệm chứng xã hội trị an của Bắc Cảng vô cùng hỗn loạn, cái này cũng chứng minh Hạng Thành làm bí thư thị ủy đối với thành phố này là quản lý bất lực. Trương Dương đi tới quầy phục vụ đặt phòng, khách sạn đẳng cấp của Bắc Cảng có rất nhiều, đa số phân bố tại gần Tân Hải, nhà khách chính phủ ở vào khu phố trung tâm, gần thị ủy thành phố Bắc Cảng, thị ủy bên này và tòa thị chính cách có một cây em. Trương Dương muốn một phòng bình thường, cái này cũng là một chuyển biến khi hắn đi tới Tân Hải, không giống như lúc trước, trên sinh hoạt luôn luôn chú ý tiêu chuẩn cao, lần này là công bằng, tiền của nhà nước có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cái này không phải tác tú, Trương đại quan nhân xài tiền nhà nước trong lòng không nỡ. Tắm xong, gọi điện thoại cho mấy người yêu, lúc gọi cho Tần Thanh Lúc, Trương Dương rõ ràng có thể cảm thấy được tâm tình của cô ấy có chút không vui, cho rằng cô ấy trên công tác gặp phiền phức gì, thân thiết nói chị Thanh, có phải là công tác bận quá? Một người ứng phó không được. Tần Thanh nói, không phải, có nhiều người như vậy giúp chị, tất cả đều khai triển rất thuận lợi, hơn nữa, em đem nhiệm vụ chiêu thương của năm nay hoàn thành, với chị mà nói chủ yếu cũng là vấn đề chứng thực. Trương Dương nói, em cuối cùng cảm thấy chị có chút không đúng, làm sao vậy? Tần Thanh nói, không có gì. Âm thanh của cô ấy lộ ra một tia do dự, có loại mùi vị muốn nói lại thôi. Trương Dương nói, chị Thanh, có cái gì ngàn vạn lần đừng gạt em, nếu như chị không nói, quay đầu lại em đi hỏi Hải Tâm. Tần Thanh nói, em ngàn vạn lần đừng hỏi cô ấy, sau khi cô ấy trở về Đông Giang đã bị thường bí thư gọi trở về. Về nhà. Lúc tới Tân Hải em chưa từng nghe cô ấy nói. Hẳn là trong nhà có chuyện. Trương đại quan nhân nói, chị Thanh, chị rốt cuộc có chuyện gì, nếu như chị không nói, em ngày mai quay về Đông Giang đi tìm chị. Tần Thanh nói, thật không có đại sự gì, cũng là gặp chút chuyện rất kinh tởm. Làm sao vậy? Tần Thanh nói, không biết là người nào dụng tâm kín đáo người của vãng ủy ban kỷ luật bên kia đệ liễu một phong cử báo tin, nói tôi sinh hoạt tác phong phương diện tồn tại vấn đề. Trương Dương vừa nghe chuyện này, lập tức thì nghĩ tới mình, hắn thấp giọng nói, là chúng ta hai chuyện của. Không phải. Trương đại quan nhân nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Thanh có vẻ vô cùng thẹn thùng, chị nói với em không được tức giận. Trương Dương liên tục gật đầu, chị yên tâm, lòng dạ của em hiện tại rất rộng. Tần Thanh sau khi nghe hắn hứa hẹn, mới nói, có người cử báo giới tính của chị có vấn đề, nói giữa chị và Hải Tâm sản sinh quan hệ siêu hữu nghị. Trương đại quan nhân nghe được thì mắt trừng lớn miệng há to, cái này con mẹ nó là ai hả? Thiếu đạo đức tới cực điểm, hai cô gái cùng một chỗ cũng có thể bị nói, Trương Dương nói, chị Thanh, chuyện này từ đâu nói ra? Tần Thanh nói, chị cũng thấy khó hiểu, nhưng chỉ có tin cử báo đưa đến Ủy ban kỷ luật tỉnh, Lưu Phó Bí Thư còn tìm chị nói chuyện. Trương Dương vừa tức giận vừa buồn cười, lúc đầu hắn đem Thường Hải Tâm ở lại bên cạnh Tần Thanh, cũng là muốn các nàng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng không ngờ rằng chuyện tình lại có thể biến thành cái dạng này, Lưu Bí Thư nói cái gì? Tần Thanh nói, cử báo nói chị sở dĩ lớn tuổi như vậy còn không kết hôn, Hải Tâm sở dĩ không có người yêu tất cả đều là bởi vì giới tính của cả hai có vấn đề, nói cả hai không có hứng thú đối với khác phái. Hơn nữa lúc trước bọn chị làm cùng một chỗ, cùng nhau đi dạo phố và mấy cái khác đều bị người chụp ảnh, em nói những người này sao ghê tởm như thế? Trương đại quan nhân thở dài nói, cái này con mẹ nó ai hả? Thật mẹ nó dám nghĩ, nếu như cho em bắt được, em không đánh vỡ mồm là không thể. Tần Thanh nói, quên đi, dù sao chị cũng giải thích rõ ràng với Lưu Bí Thư, giữa chị và Hải Tâm là trong sạch, cũng là quan hệ bạn bè. Sợ rằng không chỉ có là quan hệ bạn bè, hai người là chị em cùng ngủ một giường. Cút, Tần Thanh xấu hổ mắng, loại thời điểm này, Trương Dương còn có tâm tình vui đùa. Trương Dương nói, không có việc gì cả. Dù sao trong quan trường chị không lăn qua lăn lại người khác cũng nghĩ biện pháp lăn qua lăn lại chị, nếu như em tại Đông Giang, cái này sẽ rơi vào trên người hai ta, em hiện tại cách khá xa, bọn họ liền nghĩ đến trên người Hải Tâm. Tần Thanh nói, tại trong thể chế, muốn cùng bạn bè đi lại gần một ít đều không được. Nhớ tới Thường Hải Tâm, trên mặt của Tần Thanh có chút nóng dần lên, hai người bọn họ đương nhiên không phải bạn bè bình thường đơn giản như vậy, bị Trương Dương cho lên một cái giường. Hai bên đều không có gặp qua. Tần Thanh nói, Trương Dương, có chút thời gian, chị thật sự muốn phủi tay mặc kệ. Trương Dương nói, chị Thanh, chị cho tới bây giờ cũng không là một người đơn giản nhận thua,
loại việc nhỏ này căn bản không thể chinh phục CV Huyền. Hơn nữa, chuyện không chứng cứ, bọn họ muốn nói thế nào thì cứ nói thế đấy, giới tính của chị có bình thường hay không, chỉ có em mới có quyền lên tiếng. Tần Thanh nói, em đừng nói nữa, mắc cỡ chết được. Trương Dương nói, gần đây, tôi sợ rằng không ra có thời gian quay về Đông Giang, có thời gian chị đến đây đi. Tần Thanh ừ một tiếng, sau đó lại nói, ý của Lưu Bí Thư là, muốn cho Hải Tâm đổi một chỗ khác. Trương Dương nói, cái gì? Chuyện không chứng cứ, dựa vào cái gì muốn đổi chỗ? Tần Thanh nói, có thể là ý của Thường Bí Thư. Liên tưởng đến cha của Thường Hải Tâm là Bí Thư Thị ủy Lam Sơn Thường Tụng với tính tình cương liệt, là một người trong ánh mắt không chịu được hạt cát, Thường Tụng rất trọng danh dự, nói không chừng ông ta sẽ bởi vì sự kiện này bức bách con gái trở về Lam Sơn. Chương 1377, tranh cãi gia đình 1. Tần Thanh và Thường Hải Tâm gặp phải phiền phức, đương nhiên Trương Dương không thể ngồi yên mặc kệ, vốn dĩ hắn muốn tìm Lưu Diễm Hồng để hỏi về việc này, mặc dù giờ cô ta không ở Đài Loan, nhưng hắn tự nhiên đi hỏi chuyện này cũng có chút gì đó không hay. Khi Trương Dương quyết định gọi điện cho Thường Hải Tâm để an ủi cô trước, Lưu Diễm Hồng đã chủ động gọi điện cho hắn rồi. Trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, những việc trên đời này thật là trùng hợp, tôi đang định tìm cô, thì cô đã tìm đến tôi trước rồi. Đầu tiên, Lưu Diễm Hồng hỏi tình hình gần đây của Trương Dương, sau đó nói với Trương Dương rằng, cuối tuần này cô ta sẽ đến Giang Thành để làm việc, nếu như Trương Dương có thời gian rảnh, hy vọng rằng hắn có thể bỏ chút thời gian để đến Giang Thành một chuyến. Cô ta có một vài chuyện muốn nói trực tiếp với Trương Dương. Trương Dương đã đồng ý ngay, thời gian gần đây dù sao hắn cũng không định làm việc gì lớn lao, Tân Hải cách Giang Thành cũng chỉ mất 3 tiếng đồng hồ lái xe, Lưu Diễm Hồng tìm hắn nhất định có việc quan trọng, nếu không thì cô ta đã nói ngay trong điện thoại với hắn rồi. Trương Đại Quan ngầm tìm hiểu, chị Lưu, gần đây tôi có nghe thấy một việc rất hoang đường, không biết có nên hỏi chị hay không. Lưu Diễm Hồng nói, tiểu tử nhà cậu đừng có lòng vòng nữa. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Trương Dương nói, tôi nghe nói gần đây có người kiện Bí Thư Tần và Thường Hải Tâm. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, thông tin của cậu nhanh thật đấy, cách Đông Giang xa như vậy, mà việc của Đông Giang cậu vẫn biết rõ ràng, là Tần Thanh nói với cậu hay là Thường Hải Tâm nói với cậu vậy. Lưu Diễm Hồng là nhân vật gì cơ chứ, nhất định đã đoán ra chuyện gì trong đó. Trương Dương nói, chẳng ai nói với tôi cả, là tôi nghe người khác nói. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đã nói là hoang đường rồi, thì đừng hỏi tôi nữa, trong quan trường, loại người nào mà chẳng có chứ. Trước đó chẳng phải có người nói rằng giữa cậu và Tần Thanh có vấn đề sao? Trương Đại Quan ho khan một tiếng rồi nói, cái đó. Sao đột nhiên chị lại nói sang chuyện của tôi rồi? Lưu Diễm Hồng nói, không bị người khác ghen ghét mới là lạ đó, Tần Thanh trẻ tuổi như vậy mà đã gánh vác trọng trách lớn thế, có người ghen ghét cũng là điều đương nhiên thôi, trong quan trường ấy à? Những việc thị phi không ngớt là chuyện bình thường, muốn đi tiếp trên con đường này, không có chút sức chịu đựng là không được đâu. Lưu Diễm Hồng nói ra những lời này không phải là không có nguyên do của nó, lúc đầu một thời gian vì những tin đồn không hay giữa cô ta và Tống Hoài Minh, suýt nữa đã mất đi vị trí trên quan trường, may mà giờ đã lấy lại được. Trương Dương nói, con người thật là hiểm độc. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng có cảm thán nữa, cậu cứ lo cho tốt những việc của mình đi. Có người đứng đằng sau chống lưng cho cậu là được rồi, gần đây nghe thấy không ít những tin tức tốt về cậu, được lắm, cậu đã trở thành nhân vật anh hùng rồi. Trương Dương cười hà hà một tiếng. Câu chuyện của Lưu Diễm Hồng lại quay về khởi điểm, Tần Thanh đã rất thành thạo trong việc xử lý những việc này rồi, với cô ấy, ảnh hưởng của việc này không hề lớn, cô ấy rất thanh liêm, thượng cấp cũng tỏ rõ thái độ vô cùng tin tưởng cô ấy, có điều bên Hải Tâm thì lại khá buồn. Thư ký Thường cũng rất tức giận. Chắc chắn rằng không muốn để Hải Tâm tiếp tục làm việc ở Đông Giang nữa rồi. Trương Dương nghe nói đến chuyện này, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề, hắn nói thêm vài câu với Lưu Diễm Hồng rồi cúp điện thoại, hắn đã nghĩ đến việc gọi điện cho Thường Hải Tâm để an ủi mấy câu, nhưng Thường Hải Tâm lại tắt máy điện thoại. Không liên lạc được với Thường Hải Tâm, Trương Dương cũng không muốn gọi điện thoại đến số nhà riêng của cô ấy, chỉ đành dùng biện pháp đi đường vòng, gọi điện cho Thường Hải Long. Thường Hải Long nhận được điện thoại của Trương Dương, nghe hắn nói đến chuyện của Tần Thanh và Thường Hải Tâm, cũng thở dài rồi nói, nếu như tôi bắt được tên đã làm xấu danh tiếng của Hải Tâm, tôi nhất định phải đập vỡ răng hắn ra mới được. Trương Dương cười nói, những việc đuổi hình bắt bóng đó thì đừng để ý. Thường Hải Long nói, đương nhiên là tôi không tin, nhưng lần này cha tôi rất giận, mấy ngày nay ông ấy cấm túc luôn Hải Tâm rồi,
điện thoại cũng bị ông thu hồi mất. Trương Dương đã biết nguyên nhân tại sao hắn không thể nào gọi điện cho Thường Hải Tâm được, hắn cười nói, bí thư Thường tính vốn là như vậy mà. Thường Hải Long nói, bề ngoài Hải Tâm yếu đuối, nhưng thật ra lại là người mạnh mẽ nhất trong ba anh em chúng tôi, giờ nó đang chiến tranh lạnh với cha kia. Trương Dương nói, mấy ngày trước khi đến chỗ tôi vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đen đủi này chứ? Thường Hải Long nói, Trương Dương, nếu như cậu có thời gian rảnh, thì hãy gọi điện cho cha tôi nhé, từ trước đến giờ ông đều rất tin tưởng cậu, cậu nói chuyện ông cũng chịu nghe. Trương Đại Quan ngầm cảm thấy toát mồ hôi, nếu như Thường Tùng biết rằng mình đã làm với con gái y từ lâu rồi, với tính khí của y, có thể bỏ qua cho hắn mới là lạ. Thường Hải Long nói, thôi không nói chuyện nữa, tôi còn chút việc. Thật ra, Thường Hải Long chẳng có việc gì cả, mà là gã đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài. Người cãi nhau là hai cha con Thường Tùng và Thường Hải Tâm, lần này Thường Tùng làm rất kiên quyết, không những đã lấy mất điện thoại của Thường Hải Tâm, mà còn lấy luôn cả chứng minh thư, hộ chiếu của cô ấy nữa. Thường Hải Tâm đương nhiên rất ấm ức, cho rằng cha không hề tin tưởng mình, cô ấm ức khóc nói cha, con đã là người lớn rồi, cha không thể đối xử với con thế được, con có quyền tự do của riêng con. Thường Tùng tức giận nói, cha là cha của con, trong cái nhà này cha là người quyết định, cha đã từng nói, không cho phép con đến làm việc ở Đông Giang nữa, thủ tục bên đó cha sẽ phụ trách. Sao cha lại làm thế được? Rõ ràng là cha không hề tin tưởng con. Thường Tùng nói, con chưa kết hôn, con thậm chí còn chưa yêu ai, mà người khác đã nói con như vậy, con không để ý sao? Thường Hải Tâm nói, con cây ngay không sợ chết đứng. Giữa cô và Tần Thanh đương nhiên không có chuyện đó, đương nhiên không sợ người khác nói. Thường Tùng nói, con không sợ, thì cha sợ. Đứa con gái của cha dựa vào đâu mà bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào chứ? Tóm lại một câu thôi, từ giờ trở đi, con phải ở lại Lam Sơn cho tử tế, không được đi đâu nữa. Cha, cha quá bá đạo, cha quá ích kỷ. Viên Chi Thanh đứng một bên khuyên bảo, lão Thường, ông đừng giận, ông nói tử tế cho Hải Tâm nó nghe. Thường Hải Tâm nói, dựa vào đâu chứ? Cha dựa vào đâu mà nhốt con như một tội phạm thế này? Con đâu còn là trẻ con nữa? Làm việc gì con cũng đều có quyền của mình chứ. Thường Tùng nói, trong mắt cha, cả đời này con mãi chỉ là một đứa trẻ. Thường Hải Tâm tức giận đứng dậy, vành mắt cô đỏ hoe chạy vào trong phòng của mình, suýt nữa thì đâm sầm vào Thường Hải Long. Thường Hải Long gọi cô lại một tiếng, Thường Hải Tâm không để ý đến gã, một lúc sau, đã nghe thấy tiếng đóng cửa rầm. Thường Tùng tức giận nói, định làm phản đấy à? Viên Chi Thanh thở dài, lão Thường à? Không phải là tôi nói ông, dù là dạy dỗ con gái cũng phải nói cho cẩn thận, ông xem tính cách của ông kìa, bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thay đổi được. Thường Hải Long ngồi xuống bên cạnh, Thường Tùng trừng mắt với gã, muộn thế này rồi, con không đi ngủ còn ở đây làm gì? Muốn làm loạn thêm à? Thường Hải Long nói, cha tin chuyện của Hải Tâm sao? Thường Tùng trừng mắt nói, vớ vẩn, cha làm sao tin được những chuyện vớ vẩn đấy? Đương nhiên là cha tin con gái của mình. Nếu cha đã không tin, thì sao cha phải tức giận lôi đình như thế này chứ? Sao cha phải thu hồi tất cả giấy tờ và điện thoại của Hải Tâm? Thường Tùng nói rất đường hoàng, cha làm như vậy là để bảo vệ nó, con không biết mấy lời đồn bên ngoài nghe bực mình thế nào đâu. Viên Chi Thanh nói, đã là chuyện không thực tế, thì hà tất gì ông phải coi là thật chứ? Tôi thật sự không hiểu, con gái đã chịu ấm ức ở bên ngoài, mà ông đã không thông cảm cho nó, lại còn rắc muối lên vết thương của nó nữa. Ông dùng cách này để kìm hãm nó trong nhà, nó không ấm ức mới là lạ đó. Thường Tùng nói, mấy người có ý gì chứ? Hợp lại để chống đối lại tôi à, giờ đây bảo vệ Hải Tâm cũng là lỗi của tôi sao? Tôi không để nó làm việc ở Đông Giang nữa, là để tránh những phiền phức thế này. Các người thử nghĩ mà xem, giờ đây nó quay về làm việc, người khác đứng đằng sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào, một đứa con gái như nó chịu làm sao được. Với một đứa con gái, thì danh tiếng là rất quan trọng. Thường Hải Long nói, nhưng cha cũng không thể nào nhốt nó ở nhà được chứ. Thường Tùng nói, cha bảo rằng nhốt nó trong nhà sao? Chỉ cần nó đồng ý là nó có thể đi làm bất cứ lúc nào, về Lam Sơn, để cha sắp xếp cho nó là được. Nói xong y thở dài một hơi. Thường Hải Long đứng dậy nói, để con đi khuyên nó mấy câu. Thường Hải Long đến trước cửa phòng ngủ của Thường Hải Tâm, gõ cửa một lúc lâu, mới thấy Thường Hải Tâm ra mở cửa, mắt cô khóc thành đỏ hoe. Thường Hải Long cười nói, sao thế? Em thật sự tức cha rồi à? Thường Hải Tâm nức nở, cha thật là quá bá đạo.
Thường Hải Long nói, vừa rồi Trương Dương đã gọi điện đến hỏi tình hình của em đấy. Thường Hải Tâm vừa nghe, mặt đã hơi nóng, cô nói nhỏ, ngay cả anh ấy cũng biết chuyện này rồi. Thường Hải Long gật đầu nói, mọi người đều rất quan tâm đến em, Hải Tâm, anh cảm thấy cha làm như vậy cũng chỉ là vì nghĩ cho em mà thôi, em đừng cãi lại cha nữa, nếu cha đã muốn em quay về, thì em nghe ông một lần này đi, ở Đông Giang và ở Lam Sơn có gì khác nhau cơ chứ? Thường Hải Tâm nói, thái độ của cha anh cũng thấy rồi đấy, nếu như em làm việc ở bên cạnh ông, thì sẽ bị ông để mắt suốt ngày mất, ngay cả quyền tự do tối thiểu nhất em cũng không còn nữa. Thường Hải Long đột nhiên bật cười, rồi gã nói, vậy thì em đến làm ở chỗ Trương Dương đi cho xong, cậu ta đang chiêu binh mãi mã, em đến đó để giúp đỡ, hơn nữa ở đó lại cách xa cha, cha cũng chẳng quản nổi em. Thường Hải Tâm tim đập thình thịch, những lời của anh hai đã nói chúng vào tâm lý của cô ấy. Nếu như thật sự có thể làm việc ở Tân Hải, thì đó đương nhiên là điều quá tốt, nhưng ngoài mặt Thường Hải Tâm không thể nào biểu lộ ra như vậy, mà cô lại tỏ ra tức giận, dựa vào đâu cơ chứ? Em có làm sai điều gì đâu, tại sao em phải thay đổi cương vị công tác hiện nay của mình? Thường Hải Long nói, em suy nghĩ cho kỹ, rồi nghỉ sớm đi. Thường Hải Long rời khỏi phòng ngủ của cô xuống dưới lầu, thấy cha mẹ vẫn ngồi ở đó, Thường Tụng thấy con trai đi ra, liền vẫy vẫy tay với gã. Thường Hải Long đến bên cạnh cha. Thường Tụng hỏi đầy quan tâm, em con không sao chứ? Thường Hải Long cười nói cha bá đạo quá. Thường Tụng nói, cha đang quan tâm đến nó đấy. Thường Hải Long nói, cha, Hải Tâm đâu còn nhỏ nữa, cha quan tâm nó cũng đâu được đối xử với nó như trẻ con vậy. Viên Chi Thanh gật đầu theo, đúng, lão Thường, ông nên đổi cái tính này của ông rồi. Thường Tụng nói, tóm lại không được để nó về Đông Giang nữa. Thường Hải Long nói, con có một ý này, lần này con và Hải Tâm đi Tân Hải, hiện tại Trương Dương đang thiếu trợ thủ tin tưởng ở bên đó, không bằng để Hải Tâm đến đó làm, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải trải qua việc rèn luyện ở dưới hạ tầng, giờ để nó qua đó, có Trương Dương ở bên cạnh, nhất định không thể nào chịu thiệt được, hơn nữa, gần đây trọng tâm công việc của con ở Giang Thành, cách con cũng gần. Chương 1378, tranh cãi gia đình 2. Thường Tụng nói, việc này để cha suy nghĩ đã. Cuộc du hành Bắc Cảng của Trương Đại Quan có một nhiệm vụ quan trọng là đi thăm các vị lãnh đạo, bí thư thị ủy hạng thành cần phải hẹn trước, thị trưởng cung đi kinh thành làm công vụ vẫn chưa về, Trương Dương đã đến nhà bộ trưởng tổ chức Mạnh Khởi Chí trước, dù sao thì lần trước hắn là do bộ trưởng tổ chức tỉnh đích thân dẫn đến, về một ý nghĩa nào đó, đã đi vòng qua Mạnh Khởi Chí, lần này Trương Dương đến coi như là để báo cáo với bộ trưởng tổ chức thành phố. Mạnh Khởi Chí rất nhiệt tình với Trương Dương, là bộ trưởng tổ chức, y đã hiểu rất rõ về bối cảnh cũng như những lý lịch của Trương Dương, y mời Trương Dương vào trong phòng làm việc, rồi cười hì hì nói, Trương Dương, sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh thế này? Trương Dương nói, tôi lúc nào cũng nhàn nhã mà. Mạnh Khởi Chí thầm nói, là bí thư huyện ủy, vừa mới nhận chức đã nói rằng rất nhàn, tiểu tử này quả nhiên không phải là người bình thường. Mạnh Khởi Chí pha một tách trà cho Trương Dương. Trương Dương nhấm một ngụm rồi nói, hôm nay tôi đến đây, là để đáp ứng yêu cầu của bí thư hạng, đến báo cáo ở trường đảng. Mạnh Khởi Chí không hề rõ về chuyện này, có điều nghĩ một chút đã hiểu ra ngay, nhất định là vì chuyện Trương Dương cứu người, vì vậy có thể nói rằng người trẻ tuổi mà lộ liễu quá là không tốt, mấy ngày nay đâu đâu cũng có tin tức về hắn, bí thư hạng nhất định không vui rồi. Người làm quan đều hiểu những điều này, ngoài miệng rất ít khi nói toạc móng heo ra, Mạnh Khởi Chí giả vờ nói, Trương Dương. Gần đây mọi người đều nói về chuyện cậu cứu người, tin tức tôi cũng xem rồi, cậu đúng là hữu dũng hữu mưu, những người trẻ tuổi được như cậu đã không còn nhiều nữa rồi, bí thư hạng bảo cậu đến báo cáo ở trường đảng, chính là muốn dùng ví dụ là chính cậu để giáo dục những cán bộ trẻ, việc tốt đấy, chứng minh rằng lãnh đạo rất xem trọng cậu. Trương Dương thầm nói, việc này không xem trọng cũng chẳng sao, hắn vừa đến Bắc Cảng đã bị hạng thành chú ý đến rồi, chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Mạnh Khởi Chí nói, Trương Dương à, cậu đến Tân Hải cũng được một tuần rồi nhỉ, cảm giác thế nào? Có thích ứng với công việc không? Trương Dương nói, cũng tạm được, mọi người đều rất tốt với tôi. Mạnh Khởi Chí mỉm cười gật đầu, thái độ của y với Trương Dương vẫn rất hài hòa, nếu như gặp phải vấn đề gì khó khăn trong công việc thì cứ đến tìm tôi. Trương Dương nói, tôi nhớ rồi. Hắn nhìn thời gian, rồi đứng dậy cáo từ, tôi phải đi đây, tôi đã hẹn với Bộ trưởng Hoàng cùng ông ấy đến trường đảng. Mạnh Khởi Chí nói, vội đi như vậy à, tôi còn định buổi trưa giữ cậu lại ăn cơm.
Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Mạnh đừng khách sáo với tôi vậy, có thời gian tôi sẽ mời ông. Mạnh Khởi Chí đích thân tiễn Trương Dương ra ngoài cửa. Sau khi Trương Dương rời khỏi bộ tổ chức, liền trực tiếp đến bộ tuyên truyền tỉnh ủy, hắn đã hẹn với bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành 10 giờ sẽ gặp mặt ở phòng làm việc, nhưng khi đến bộ tuyên truyền thị ủy, mới biết rằng Hoàng Bộ Thành đã đi ra ngoài làm việc rồi. Thư ký của Hoàng Bộ Thành nghe nói Trương Dương là bí thư huyện ủy Tân Hải, liền rất nhiệt tình với hắn, mời hắn đến ngồi trong phòng làm việc. Trương Dương ngồi hơn 10 phút trong phòng làm việc, vẫn chưa thấy Hoàng Bộ Thành về, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Hoàng Bộ Thành chẳng giữ thời gian gì hết, rõ ràng là đã hẹn trước rồi, giờ đây tôi đến, mà ông lại không có mặt, chẳng lẽ là cố ý để tôi đợi ông ở đây sao? Hoàng Bộ Thành không đến, nhưng Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Nhan Mộ Vân đã đến rồi. Nhan Mộ Vân còn là bí thư đảng tổ kiêm giám đốc đài truyền hình thành phố Bắc Cảng, bình thường cô ta làm việc ở đài truyền hình, rất ít khi đến Bộ Tuyên truyền Thị ủy, hôm nay vừa vặn đến Thị ủy làm việc, nghe thư ký nói bí thư huyện ủy Tân Hải là Trương Dương ở đây. Vì vậy cô ta chủ động đến để gặp mặt Trương Dương. Trương Dương nhìn vị phụ nữ trung niên khí chất cao quý đi từ ngoài vào, hắn không biết Nhan Mộ Vân, còn tưởng rằng cô ta đến là để tìm Hoàng Bộ Thành như mình. Thư ký dẫn Nhan Mộ Vân đến trước mặt Trương Dương, rồi giới thiệu với hắn, Bí Thư Trương, vị này là giám đốc Nhan đài truyền hình thành phố chúng ta. Khi Nhan Mộ Vân giới thiệu mình với mọi người, luôn nhấn mạnh chức vụ giám đốc đài truyền hình của mình, và rất ít khi nhắc đến thân phận phó bộ trưởng tuyên truyền thị ủy của mình. Người ngoài đều tưởng rằng cô ta không thích người khác nói rằng cô ta là chức phó, Nhan Mộ Vân mỉm cười giơ tay ra với Trương Dương. Trương Đại Quan nghe nói vị này là giám đốc đài truyền hình, vội vàng đứng dậy, giơ tay ra bắt tay với Nhan Mộ Vân, giám đốc Nhan, chào bà, chào bà. Nhan Mộ Vân mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên cậu gặp tôi, nhưng tôi đã gặp cậu rất nhiều lần trên TV rồi, những tin tức của cậu đều là do tôi đích thân phê duyệt cả, Tiểu Trương à, cậu thật là dũng cảm. Trương Đại Quan thường chẳng mấy thiện cảm với những người phụ nữ thích ra vẻ làm quan, nhưng Nhan Mộ Vân lại xử lý rất tốt điều này, mặc dù rõ ràng là đang thể hiện chức vụ của mình, nhưng không hề để cho Trương Dương cảm thấy khó chịu. Trương Dương cười nói cảm ơn giám đốc Nhan đã tuyên truyền cho tôi, nếu như không có sự tuyên truyền của mọi người, thì tôi cũng không thể trở thành anh hùng được. Nhan Mộ Vân cười rất vui, cô ta bỏ tay Trương Dương ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương. Thư ký vỗ vàng rót trà cho cô ta. Có điều dùng cốc của chính Nhan Mộ Vân, Nhan Mộ Vân có một thói quen, đừng nói là dùng cốc chung, dù là ở chỗ công cộng, cô ta cũng rất ít khi ngồi xuống, cô ta đã ngồi xuống cùng Trương Dương, đủ để thấy sự xem trọng với Trương Dương. Trương Dương không hề biết những chuyện này. Nhan Mộ Vân nói, tin tức của cậu là do Vũ Ý đang làm, còn về việc được chuyển đến Đài Trung ương sau đó, là chủ ý của tôi. Trương Dương đột nhiên nhớ đến việc Vũ Ý đã từng nói. Giám đốc đài truyền hình Bắc Cảng là cô của cô ấy, xem ra, Nhan Mộ Vân có quan hệ thân thiết với Vũ Ý, nói một cách khác, đây cũng là một người phụ nữ rất có bối cảnh, Trương Dương mỉm cười nói, giám đốc Nhan, về sau hoan nghênh bà đến Tân Hải chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đón bà cẩn thận, để cảm ơn sự giúp đỡ của bà với tôi. Mặc dù trong lòng hắn hơi trách móc, nhưng những lời hắn nói ra đã làm cho Nhan Mộ Vân cảm thấy hắn thật sự cảm ơn mình. Nhan Mộ Vân mỉm cười nói, hôm nay đến đây là để làm công vụ sao? Trương Dương nói, tôi đã hẹn với Bộ trưởng Hoàng hôm nay cùng đến trường đảng, buổi chiều tôi có một cuộc họp báo cáo, là do bí thư hạng sắp xếp. Nhan Mộ Vân nói, cậu đến đây bao lâu rồi? Trương Dương cười không nói gì, hắn đã chờ ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhan Mộ Vân nói với thư ký, lão Hoàng có phải là lại hồ đồ rồi không? Chắc chắn ông ấy đã quên mất việc mình hẹn với người khác rồi. Tiểu Từ, cậu gọi điện thúc ông ấy về nhanh lên. Câu này rõ ràng đã thể hiện được vị trí của Nhan Mộ Vân trong bộ tuyên truyền, một phó bộ trưởng tuyên truyền dám nói những lời này, rõ ràng là phải có bối cảnh nhất định. Tiểu Từ lộ rõ vẻ khó xử, nếu như gã gọi điện thúc giục Hoàng Bộ Thành, đây chẳng phải là múa dự qua mắt thợ sao? Trương Dương có thể hiểu được chỗ khó của gã, liền cười nói, không cần, không cần đâu. Lúc này, vừa vặn bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành đã đến. Y bước từng bước lớn vào trong phòng, người vẫn chưa vào, mà tiếng cười đã vang lên, ngại quá, ngại quá. Trương Dương, tôi quên mất việc mình hẹn với cậu rồi. Nhan Mộ Vân nghe thấy tiếng của Y, trên mặt đã lộ thái độ khinh bỉ, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng đã bị Trương Dương nhìn thấy. Trương Đại Quan ngay lập tức có thể đoán được rằng, hai vị này nhất định không hòa hợp. Hoàng Bộ Thành không cao, nhưng bước đi rất lớn, nên bước đến rất nhanh.
điều này có liên quan đến việc trước kia y từng là quân nhân, có lẽ là thật sự cảm thấy ngại, y chủ động giơ hai tay ra, nắm lấy tay Trương Dương rất nhiệt tình, lắc lắc mạnh. Hoàng Bộ Thành có đặc điểm nhận dạng rất rõ, tóc y rụng sớm, ở giữa đã rụng sạch rồi, hiện ra bóng loáng. Hoàng Bộ Thành cười nói, Trương Dương, để cậu đợi lâu rồi, vừa rồi tôi đến phòng làm việc của Phó Thị trưởng Quách, nói về những công tác trọng điểm thời gian gần đây của Bộ Tuyên truyền, cứ nói rồi quên mất cả thời gian, cậu thấy đấy, tôi đã đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thật xin lỗi, xin lỗi. Trương Dương mỉm cười nói, không sao đâu, ai bảo người ta quan to hơn chứ, để cho hắn đợi cũng là chuyện bình thường. Nhan Mộ Vân nói, nếu là người khác, thì tôi nhất định sẽ tưởng rằng là do người đó cố ý, nhưng là xảy ra trên người Bộ trưởng Hoàng thì lại là điều hết sức bình thường, ông ấy thường xuyên quên cả giờ đi làm nữa. Hoàng Bộ Thành cười, nhưng trong lòng cảm thấy không vui, câu này của Nhan Mộ Vân chẳng phải là vì đánh thẳng vào mặt y sao? Y mỉm cười nói, Tiểu Nhan, cô cũng đến rồi à? Gần đây đài truyền hình không bận sao? Ý tại ngôn ngoại đang nói rằng cô hãy đi làm việc của cô đi, ông đây không để ý đến cô, thì cô cũng đừng tham dự vào đây. Nhan Mộ Vân nói, hôm nay chẳng phải có mở cuộc họp nội bộ đảng sao? Hoàng Bộ Thành lúc này mới nhớ đến việc mình đã quên mất chuyện này, liền cười nói, hôm nay thôi không họp nữa, không kịp nữa rồi. Nhan Mộ Vân nói, lão Hoàng, không phải tôi nói ông làm lãnh đạo lớn thế này, không thể nào cứ hồ đồ vậy được, nếu như ông không họp, thì ông làm ơn thông báo một tiếng trước, bên đài truyền hình nhiều việc như vậy mà tôi vẫn phải bỏ đó để chạy về đây họp, ông tưởng rằng thời gian của tôi rất dư giả sao? Hoàng Bộ Thành đỏ mặt, y và Nhan Mộ Vân không hợp nhau đã là chuyện từ lâu, nhưng dù sao hôm nay cũng là trước mặt Trương Dương, Nhan Mộ Vân không hề nể mặt y một chút nào hết, mẹ kiếp, đây là kiểu gì cơ chứ, thằng phó lại dám đứng dậy mà phê bình thằng trưởng. Hoàng Bộ Thành vẫn có thể khống chế mình, cười nói, lần này trách tôi lớn tuổi rồi, nên trí nhớ ngày càng kém, tiểu tư, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Bảo cậu thông báo với mọi người hôm nay không họp nữa. Thư ký Tiểu Từ mặt đầy oan ức, Hoàng Bộ Thành rõ ràng đang đẩy tôi lên đầu gã, Hoàng Bộ Thành nhà ông bảo không họp từ bao giờ chứ? Nhưng người làm thư ký, lúc quan trọng phải đứng ra đỡ đạn cho lãnh đạo, Tiểu Từ liền xin lỗi, Tôi xin lỗi, Bộ trưởng Hoàng, tôi đã quên mất chuyện này. Nhan Mộ Vân rõ ràng không phải là nhân vật hồ đồ, bà ta vừa nhìn đã nhận ra nội tình trong đó, liền lạnh lùng nhìn Tiểu Từ, cậu làm việc với thái độ thế này sao được? Nếu lần sau mà còn xảy ra việc này, thì cậu đừng ở lại Bộ Tuyên truyền Thị ủy nữa, họp đảng tổ là chuyện quan trọng vậy mà cậu còn quên, thì còn điều gì cậu không quên được nữa. Cậu làm được thì làm, không có cái bản lĩnh đó thì đi đi, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Mặt Tiểu Từ đỏ xuống đến tận cổ, đây không phải là do xấu hổ, mà là do tức giận, trong lòng đã chửi hết cả hai vị bộ trưởng, mẹ kiếp, tôi đây cũng là người, tôi cũng có lòng tự trọng, hai người không hợp nhau, làm sao phải giày vò tôi. Mẹ kiếp, tôi dễ bắt nạt thế sao? Trương Đại Quan nhìn người thư ký đáng thương này, trong lòng cũng rất đồng tình, thật sự là không dễ dàng, bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo để chịu khổ, người chịu được khổ nhất định sẽ hơn người khác, những vị lãnh đạo trước đó chẳng phải có vô số đều như vậy hay sao? Chịu được rồi, thì anh có tiền đồ, không chịu được, thì anh bị cắt tiền đồ. Giờ đây anh không làm cháu, thì về sau làm ông được. Không phải ai cũng được may mắn trên quan đồ như Trương Đại Quan. Chương 1379, diễn thuyết 1. Tiểu Từ quả nhiên cũng chịu đựng rồi, làm cháu thì làm cháu vậy, gã làm công việc như vậy, làm sao có thể không nhẫn nại được. Nhan Mộ Vân sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi, trước khi đi, cô ta lại cười với Trương Dương, Tiểu Trương, có rảnh thì đến đài truyền hình của tôi chơi. Trương Dương gật đầu, nhìn Nhan Mộ Vân rời đi, rồi lại nhìn sang gương mặt của Hoàng Bộ Thành, đã tức đến độ tím tái mặt mày rồi. Trương Đại Quan thầm vui trong lòng, ai bảo ông quên rồi cơ chứ, ai bảo ông giở trò với tôi chứ. Giờ đây bị chửi rồi đúng không? Làm người đừng có giả vờ giả vịt, ông đây không xử lý thì cũng có người khác đến xử lý. Hoàng Bộ Thành vốn dĩ đã hẹn Trương Dương cùng đến trường đảng, nhưng trải qua việc vừa rồi, ngay lập tức tức đến độ quên hết tất cả những việc mà mình cần làm. Trương Đại Quan cũng là vô ý đã gặp phải sự khúc mắc giữa Hoàng Bộ Thành và Nhan Mộ Vân, hắn giữ yên lặng từ đầu đến cuối. Có câu việc không phải của mình chớ tham dự vào, ai người hắn đều không hiểu rõ, đương nhiên không có quyền phát ngôn gì. Cảm xúc lớn nhất của Trương Dương là làm thư ký thật sự không dễ dàng gì, nhìn thái độ vừa rồi của Tiểu Từ,
nếu là hắn, thì hắn đã không làm từ lâu rồi. Hoàng Bộ Thành thật sự không nhớ được việc gì, sau khi bị Nhan Mộ Vân nói một hồi, tức đến độ đầu óc quay mòng mòng, y quay sang nhìn Trương Dương, rồi tự nhiên nói một câu, Trương Dương, cậu đến tìm tôi có việc gì nhỉ? Trương Đại Quan thật sự rất chán nản, tên này rốt cuộc làm thế nào nhảy được lên cái chức bộ trưởng tuyên truyền vậy, đầu óc thật là chán quá đi, rõ ràng là tự mình hẹn hắn đến, y đến muộn rồi, mà lại còn quên cả mục đích gọi hắn đến nữa. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Hoàng, chúng ta chẳng phải đã hẹn là đi đến trường đảng sao? Hoàng Bộ Thành được hắn nhắc nhở mới nhớ ra, sờ vào đầu mình rồi nói, cậu thấy cái trí nhớ của tôi này. Không ngờ tôi lại quên được việc quan trọng thế này. Trương Dương thầm nói, tóc ông đã dụng hết rồi, nhưng não thì không thể dụng được chứ. Bộ trưởng tuyên truyền là một vị trí rất quan trọng, là cái lưỡi của đảng, là người nắm trọng trách. Một vị trí như thế này sao lại để một người hồ đồ như vậy giữ chức chứ? Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Bộ Thành, nhưng Trương Đại Quan không hề có chút ấn tượng tốt nào với tên này. Hoàng Bộ Thành nói, Trương Dương, cậu đợi tôi một chút, tôi đi sắp xếp. Nói là đi sắp xếp, thật ra là đi vào nhà vệ sinh. Hoàng Bộ Thành có một cái tật, cứ tức giận là đau bụng, mà đau bụng là phải đi vào nhà vệ sinh. Trương Dương chỉ có thể tiếp tục đợi, vốn tưởng rằng y sẽ quay trở lại nhanh thôi. Nhưng không ngờ lần này lại đợi hơn 20 phút, khi y quay về đã là 11 giờ 15 phút, Trương Dương đã đợi hơi một tiếng đồng hồ ở bộ tuyên truyền, trong lòng càng phản cảm với Hoàng Bộ Thành. Thư ký tiểu tử đã sắp xếp xong xe, Trương Dương cùng Hoàng Bộ Thành cùng lên chiếc Audi của y, Hoàng Bộ Thành sau khi lên xe liền nói, đến trường đảng. Trương Dương thầm liếc sang nhìn y, lần này Bộ trưởng Hoàng đã không còn quên chuyện chính nữa rồi. Trường đảng nằm ở phía nam thành phố Bắc Cảng, đi xe mất khoảng 50 phút. Đến trường đảng, chiếc xe đến thẳng nhà ăn trường đảng, vốn dĩ bên trường đảng đã sắp xếp xong rồi, buổi trưa mở tiệc mời Bộ trưởng Hoàng Bộ Thành, đương nhiên trong đó có cả Trương Dương. Bên trường đảng có 3 vị phó hiệu trưởng, một vị chủ nhiệm giáo viên, một vị chủ nhiệm phòng làm việc tham dự bữa tiệc lần này. Trương Dương chẳng có mấy ấn tượng về mấy vị này, có điều chủ nhiệm phòng làm việc Quý Hiểu Phương thì để lại ấn tượng khá sâu sắc với Trương Dương. Quý Hiểu Phương tầm 30 tuổi, trông trẻ hơn độ tuổi thật rất nhiều, ăn mặc trông thời trang hấp dẫn. Điều quan trọng là biết ăn nói, biết uống rượu. Mấy câu nói đã làm cho Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành vui đến mức cười tít mắt, khi uống rượu. Quý Hiểu Phương rõ ràng đã nhận vai trò ép rượu, cô ta nói bằng một giọng mềm mại, Bí thư Trương, mấy ngày nay tôi đều rất chú ý đến bên tin tức, lúc đó tôi đã bắt đầu nản, tôi cảm thấy từ bao giờ mà chương trình thời sự lại trở thành chương trình chiếu phim thần tượng chứ, vị nhân vật anh hùng này là ai? Đến sau này tôi mới biết đó không phải là phim thần tượng, mà là chương trình thời sự trên TV, và minh tinh thần tượng ở trong hóa ra lại là vị bí thư huyện ủy Tân Hải mới đến của chúng ta. Trương Dương rất vui. Người phụ nữ này đúng là rất biết cách ăn nói, hắn cười nói, chủ nhiệm Quý, cô khen đến độ tôi cũng cảm thấy xấu hổ, với kiểu này của tôi, thật sự không dám trở thành thần tượng gì gì hết, đen xì xì, vừa nhìn đã thấy giống đứa trẻ từ nhà quê đi ra rồi. Quý Hiểu Phương nói, Bí thư Trương khiêm tốn quá, anh không biết rằng mình nổi tiếng như thế nào đâu, mấy vị giáo viên nữ ở trường đảng chúng tôi đều coi anh là thần tượng đấy, bao nhiêu cô gái chưa chồng đã coi anh là người tình trong mộng rồi. Trương Đại Quan biết rằng cô ta đang nịnh nọt mình, nhưng nghe ra thật là sướng tai. Làm gì có thằng đàn ông nào không thích trở thành người tình trong mộng của tất cả gái đẹp cơ chứ? Lòng tự trọng của Trương Đại Quan rõ ràng đã được đáp ứng, vì vậy khi Quý Hiểu Phương đưa rượu đến mời hắn, Trương Dương đã nhận rất vui vẻ, rồi dốc một hơi uống hết sạch, thứ khác thì không nói, nhưng nói đến tửu lượng thì rõ ràng hắn hơn hẳn người khác. Quý Hiểu Phương nói, tửu lượng của bí thư Trương thật là lớn quá. Trương Đại Quan uống xong cốc rượu này, ngay lập tức ý thức được mình không nên uống nhiều như vậy, buổi chiều còn phải diễn thuyết cho đám cán bộ, uống nhiều rượu như vậy là không tốt. Hắn liền cười nói, tửu lượng của tôi bình thường thôi, có điều là tôi uống nhanh hơn mọi người một chút. Hoàng Bộ Thành nói, Trương Dương à, tôi đã nhận ra cậu là một người thanh niên phóng khoáng rồi, nào, chúng ta cùng cạn chén, tôi mượn cốc rượu này để thể hiện sự hoan nghênh cậu đến Bắc Cảng làm việc, đồng thời cũng để xin lỗi vì hôm nay tôi đã để cậu đợi lâu. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Hoàng, ông thật khách sáo quá, chúng ta uống một cốc mang luôn hai ý nghĩa đi, buổi chiều tôi còn phải diễn thuyết, nếu như uống nhiều quá, thì khi lên nói chuyện sẽ nói linh tinh, chẳng phải rất mất mặt sao. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Phó Hiệu trưởng trường đảng, Hồ Kim Kiến nói, ai mà không biết tửu lượng của Bí thư Trương rất lớn, có câu nói rằng, tửu năng trợ hứng,
chút rượu này không thể nào làm anh say được đâu, uống một chút còn có thể phát huy được khả năng diễn thuyết của anh ấy chứ. Hoàng Bộ Thành cười nói, đồng chí Kim Kiến, anh đừng có mà coi ai cũng như mình, cứ uống nhiều là lại thành lắm lời. Hồ Kim Kiến cũng là một người thích rượu, hơn nữa hầu như cứ uống là say, sau khi say rồi thì nói không dứt miệng, nghe Hoàng Bộ Thành nói vậy, gã cũng ngại ngần cười. Trương Dương nói, môi trường của trường đảng thật là tốt, những thiết bị phần mềm đều là đứng đầu cả, nếu so sánh với trường đảng của huyện Tân Hải chúng tôi thì quả là một trời một vực, về sau chúng tôi phải xin phép thành phố, cố gắng để thành phố cho chúng tôi nhiều tiền hơn chút, để cải tạo lại môi trường của trường đảng. Hoàng Bộ Thành nói, đúng là bí thư huyện ủy có khác, nói gì cũng không rời được công việc của mình. Quý Hiểu Phương nói, bí thư Trương, về sau anh phải thường xuyên đến trường đảng chúng tôi giảng bài đấy nhé. Trương Dương nói, tôi thuộc loại chẳng ra sao, chẳng giỏi giang gì, đến một lần còn có thể nói được chút ít, lần sau đến, trong bụng tôi chẳng còn gì nữa rồi, làm người quan trọng nhất là phải tự lượng sức mình, có bao nhiêu năng lực tự tôi biết, nơi như trường đảng này, lúc nào cũng có ngọa hổ tàng long, không có chút can đảm, thì không dám đến đâu. Hồ Kim Kiến nói, ai mà chẳng biết bí thư Trương can đảm hơn người, nếu không thì cũng không thể thực hiện được những sự việc anh hùng như cứu người. Trương Dương cười nói, lần này tôi đến trường đảng không phải vì can đảm hơn người đâu, bí thư Hạng đã có lời, thì tôi không đến cũng không được mà. Hoàng Bộ Thành cười nói, đây là vinh dự mà bí thư Hạng giao cho cậu đó, người khác muốn có cơ hội này cũng không được đâu, cậu không nên oán trách chứ. Trương Dương nói, tôi đâu có dám oán thán gì, chỉ là tôi hơi lo lắng, sợ rằng, khi tôi lên diễn thuyết sẽ chẳng nói được gì. Quý Hiểu Phương nói, hôm nay không có nhiều người. Công nhân viên chức trường đảng và học sinh trường đảng hơn 500 người, còn hơn 500 người nữa là những cán bộ cơ tầng và những doanh nghiệp, nghe nói anh đến diễn thuyết, nên đã chủ động đến. Trương Đại Quan uống hết rượu trong cốc, cầm tờ giấy ăn trên bàn lau mồ hôi rồi nói, cái gì cơ, tôi thật sự không ngờ lại nhiều người như vậy, hay là để tôi chuẩn bị một chút. Thật ra trong lòng tên này chẳng căng thẳng gì, đối diện với hơn 1.000 người mà phải căng thẳng thì làm quan làm sao được. Trương Đại Quan là người đã trải qua nhiều việc, hắn chỉ là giả đò trước mặt những người này mà thôi, còn về những giọt mồ hôi trên trán kia, là do hắn dùng nội lực để ép ra. Thấy thái độ của Trương Dương, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn căng thẳng, Hoàng Bộ Thành thầm cười, tiểu tử này chưa từng trải, chút chuyện thế này mà cũng phải căng thẳng đến vậy, làm sao về sau làm được việc lớn. Hồ Kim Kiến nói, bí thư Trương, tôi kính anh một chén, chúc anh diễn thuyết thành công. Trương Đại Quan thầm chửi. Đám người này chẳng có ai tốt đẹp cả, biết rõ ràng chiều nay hắn phải lên diễn thuyết, mà cố tình chuốc rượu cho hắn uống, nếu như hắn không chịu được, bị các người chuốc rượu thành say, thì chẳng phải đã trở thành trò cười của Bắc Cảng rồi sao? Trương Dương cầm cốc rượu lên nói, cốc cuối cùng, uống xong cốc này, tôi phải đi nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, nhiều người đến như vậy, tôi không thể nào làm mọi người thất vọng được, ông nói xem có đúng không hả Bộ trưởng Hoàng? Hoàng Bộ Thành nghe hắn nói vậy. Cũng đành cười nói, Trương Dương nói đúng lắm, phải để cậu ấy nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, việc chính quan trọng hơn. Hồ Kim Kiến nói, bí thư Trương, tôi thấy anh hơi căng thẳng rồi, thật ra anh không cần căng thẳng đâu, cứ coi là làm công tác báo cáo trong huyện vậy, diễn thuyết ấy mà, càng thoải mái thì phát huy càng tốt hơn, anh càng quá coi trọng nó, thì càng căng thẳng. Hồ Kim Kiến nói những lời này khá được, nhưng gã không biết rằng, Trương Đại Quan chẳng căng thẳng chút nào. Dù là diễn thuyết ở trường đảng Trung ương, tên này cũng chẳng ngại ngần gì, một trường đảng Bắc Cảng, làm sao hắn để mắt đến được. Quý Hiểu Phương sắp xếp cho Trương Dương nghỉ ngơi ở phòng làm việc của cô ta, buổi chiều 3 giờ sẽ bắt đầu diễn thuyết, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, Trương Dương ngồi trên ghế sofa, Quý Hiểu Phương pha một tách trà cho hắn, rồi cười nói, bí thư Trương, anh nghỉ ở đây nhé, tôi đi xem bố trí hội trường thế nào. Trương Dương gật đầu nói, cô đi làm việc của mình đi. Sau khi Quý Hiểu Phương rời đi, Trương Dương dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, người gọi điện đến là Vũ Ý, cô ấy biết rằng buổi chiều Trương Dương phải diễn thuyết, nên muốn đến cổ vũ. Trương Đại Quan rất nghi ngờ về cái gọi là cổ vũ của Vũ Ý biết Trương Dương sợ điều gì, liền cười nói, anh yên tâm đi, lần này tôi đến thật sự chỉ là để cổ vũ thôi, chỉ một mình tôi đến thôi mà, không có nhà báo, không có phóng viên. Trương Dương nói, vậy thì cô đến đi. Vũ Ý nói, tôi đã ở trường đảng rồi. Trương Đại Quan nghe nói cô ấy đã đến, cũng không thể trốn mà không gặp, liền đẩy cửa phòng để cô ấy đi vào. Vũ Ý nói, hừ,
một mình anh trốn ở đây làm gì? Chương 1380, diễn thuyết 2. Trương Dương nói, tôi sắp sửa phải lên bục diễn thuyết rồi, nghe nói có đến hơn 1000 người kìa, dù gì tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Hắn nhìn về phía đằng sau Vũ Ý rồi nói, không có ai đến cùng cô chứ? Vũ Ý ngồi xuống ghế sofa, tôi đã nói là chỉ đến để cổ vũ, anh đã không muốn nổi tiếng, thì tôi cũng chẳng cần phải khổ sở vậy làm gì. Trương Dương gật đầu. Vũ Ý lại nói, nhưng tôi đã nhìn thấy có phóng viên của Bắc Cảng Nhật Báo đến đây rồi, hôm nay anh lên báo cáo, nhất định vẫn có người đưa tin. Trương Dương nói, từ khi được lên thời sự tôi chưa được yên ổn một phút nào. Vũ Ý nói, anh đừng trách tôi, có phải tôi bảo anh đến diễn thuyết đâu? Trương Dương dựa vào ghế sofa và nói, đúng rồi, cô quen rất thân với Nhan Mộ Vân. Vũ Ý nói, đúng thế, đó là cô của tôi mà. Sao thế, anh gặp cô ấy rồi à? Hôm nay tôi đến bộ tuyên truyền, vừa vặn gặp phải bà ấy. Vũ Ý nói, cô tôi tốt lắm đấy. Trương Dương cười, không nói chuyện cãi nhau ngày hôm nay giữa Nhan Mộ Vân và Hoàng Bộ Thành ra. Thời gian qua rất nhanh, Trương Đại Quan đến bàn chủ tịch cùng với một đám lãnh đạo của trường đảng, Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành sau khi ăn cơm xong đã rời đi, nghe nói là vì không được khỏe, nên việc phát biểu vốn đã được chuẩn bị của y cũng đã hủy bỏ. Trương Dương cảm thấy nhất định là vì y đã uống quá chén. Hơn nữa, những quan viên với cấp bậc như Hoàng Bộ Thành chẳng mấy hứng thú ngồi nghe hắn báo cáo. Phó hiệu trưởng trường đảng Hồ Kim Kiến dùng giọng xúc động để giới thiệu sự có mặt của Trương Dương, hội trường vang lên tiếng vỗ tay, trong hơn 1000 người, cũng có hơn một nửa đã vỗ tay, nhưng Trương Dương vẫn nhận ra tiếng vỗ tay không được nhiệt liệt, điều này cũng khó trách họ. Cuộc họp báo cáo lần này là do Hạng Thành yêu cầu, những đám cán bộ đến nghe báo cáo đương nhiên chẳng hứng thú gì với những bài diễn thuyết đậm chất chính trị. Rất nhiều người cho rằng nghe báo cáo là một việc làm tốn thời gian. Trương Dương kéo micro đến trước mặt mình, rồi chậm chậm lấy tờ giấy Phó Trường Trinh đã chuẩn bị cho hắn từ trước ra. Nhìn thấy điệu bộ đó của Trương Dương, rất nhiều người nghe đã cảm thấy khinh thường rồi, trong hơn 1000 người đó, lớn bé gì cũng đều là cán bộ cả, trong đó không thiếu những người nói hay, càng không thiếu những người không cần chuẩn bị trước trong khi báo cáo. Với một vị cán bộ đảng, cái miệng thật sự là rất quan trọng, anh không những phải biết làm, mà còn phải biết nói năng nữa, anh không nói, ai mà biết được anh đã làm những điều gì. Trương Dương đặt tờ giấy đã chuẩn bị trước sang một bên rồi nói, tôi giới thiệu bản thân trước vậy, tôi là Trương Dương, nam, 27 tuổi, là người của Xuân Dương Giang Thành, giờ đang là bí thư huyện ủy huyện Tân Hải thành phố Bắc Cảng. Hôm nay tôi đến đây, là vì lãnh đạo bảo tôi đến, thật ra tôi không muốn đến, nhưng lại không dám không đến. Hội trường vang lên tiếng cười. Vị bí thư trẻ tuổi này mở màn thật là độc đáo, điều quan trọng nhất là, hắn không nhìn vào tờ giấy đã chuẩn bị. Trương Dương tiếp tục nói, vừa rồi khi tôi đứng lên đây còn hừng hực khí thế và lòng tin, vì tôi nghĩ mình đến đây là để giao lưu với mọi người, nhưng khi tôi ngồi xuống, nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, trong lòng tôi đã bắt đầu thấy lo rồi, vì tôi ngồi đây nhìn thấy rất rõ, các vị đến đây đã có 2/3 là vỗ tay rồi, còn 1/1 không vỗ tay, dù là có vỗ tay. Thì tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, điều đó thể hiện là mọi người không hoan nghênh tôi lắm. Lời nói của Trương Đại Quan đã bị ngắt quãng bởi một tràng vỗ tay, Trương Dương cười nói, tiếng vỗ tay này không phải là hoan nghênh, mà là sự kháng nghị và phản kích của mọi người với tôi. Hội trường lại vang lên tiếng cười, tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt. Trương Dương nói, thật ra, tôi không thích nghe lãnh đạo báo cáo, lý do rất đơn giản, nhạt nhẽo vô vị, mỗi lần khi tôi nghe lãnh đạo báo cáo, tôi liền nghĩ. Nếu như lãnh đạo nói chuyện mà có trình độ bằng với tiên sinh Mã Tam Lập thì tốt biết mấy, Mã Tam Lập là người tấu hài nổi tiếng. Đứng ở trên bục, nói hết một đoạn, mọi người lại chờ đợi đoạn tiếp theo, tiếng vỗ tay là phát ra từ nội tâm, hy vọng rằng tiên sinh có thể nói nhiều hơn một chút. Có những khi, lãnh đạo lên báo cáo, tiếng vỗ tay của chúng ta cũng rất nhiệt liệt. Tại sao vậy? Vì chúng ta cùng một lúc cảm nhận như chút được gánh nặng, cảm ơn trời đất, cuối cùng ông đã nói hết rồi. Hội trường lại cười. Tiếng cười vang lên rất lớn, rõ ràng Trương Đại Quan đã làm cho cảm xúc mọi người dâng lên. Không ít người thầm nói chuyện với nhau ở bên dưới, không ngờ người thanh niên này còn nhỏ, mà lại có tài ăn nói như vậy. Trương Dương nói, trước kia tôi đã từng làm ở không ít chỗ, đánh giá của đại đa số lãnh đạo với tôi là, trẻ người hấp tấp, nhiệt tình có thừa, nhưng bình tĩnh không đủ, cũng có lãnh đạo nói rằng tôi dám nói dám làm, không bao giờ nghĩ đến hậu quả, đến giờ tôi vẫn không hiểu đó là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu nữa. Có điều nếu nói từ những trải nghiệm chính trị của tôi, thì
thì công tác của tôi vẫn được các vị lãnh đạo công nhận, nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào làm được đến cái chức bí thư huyện ủy Tân Hải. Giờ đây nói không chừng có khi còn phải đi làm chân công văn ở một trấn nào đó kia. Xem ra tôi vẫn có thể làm cho không ít các vị lãnh đạo hài lòng, từ đó tôi đã có một kết luận, tôi muốn đưa ra để mọi người cùng bàn luận, để xem xét một quan chức liệu có hợp cách hay không, là do những ý kiến của người dân, nhưng để xem xét một quan chức có thể thăng cấp hay không, lại là nằm ở việc lãnh đạo có hài lòng với anh hay không, vì thế, muốn làm một vị quan với những ý nghĩa nghiêm khắc là rất khó, cần phải làm được cả đôi điều, vừa phải để người dân nói tốt về anh, vừa phải để lãnh đạo nói anh làm việc tốt. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, mọi người đã tán thành với những lời này của Trương Dương. Trương Dương cầm cốc trà lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn lên tờ diễn thuyết trên bàn, lúc này hắn đã quyết định không tham khảo tờ diễn thuyết này của Phó Trường Trinh nữa. Nếu như nói đúng theo đó, thì những người ở dưới chắc là sẽ ngủ gật hết, những việc chán nản như vậy, Trương Đại Quan sẽ không làm. Trương Dương nói đến việc anh hùng cứu người, tôi đã không phải là lần đầu tiên làm nữa. Tên này đúng là không làm người khác chấn động không chịu nổi, hội trường vang lên không ngớt tiếng kinh ngạc, vốn tưởng rằng hắn sẽ khiêm nhường một chút, ai mà ngờ hắn vừa mở miệng lại ném một quả lựu đạn vào mọi người. Vũ Ý ngồi ở phía dưới, ánh mắt của cô nhìn vào Trương Dương, cô bắt đầu phát hiện ra rằng nội hàm của Trương Dương rất sâu sắc. Trương Dương nói, đã là báo cáo, thì tôi sẽ nói đến chuyện xảy ra từ rất nhiều năm trước, lúc đó tôi đang làm việc ở Ban Chiêu Thương Giang Thành, lúc đó là mùa đông giá lạnh. Tôi cùng Chủ tịch Tập đoàn Lam Tinh Hàn Quốc Thượng Nguyên Tiên Sinh cùng đi khảo sát tình hình ở khu khai thác phát triển, đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu cứu vang lên từ mặt hồ, hóa ra là mấy đứa nhỏ chơi trên băng không cẩn thận đã bị rơi xuống hồ. Khi đó, người đầu tiên phản ứng lại không phải là tôi, mà là Thượng Nguyên Tiên Sinh, ông ấy đã hơn 50 tuổi, ông lấy liền xông về phía mặt hồ rồi nhảy xuống, tôi là người thứ hai nhảy xuống đó, tôi và ông ấy cùng cứu những đứa trẻ đó lên từ mặt hồ giá lạnh. Sau đó, rất nhiều đài báo đã đến phỏng vấn, nhưng bị Thượng Nguyên Tiên Sinh từ chối. Trương Dương ngừng một chút, uống một ngụm trà, hội trường không có âm thanh nào cả, tất cả mọi người đã bị câu chuyện của hắn hấp dẫn. Trương Dương nói, còn nhớ khi tôi trèo lên cần cầu cứu hai mẹ con nhà đó, có vị phóng viên đã hỏi tôi, lúc đó tôi đã nghĩ đến điều gì? Nếu như khi tôi cứu người sẩy nhỡ chân trượt xuống xảy ra chuyện gì bất chắc, thì rốt cuộc có đáng hay không? Ánh mắt của Trương Dương tìm Vũ Ý trong đám người, rất nhanh đã tìm được cô ấy, nhìn vào con mắt của cô ấy, ánh mắt của Vũ Ý vẫn đầy nghi vấn. Trương Dương nói, cũng đã có người hỏi Kim Thượng Nguyên Tiên Sinh một câu như vậy, ông ấy là một chủ tịch của tập đoàn quốc tế lớn như vậy, tại sao phải mạo hiểm đi cứu mấy đứa trẻ cơ chứ? Hơn nữa, mấy đứa trẻ này đâu có phải là người Hàn Quốc. Nếu như ông ấy mất đi tính mạng vì chuyện này, liệu có đáng không? Đây là một vấn đề về giá trị quan, lúc đó. Kim Tiên Sinh đã đáp lại thế này, tính mạng là vô giá, nếu như đem tiền bạc so sánh với tính mạng thì thật sự không là gì, tôi đã có thể mạo hiểm vì tiền, thì tôi đương nhiên có thể mạo hiểm hơn nữa để đi cứu một tính mạng. Những điều tôi làm đều là những việc hết sức bình thường, nếu là bất cứ ai khác, họ cũng sẽ làm như vậy, đây là trái tim con người. Trương Dương nói tiếp, đây là trái tim con người, không có gì khác biệt giữa người Trung Quốc và người nước ngoài cả. Và cũng chẳng phải là vì tinh thần cao thượng nào đó thúc đẩy tôi làm như vậy, tôi muốn nói với mọi người, những điều tôi làm chỉ là một việc hết sức bình thường, bất kể ai cũng làm như vậy, là một người bình thường sẽ không mở mắt nhìn một tính mạng đang sống sờ sờ trước mặt mình mất đi. Mỗi người đều có lương tâm, mỗi người đều có trái tim lương thiện, rất nhiều người do dự, là vì bị ngăn chặn bởi quá nhiều điều thế tục, họ đã mất đi bản tính của mình. Nếu như lúc đó tôi không đi cứu họ, để kệ họ chết trước mặt mình, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ bất an, rõ ràng là những việc tôi có thể làm, mà tôi lại không làm, tôi không thể nào đối diện với lương tâm của chính bản thân mình, xuất phát điểm để tôi cứu người chỉ đơn giản như vậy, trong lòng nghĩ gì, tôi làm cái đó. Thật ra mỗi người ở đây đều có cơ hội để trở thành anh hùng, có lẽ mỗi người đều có ý nghĩa về việc muốn làm anh hùng, nhưng họ có lẽ vì rất nhiều nguyên nhân nên đã từ bỏ, cũng có thể là vì họ chậm hơn tôi một bước, tôi có thể trở thành anh hùng. Vì hai mẹ con đó đã tạo điều kiện cho tôi, là những người đứng xem ở ngoài đã tạo điều kiện cho tôi, là đài báo tin tức đã tạo điều kiện cho tôi, vẫn là câu nói đó, dù là có người ở đó hay không, tôi vẫn sẽ đi cứu hai mẹ con đó, tôi không phải vì muốn trở thành anh hùng. Mà là tôi muốn xứng với lương tâm của mình, để về sau khi tôi quay đầu nhìn lại, không cảm thấy áy náy vì mình đã không làm một việc mình có thể làm. Tiếng vỗ tay vang lên mãi không ngớt. Tất cả mọi người đều bị cảm động bởi những lời của Trương Dương.
Vũ Ý đột nhiên hiểu rằng tại sao Trương Dương không thích lên TV, cô bắt đầu tin rằng tên trông có vẻ vớ vẩn này thật sự trong lòng rất chân thành, sự chân thành này có sức hấp dẫn rất lớn đối với tất cả mọi người, chính vì sự chân thành của anh ta, mà anh ta mới có thể dễ dàng chinh phục được trái tim của hơn 1.000 thính giả. Trương Dương làm một động tác tay, khó khăn lắm mới làm cho tiếng vỗ tay của mọi người thôi vang lên, sau khi hội trường bắt đầu yên tĩnh, Trương Dương lại nói, đây là lần đầu tiên tôi diễn thuyết về việc này, và cũng sẽ là lần cuối cùng, tôi đã hưởng thụ quá nhiều sự cảm ơn, quá nhiều tiếng vỗ tay, quá nhiều vinh dự, buổi diễn thuyết hôm nay, tôi đã muốn từ bỏ mấy lần, nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định đến đây, vì tôi cho rằng đây là một cơ hội để bày tỏ những cảm xúc thật sự với mọi người, tôi đến Tân Hải không phải là để làm anh hùng. Tôi là bí thư huyện ủy Tân Hải, chức trách của tôi không phải chỉ là cứu một hai người đó, tôi cần phải lật lại diện mạo hỗn loạn và lạc hậu của Tân Hải, tôi cần phải để cho người dân ở Tân Hải được sống cuộc sống tốt đẹp, tôi phải biến Tân Hải thành một vùng đấy công bằng phồn vinh giàu mạnh. Việc tôi muốn làm không phải là cứu người, mà là chấm dứt những việc như của hai mẹ con đó tiếp tục xảy ra, tôi cho rằng làm được những điều này khó hơn rất nhiều so với việc làm một anh hùng. Chương 1381, diễn thuyết 3. Ánh mắt của hắn nhìn vào thính giả bên dưới, hôm nay tôi nói nhiều như thế này, chỉ là muốn nói với mọi người một điều, sự nghiệp chúng ta đang gánh vác, trông ra thì bình thường, nhưng thật ra lại rất vĩ đại và gian khổ, có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta đây cả đời không có được danh hiệu anh hùng, nhưng chúng ta có thể làm ra những thành tích giống như anh hùng, thậm chí vượt qua cả anh hùng nữa, vì vậy mọi người không phải ngưỡng mộ tôi, càng không cần phải cảm thấy trên người tôi có ánh hào quang gì đặc biệt. Mọi người ngước nhìn tôi, chỉ là vì tôi ngồi trên cái bục cao hơn mọi người thôi. Tôi giống như mọi người, đều là những người bình thường, không thể nào tất cả mọi người đều trở thành anh hùng, nhưng tôi tin tưởng rằng, chỉ cần chúng ta làm việc bằng lương tâm của mình, tất cả chúng ta đều có thể làm được đến độ không còn áy náy gì trong trái tim. Trương Dương nói xong, hắn dừng lại một lúc lâu, thấy bên dưới không có phản ứng gì, mới cười nói, buổi diễn thuyết của tôi đến đây là hết. Lúc này tất cả mọi người mới vỗ tay nhiệt liệt như tỉnh lại từ cơn mơ, rất nhiều người thậm chí đã đứng cả dậy để vỗ tay. Những điều Trương Dương nói ngày hôm nay, thật sự đã nói được đến trái tim của rất nhiều người. Trương Dương cũng đứng dậy khom lưng lịch sự với mọi người, cảm ơn, cảm ơn. Âm thanh của hắn không ngừng bị nuốt vào trong tràng vỗ tay không dứt. Trương Đại Quan cũng không ngờ rằng bài diễn thuyết hôm nay của mình lại có tác dụng như vậy, có thể để cho mọi người phản ứng nhiệt liệt đến thế. Trương Dương rời khỏi hội trường cùng những nhân viên làm việc, về phòng làm việc của Quý Hiểu Phương, mấy vị giáo viên xinh xắn ở trường đảng tìm đến để nhờ hắn ký tên, Trương Đại Quan đột nhiên cảm thấy mình như trở thành minh tinh thần tượng vậy. Đây không phải là hiệu quả mà hắn muốn, thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng liệu đây có phải là việc trường đảng cố ý sắp xếp hay không, nhưng Trương Dương vẫn rất vui vẻ ký tên cho đám giáo viên trẻ này, có một điểm không thể phủ nhận, chữ của Trương Đại Quan thật sự quá đẹp. Hai phóng viên của Bắc Cảng Nhật Báo cũng tìm đến, họ đề nghị phỏng vấn riêng Trương Dương Đại Quan liền từ chối ngay, hắn thậm chí còn lên cả tin tức trung ương, hắn làm sao có thể để ý đến những tờ báo địa phương như thế này được. Có điều Trương Đại Quan không từ chối thẳng thừng, mà cười nói, xin lỗi, tôi đã đồng ý rằng việc phỏng vấn chỉ dành cho phóng viên Vũ của đài truyền hình. Vũ Ý vừa vặn xuất hiện trước cửa, liền trở thành lý do của Trương Dương. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Ý chớp chớp mắt rồi nói, bí thư Trương, anh đã đồng ý với tôi rồi, lần phỏng vấn này chỉ để riêng cho tôi. Trương Dương và Vũ Ý rời khỏi trường đảng, thấy đằng sau không ai đi theo, Vũ Ý cười giơ ngón tay cái ra với Trương Dương, hay lắm, anh diễn thuyết quả thực rất hay. Trương Đại Quan cười nói, trưa nay tôi uống chút rượu, nên nói không được tốt lắm. Vũ Ý nói anh nói hay, giờ anh lại bắt đầu sĩ diện rồi phải không? Trương Dương nói, giờ đây cô đã hiểu tại sao tôi không muốn phóng viên phỏng vấn mình chưa? Vũ Ý nói, được, coi như là tôi đã hại anh, về sau tôi để ý một chút là được rồi chứ gì. Trương Dương giơ tay chặn một chiếc taxi, rồi nói với Vũ Ý cô đến đâu? Để tôi đưa cô đi. Vũ Ý ngạc nhiên nói, chiếc xe bọc thép của anh đâu rồi? Sao không lái nữa? Trương Dương nói, quá hấp dẫn ánh nhìn. Giờ tôi là nhân vật của thời sự, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý, khiêm nhường chút thì tốt hơn. Vũ Ý cười khanh khách, cô lên xe taxi, rồi nói với lái xe, đưa tôi đến đài truyền hình. Nói xong cô lại quay sang hỏi Trương Dương, anh đi đâu vậy? Trương Dương nói, tôi về ban chiêu đãi số 1. Buổi tối anh có về không? Trương Dương gật đầu nói, 5 giờ lái xe sẽ đến đón tôi.
Khi nói xong, điện thoại của hắn lại vang lên, Trương Dương cười với Vũ Ý một cách xấu hổ, hắn nhấc điện thoại, bên đó là Phó Bí Thư Huyện ủy Lưu Kiến Thiết gọi đến. Lưu Kiến Thiết đầu tiên chúc mừng Trương Dương đã diễn thuyết thành công, điều này làm cho Trương Dương hơi cảm thấy ngạc nhiên, hắn vừa mới diễn thuyết xong, mà Lưu Kiến Thiết đã biết rồi, nguồn thông tin thật là nhanh nhạy. Lưu Kiến Thiết nói, Bí Thư Trương, tôi gọi điện đến để thông báo cho anh một việc, vừa rồi Phó Bí Thư Tưởng của Thị ủy đã gọi điện đến, ông ấy đã hỏi về anh, rồi lại lấy cả số điện thoại của anh nữa, có lẽ chút nữa ông ấy sẽ liên lạc với anh. Trương Dương vừa nghe đã biết rằng Lưu Kiến Thiết không nói thật. Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương muốn lấy điện thoại của mình mà còn phải vòng đến tận Tân Hải liên lạc sao? Hơn nữa, sao ông ấy không gọi điện đến thẳng phòng làm việc của hắn, mà lại tìm đến Lưu Kiến Thiết để thăm dò chứ? Đây chẳng phải là hành động thừa. Chẳng ai quy định Phó Bí Thư Thị ủy không thể có quan hệ tốt với Phó Bí Thư Huyện ủy. Câu này của Lưu Kiến Thiết đã nói với Trương Dương hai thông tin, một là quan hệ giữa gã và Phó Bí Thư Thị ủy rất tốt, hai là Tưởng Hồng Cương có chuyện tìm hắn. Trương Dương nói, Lão Lưu à, tôi còn chưa gặp Phó Bí Thư Tưởng. Lưu Kiến Thiết cười nói, ông ấy hình như rất thân với anh vậy. Trương Dương nói, hay là thế này đi, anh cho tôi số điện thoại của ông ấy, tôi sẽ liên lạc với ông ấy. Lưu Kiến Thiết vội vàng báo với Trương Dương số điện thoại của Tưởng Hồng Cương. Trương Dương lấy được số điện thoại của Tưởng Hồng Cương, ngay lập tức đã gọi điện cho Tưởng Hồng Cương, Trương Đại Quan từ trước đến giờ đều là người chủ động. Hắn không thích phải chờ đợi một cách bị động, càng huống hồ, cấp bậc của người ta cao hơn mình chủ động gọi đến cho người ta, cũng có thể thể hiện sự tôn kính với lãnh đạo. Phó Bí Thư Thị ủy nhận được cuộc điện thoại của Trương Dương rõ ràng là rất vui mừng, y cười trong điện thoại, Trương Dương, cậu còn ở Bắc Cảng chứ? Trương Dương nói, đúng thế, tôi đang chuẩn bị đi. Tưởng Hồng Cương nói, đừng vội đi, tối nay chúng ta gặp mặt một chút. Trương Đại Quan cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn và Tưởng Hồng Cương đâu thân thiết vậy chứ, sao y lại gọi hắn đến ăn cơm? Chẳng lẽ là vì muốn thông qua hắn để tạo quan hệ với Tống Hoài Minh? Tưởng Hồng Cương nói, tôi có chút việc, cậu đừng đi nhé, tối nay ở lại Bắc Cảng đi, chút nữa tôi sẽ liên lạc với cậu. Trương Đại Quan chỉ có thể nhận lời, Vũ Ý ở một bên nghe rất rõ, sao anh lại không đi nữa rồi? Trương Dương cười khổ hạnh, lãnh đạo bảo tôi ở lại, cô nói xem tôi đi được hay sao? Vũ Ý nói, lãnh đạo bảo anh làm gì thì anh làm cái đó à? Sao anh chẳng có chút chủ kiến nào thế? Trương Dương cười nói, cô đã thấy ai có chủ kiến được trước mặt lãnh đạo chưa? Ai mà có chủ kiến nhất định không được yêu thích ngay. Lần đầu đến đây, tôi còn chưa thuộc đường, tôi không muốn người khác làm khó mình. Vũ Ý nói, anh cũng thô tục thật đấy, vừa rồi những ấn tượng tốt đẹp từ cuộc diễn thuyết của anh với tôi lại về không rồi. Lái xe taxi đã đến trước đài truyền hình. Vũ Ý đẩy cửa xe đi xuống, rồi vẫy vẫy tay với Trương Dương, nếu như buổi tối anh rảnh, thì tôi với anh đi uống rượu. Trương Đại Quan cười nói, nếu không ảnh hưởng đến việc tôi đi cùng lãnh đạo thì không vấn đề gì. Xì, tôi coi thường anh. Trương Đại Quan mặt đầy nghi vấn, coi thường dùng vào việc gì. Cô dạy tôi xem, Vũ Ý tức đến độ trợn mắt. Người lái xe cũng phì cười một tiếng. Trương Đại Quan về đến ban chiêu đãi số 1 của chính phủ thành phố. Chu Sơn Hổ đã đến rồi, vốn dĩ đã nói là để gã đến đón hắn, nghe Trương Dương nói rằng tối nay không về nữa, Chu Sơn Hổ nói, vậy tôi có phải là về trước không? Trương Dương nói, không cần, cậu từ xa đến đây, về làm gì? Thế này đi, đặt một phòng, sáng mai chúng ta về. Chu Sơn Hổ gật đầu, gã chỉ vào chiếc Audi phía trước, xe chuyên dụng của anh đấy, hôm nay tôi mới lái đến. Trương Dương chẳng hứng thú gì với xe công. Hắn ngáp một hơi rồi nói, cậu đi đặt phòng đi, tôi về nghỉ một chút, buổi tôi có lẽ còn phải đi uống rượu. 5 giờ rưỡi chiều, Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương gọi điện đến, hỏi rằng Trương Dương ở đâu, giờ y sẽ bảo lái xe đến đón. Trương Dương vốn định để Chu Sơn Hổ đưa mình đi, nhưng đối phương đã có xe, thì đương nhiên là việc tốt nhất rồi, ít nhất có thể tiết kiệm chút tiền xăng dầu cho bên tài chính huyện Tân Hải. Trương Dương nói ra địa điểm mình ở, không đến 10 phút sau. Tưởng Hồng Cương đã đích thân đến dưới lầu hắn ở. Trương Dương không ngờ rằng Phó Bí Thư Thị ủy sẽ đích thân đến, hắn hơi cảm thấy mình được sủng ái thái quá. Sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Hồng Cương, hắn vội vàng đi xuống, thấy chiếc Audi giống hệt của mình, xem ra xe của Phó Bí Thư Thị ủy và Bí Thư Huyện ủy chẳng có gì khác nhau. Tưởng Hồng Cương không xuống xe, lái xe Tiểu Hoàng đứng ở bên ngoài đợi, thấy Trương Dương đi ra, Tiểu Hoàng đến trước, cung kính nói, chào Bí Thư Trương. Bí Thư Tưởng đang đợi ở trong xe.
Trương Dương nhanh chóng bước vào chiếc xe Audi, thấy Phó Bí thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương đang ngồi ở trong xe, cười hì hì nhìn mình. Trương Dương cười nói, Bí thư Tưởng, sao ông lại đích thân đến thế này? Tưởng Hồng Cương cười hà hà nói, nhanh lên xe đi, ở đây nhiều người, bị người khác nhìn thấy không hay. Trương Dương thầm nói, đâu có phải làm chuyện gì xấu đâu, mà phải sợ. Hắn chui vào trong xe, rồi giơ tay ra với Tưởng Hồng Cương, Bí thư Tưởng, lần đầu gặp mặt, mong ông chăm sóc. Tưởng Hồng Cương cười bắt tay với hắn, chăm sóc là điều đương nhiên rồi, lần đầu gặp mặt thì chưa chắc, mấy ngày nay thời sự đưa tin về cậu suốt, ấn tượng của tôi với cậu rất sâu sắc. Trương Dương cười, không những Tưởng Hồng Cương, mà có lẽ cả người dân ở Bắc Cảng này đều có ấn tượng sâu sắc với hắn. Chương 1382, cặp đôi hoàn hảo 1. Lái xe lái đến khu đông nam của Bắc Cảng, ở đây là nơi đẹp nhất của Bắc Cảng, có khu nhà ở cao cấp nhất Bắc Cảng, một tòa trung tâm thương mại hiện đại cũng đã được xây dựng ở nơi đây, nơi họ đến là bến tàu du thuyền Nhật Nguyệt, một chiếc du thuyền lộng lẫy màu trắng đậu ở gần bến, ánh mắt trời bao bọc lên chiếc thuyền màu vàng óng ả, thời tiết đã bắt đầu ấm dần trở lại, từng ngọn gió biển đã không còn lạnh như những ngày trước nữa. Sau khi xuống xe nhìn thấy chiếc du thuyền, Tưởng Hồng Cương mới nói cho Trương Dương điểm đến, chúng ta đi thuyền đến Bạch Đảo. Trước khi Trương Dương đến Bắc Cảng đã nghe nói đến Bạch Đảo là nơi đẹp nhất của Bắc Cảng, có bãi biển đẹp nhất, nước biển sạch nhất Bắc Cảng, nhưng hắn không có cơ hội đến đó, không ngờ hôm nay cơ hội đã đến rồi. Trương Dương đến tận bây giờ, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Tưởng Hồng Cương lại mời hắn đến đây. Hơn nữa, từ những điều trước mắt cho thấy, người như Tưởng Hồng Cương vô cùng thích thể hiện, nếu như nói rằng buổi tối hôm nay dùng tiền công để ăn uống, thì món tiền này có phải là quá lớn rồi không? Câu hỏi của Trương Dương đã được giải đáp trong khoảnh khắc đặt chân lên luyền, trong khoang thuyền rộng rãi, có hai người đang ngồi uống trà, một người trong số đó, Trương Dương đã quen từ trước, đó chính là chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải, Quách Thụy Dương, một người còn lại thì Trương Dương không quen, nhưng nếu nhìn từ cử chỉ, thì người này nhất định rất cao quý. Trương Dương ngạc nhiên nói, chủ nhiệm Quách, anh đến Bắc Cảng từ bao giờ thế? Sao không nói với tôi một tiếng? Quách Thụy Dương cười nói, Trương lão đệ, tôi không thông báo với cậu, chỉ là muốn cho cậu một sự bất ngờ thôi. Gã đứng dậy bắt tay với Trương Dương, rồi mỉm cười bước đến nói với Tưởng Hồng Cương, tôi và Hồng Cương là đồng hương với nhau, còn là bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 nữa. Tưởng Hồng Cương nói, bây giờ thì anh là lãnh đạo, còn tôi là cấp dưới. Quách Thụy Dương cười hà hà nói, tôi đâu có là lãnh đạo gì chứ, làm gì có khí phách bằng những người làm ở địa phương như các anh. Tưởng Hồng Cương nói, anh Thụy Dương đang nói đùa rồi. Anh là quan ở Kinh Thành, những người làm cấp địa phương như chúng tôi bị sao được. Người đàn ông vừa ngồi nói chuyện cùng với Quách Thụy Dương đứng dậy, Tưởng Hồng Cương cười nói, Trương Dương. Tôi quên mất không giới thiệu với cậu, vì này là chủ tịch thương vụ Hằng Mậu, ba người chúng tôi đều là bạn học cũ. Trương Dương nghe đến thương vụ Hằng Mậu, ngay lập tức nhớ đến việc gặp phải Đinh Cao Thăng mấy ngày trước, người đó cũng ở trong thương vụ Hằng Mậu, lúc đó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hồ Quảng Châu cùng ăn cơm, Trương Dương bắt tay với Đinh Cao Sơn rồi nói, ông chủ Đinh, anh có quen với Đinh Cao Thăng không? Đinh Cao Sơn cười nói, đó là em của tôi, bí thư Trương quen với nó sao? Trương Dương cười nói, cũng không phải là quen thân, chỉ là gặp một lần. Nhưng anh ấy đã trả tiền dùm cho tôi. Đinh Cao Sơn cười nói, Cao Thăng rất nhiệt tình, không chỉ đối với bí thư Trương, mà đối với bạn bè đều thế cả. Trương Dương thầm nói, tôi và Đinh Cao Thăng đâu có phải là bạn. Chiếc du thuyền này là của Đinh Cao Sơn, Trương Dương đã hiểu được rằng. Người mời hôm nay nhất định là Đinh Cao Sơn. Mặc dù Tưởng Hồng Cương là phó bí thư thị ủy Bắc Cảng, nhưng trước mặt Quách Thụy Dương, vẫn không đến nỗi dám lấy tiền công ra để chi tiêu. Đinh Cao Sơn và họ đều là bạn học cũ. Với những người làm ăn như Đinh Cao Sơn, việc làm ăn của họ nhất định có liên quan đến các ban ngành chính phủ, hai vị bạn học cũ này đều là những nhân vật nắm thực quyền trong quan trường Bình Hải, đương nhiên gã phải xây dựng mối quan hệ tốt, bỏ tiền ra để mời khách. Với gã mà nói, điều này chẳng là gì cả, có thể mời được phó bí thư thị ủy và chủ nhiệm ban chú kinh tỉnh, hơn nữa lại quen được với minh tinh đang nổi tiếng là Trương Dương, vốn dĩ đã có thể diện lớn. Không biết có bao nhiêu người muốn bỏ tiền ra để lấy được những mối quan hệ này mà không được. Quách Thụy Dương và Trương Dương cùng lên bong thuyền ngắm mặt trời lặn, gió trên mặt biển rõ ràng đã lạnh hơn rất nhiều so với gió trên bờ. Có điều Quách Thụy Dương lưng rất thẳng, mặt trời đằng xa đã tàn, biển và trời chỉ còn một màu đỏ quạch. Những cánh chim hải âu màu trắng cố gắng bắt những con mồi cuối cùng trong ánh sáng sắp tắt.
Quách Thụy Dương cảm thán, mặt trời lặn thật là đẹp quá, nhưng hoàng hôn lại chẳng tốt gì. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Quách thật là bi quan quá. Quách Thụy Dương nói, gặp cậu, tôi không bi quan cũng không được. Ha ha, sớm biết việc xuất hiện của tôi làm cho chủ nhiệm Quách không vui, thì tôi đã trốn đi rồi. Quách Thụy Dương vỗ vỗ vai Trương Dương rồi nói, lần này tôi đến là để tham gia hôn lễ của con gái bạn học cũ. Trương Dương hơi ngớ người, hôn lễ. Quách Thụy Dương nói, cậu không biết sao. Trương Dương lắc lắc đầu. Quách Thụy Dương cười nói, con gái của Đinh Cao Sơn lấy chồng, tối nay còn ba bàn rượu tiệc nữa, đều là bạn bè cả, vì sáng mai tôi phải về Kinh Thành, vì thế tôi nhắc đến cậu với Lão Tưởng, anh ấy nói cậu cũng ở đây. Lão Tưởng này, không ngờ lại lừa tôi. Trương Dương liền cười, con gái của Đinh Cao Sơn lấy chồng, mặc dù hắn không quen biết gì với Đinh Cao Sơn, nhưng đã đến đây rồi, thì dù gì cũng phải tặng chút quà. Lúc này, Tưởng Hồng Cương cũng bước ra từ bên trong, gã dựng lại cổ áo và nói, gió ở đây to lắm, mọi người vào trong khoang ngồi thì hơn. Trương Dương nói hơi trách móc, bí thư Tưởng, ông cũng không nói một tiếng, nếu sớm biết con gái của Tổng Giám Đốc Đinh kết hôn, thì tôi cũng phải chuẩn bị chút quà. Tưởng Hồng Cương cười nói, buổi trưa đã làm xong nghi lễ rồi, anh ta rất nhiều tiền, chẳng để ý đến quà cáp đâu, bí thư Trương là cậu có thể đến đây tham dự là nể mặt anh ta lắm rồi, biết không, điểm đăng ký của thương vụ Hằng Mậu của họ chính là ở Tân Hải các cậu đó. Trương Dương dần dần hiểu ra, Tưởng Hồng Cương gọi hắn đến đây không chỉ là vì Quách Thụy Dương, mà chắc chắn là Đinh Cao Sơn muốn thông qua gã để làm quen với hắn, bởi lẽ hắn mới là người quản lý ở Tân Hải, Hằng Mậu ở trên đất của hắn, Đinh Cao Sơn muốn xây dựng quan hệ với hắn cũng là điều hết sức bình thường. Khi du thuyền đến bến Bạch Đảo, trời đã tối. Từ bến tàu đến biệt thự của Đinh Cao Sơn trên Bạch Đảo chỉ có hơn 200 mét, trên con đường này đều được trải thảm đỏ cả. Đèn đường hai bên cũng được khoác lên một lớp màu đỏ, trông đầy niềm vui. Đinh Cao Sơn không mời quá nhiều người vào buổi tối hôm đó, ba bàn cơm, bạn bè người thân đã chiếm mất hai bàn, còn một bàn chỉ có Trương Dương, Quách Thụy Dương và Tưởng Hồng Cương. Điều này có thể thấy được sự xem trọng của Đinh Cao Sơn với hai vị bạn học, cũng chứng minh rằng Trương Dương được đặt ở vị trí quan trọng ngang hàng với họ. Bữa tiệc cử hành trong biệt thự trên Bạch Đảo của Đinh Cao Sơn. Nếu như nói rằng biệt thự của Trương Đại Quan ở Vườn Hoa Hải Dương đã có thể dùng hai chữ lộng lẫy để hình dung, thì biệt thự Bạch Đảo của Đinh Cao Sơn chỉ có thể dùng hai chữ hào nhoáng mới có thể lột hết được vẻ đẹp. Từ trước đến giờ, chưa có một thành phố nào có thể làm cho Trương Dương chấn động lớn lao đến vậy, vì tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy trong thành phố này quả thật đối lập quá lớn, vừa có tòa biệt thự lộng lẫy sang trọng, lại có cả những con đường hỗn loạn, vừa có những nhà giàu bạc triệu, lại có cả hai mẹ con chọn cách tự sát vì mất đi sự công bằng và tính mạng. Nội tâm Trương Dương vô cùng phức tạp, những ngày này, những việc hắn nhìn thấy làm cho hắn cảm thấy mê muội, rốt cuộc Bắc Cảng là một thành phố như thế nào. Đinh Cao Sơn dẫn ba vị lãnh đạo vào bàn ngồi, rượu dùng trong bữa tiệc đều là ngũ lương dịch 50 năm, giá thị trường của một chai đã là hơn 5.000 tệ. Nhìn những món ăn ngon lành đầy trên bàn, uống thứ rượu mà có khi ngay cả Trương Đại Quan cũng rất ít khi nếm được, Trương Đại Quan lại cảm thấy không vui. Quách Thụy Dương nói, Cao Sơn. Những năm gần đây anh phát triển nhanh thật. Đinh Cao Sơn cười nói, may mà có chính sách của nhà nước, Bắc Cảng là thành phố ven biển được khai phá sớm nhất, tôi bước trước mọi người, khi người khác còn đứng nhìn, tôi đã bắt đầu làm công tác thương mại xuất nhập khẩu, lúc đó, có thể nói rằng khắp nơi đều là vàng cả, kiếm tiền rất dễ, những người xung quanh đều cho rằng tôi đầu cơ chuộc lợi, sớm muộn gì cũng bị bỏ tù, nhưng chính sách của nhà nước chúng ta lại rất ổn định, việc làm ăn của tôi ngày càng lớn, khi họ ý thức được việc này. Thì việc tích lũy tư bản của tôi đã hoàn thành xong rồi. Tưởng Hồng Cương nói, một bước không kịp, bước bước không kịp, với người làm ăn mà nói, cơ hội là thứ rất quan trọng, khi anh đã nắm trước được cơ hội có nghĩa là anh nắm được thành côn. Đinh Cao Sơn cười nói, điều này còn phải cảm ơn những chính sách của lãnh đạo thành phố đối với những doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi, nếu không thì thương vụ Hằng Mậu cũng không thể có ngày hôm nay. Nào, tôi kính các vị lãnh đạo một chén. Mấy người cùng cạn chén. Trương Dương mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Đinh, thương vụ Hằng Mậu chủ yếu kinh doanh mặt nào vậy? Đinh Cao Sơn nói, khi mới bắt đầu thì tiến hành việc làm ăn với Hàn Quốc, hầu hết đều là đồ dùng thường ngày, nhập hàng từ Hàn Quốc, rồi xuất khẩu lương thực của chúng ta sang Hàn Quốc, cùng với việc kinh tế nước ta không ngừng phát triển, loại hình kinh doanh của tôi cũng ngày càng nhiều, giờ đây lớn đến xe ô tô, máy móc, nhỏ đến những đồ dùng hàng ngày, Hằng Mậu chúng tôi đều đang làm cả. Trương Dương gật đầu. Đinh Cao Sơn giới thiệu rất đơn giản, hắn cũng không hỏi kỹ thêm.
Lúc này con gái của Đinh Cao Sơn là Đinh Lâm và con rể Phùng Kính Quốc đến kính rượu, nói thật lòng, đôi này cũng được coi là đôi trai tài gái sắc, có điều sắc mặt của Đinh Lâm hơi trắng, và cơ thể cũng hơi gầy yếu, nếu so sánh với cô, thì chú rể Phùng Kính Quốc vừa đen vừa to, gã là phó trưởng khoa chống buôn lậu trên biển phân cục chống buôn lậu hải quan Bắc Cảng. Việc kính rượu bắt đầu từ Quách Thụy Dương, Quách Thụy Dương rất vui vẻ uống hai chén rượu, có thể nhận ra rằng, Quách Thụy Dương khá quen với Đinh Lâm. Tưởng Hồng Cương thì chẳng cần phải nói nữa. Hai vợ chồng Đinh Lâm đến trước mặt Trương Dương, Đinh Cao Sơn đã giới thiệu thân phận của Trương Dương với hai người họ từ lâu, Phùng Kính Quốc nói một cách cung kính, Bí thư Trương, gần đây tôi luôn để ý đến những tin tức của anh, hành động anh hùng của anh thật là làm mọi người cảm động quá. Trương Dương cười nói, chẳng phải là hành động anh hùng gì đây, hôm nay đến đây gấp quá, tôi chẳng kịp chuẩn bị quà cưới gì cho hai người cả. Đinh Cao Sơn nói, không cần. Tôi đã nói từ trước rồi, tất cả khách chỉ đến để cho vui thôi, tôi không nhận quà của ai cả. Quách Thụy Dương đứng một bên nói, Trương Dương, thư họa của cậu nhất tuyệt, vậy thì cậu viết chữ tặng cho đôi vợ chồng mới cưới này đi. Gã hiểu về trình độ thư pháp của Trương Dương. Vốn dĩ Trương Đại Quan không có ý viết chữ, nhưng Quách Thụy Dương đã đề ra chuyện này, thì hắn cũng không thể chối từ, trong lòng nói, một bức chữ của ông đây không rẻ gì đâu. Đinh Cao Sơn vội vàng bảo người đi lấy giấy mực, xem ra. Trong nhà Đinh gia nhất định có người thích thư pháp, nếu không thì sẽ không có những thứ này trong nhà. Hơn nữa, Trương Dương nhận ra rằng những đồ trang trí trong phòng đều là đồ quý cả, những người ngoại đạo thì không hiểu, giấy được bày lên chiếc bàn trà bên cạnh. Cô dâu Đinh Lâm đích thân mài mực cho Trương Dương, Trương Đại Quan dùng khăn ướt lau lau tay, rồi chậm chậm bước qua đó, hắn chẳng nghĩ gì, liền viết bốn chữ rồng bay phượng múa trên giấy, giai ngẫu thiên thành, tạm dịch, cặp đôi hoàn hảo. Đinh Lâm nhìn thấy những chữ đó. Ngay lập tức hai con mắt sáng rực lên, cô nhẹ nhàng nói, chữ đẹp quá. Chương 1383, cặp đôi hoàn hảo 2. Trương Dương tưởng rằng cô chỉ là nhân cơ hội để khen ngợi hắn mà thôi, giờ đây chẳng mấy người thanh niên hiểu được thư pháp, không giống như đời tùy kia, nếu ai không biết thư pháp thì chẳng thể nào vác mặt được ra đường. Ninh Cao Sơn nói, Bí thư Trương, khuê nữ của tôi tốt nghiệp từ Học viện Nghệ thuật Đông Giang, lúc đó, nó học về chuyên ngành thư pháp. Nói đến con gái của mình, trên mặt Đinh Cao Sơn đầy vẻ tự hào. Trương Dương lúc này mới quay sang nhìn Đinh Lâm, phát hiện ra, ánh mắt của Đinh Lâm rất chú ý đến chữ của hắn. Trương Dương mỉm cười nói như vậy nghĩa là tôi đã múa dự qua mặt thợ rồi mà. Đinh Lâm cười nói, Bí thư Trương thật khiêm tốn quá, từ những chữ mà anh viết đây, tôi có thể nhận ra rằng, trình độ thư pháp của anh nhất định rất cao, trong những hàng chữ này lộ ra nét phóng khoáng. Trương Dương cười nói, quá khen. Quách Thụy Dương cười nói, chẳng quá khen gì đâu, thư pháp của Bí thư Trương là do Thiên Chỉ Tiên Sinh đích thân chỉ đạo đó. Quách Thụy Dương biết quan hệ giữa Trương Dương và Thiên Chỉ Tiên Sinh, vì vậy mới nói thế. Đinh Lâm nói, 5 năm trước tôi từng được gặp Thiên Chỉ Tiên Sinh một lần, vốn dĩ cũng có ý định bái Tiên Sinh làm thầy, đáng tiếc rằng cuối cùng vẫn không có duyên với Tiên Sinh. Trương Dương thầm nói, Thiên Chỉ Tiên Sinh đâu có thu nhận đồ đệ dễ dàng như vậy được. Chẳng phải là trong túi có mấy đồng tiền là có thể trở thành đồ đệ của tiên sinh, Đinh Lâm có một câu không nói sai, đó là duyên chưa đến. Đinh Cao Sơn nói như vậy, đã làm tôi nhớ đến một chuyện, trong thư phòng của tôi còn có một bức của Thiên Chỉ tiên sinh. Trương Dương vừa nghe đã thấy hứng thú, vậy chúng ta qua đó xem đi. Đinh Cao Sơn cười nói, Tiểu Lâm, con đi lấy cho Bí thư Trương xem. Sau khi nhân tài thư pháp là Thiên Chỉ tiên sinh qua đời. Giá cả của tác phẩm do ông viết đã tăng gấp mấy lần, những người giàu có này đều coi việc sở hữu được một tác phẩm của Thiên Chỉ tiên sinh làm vinh hạnh. Mấy người họ tiếp tục uống rượu, chẳng bao lâu sau, Đinh Lâm đã cầm bức họa lại rồi, và mở ra trên bàn trà, Trương Dương chỉ nhìn qua đã nói ngay, bức này không phải là của Thiên Chỉ tiên sinh viết. Tất cả mọi người đều ngớ ra, Đinh Cao Sơn nói, 10 năm trước, tôi đã bỏ ra 100.000 để mua bức này đó. Giá thị trường của nó bây giờ có lẽ đã vượt qua cả 1 triệu rồi, tôi đã bảo mấy vị nhân sĩ chuyên nghiệp giám định rồi, họ đều nói rằng bức này là của Thiên Chỉ tiên sinh thật. Trương Dương mỉm cười nói, chuyên gia nói thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy bức này là giả. Hắn cầm bức họa lên nhìn kỹ một lượt rồi lại lắc đầu nói, người viết bức này có lẽ cũng là một người nổi tiếng về thư pháp, từ trong cách vận bút của ông ta có thể thấy được 7 phần giống với Thiên Chỉ tiên sinh, không thể không thừa nhận rằng. Trình độ của người này đã đạt đến trình độ giả thành thật, nếu như không phải là người khá hiểu về tác phẩm của Thiên Chỉ tiên sinh, có lẽ không nhận ra được thật giả.
Ninh Cao Sơn vốn tưởng rằng Trương Dương nhìn nhầm, nhưng thấy hắn nói đâu ra đấy, cũng cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ tác phẩm của gã mua về lại là đồ giả sao? Trương Dương lại nhìn vào bức họa một lần nữa. Đó chính là bài vô đề của Lý Thương Ẩn, Trương Dương vẫn nhận ra nét mềm mại trong ý bút, điều này có hơi khác với nét mộc mạc của Thiên Chỉ Tiên Sinh, Trương Dương đột nhiên nhớ đến một người, đó là đệ tử của Thiên Chỉ Tiên Sinh, Hoàng Nhàn Vân, có một vài chữ mang cho hắn cảm giác giống như thư pháp của Hoàng Nhàn Vân vậy. Chẳng lẽ đây lại là chữ của Hoàng Nhàn Vân viết ư? Nếu thật sự như vậy, thì không khó để hiểu tại sao Thiên Chỉ Tiên Sinh sau này rất ít khi nhắc đến người đệ tử này. Thậm chí sau khi gã ra nước ngoài cũng cắt liên lạc luôn. Ninh Cao Sơn là một người rất ưa thể diện, nghe Trương Dương nói bức họa này là đồ giả, cảm thấy mất mặt ngay lập tức, nếu là người khác, gã sẽ tranh luận ngay, nhưng với vị thiếu gia này, gã không thể nói gì được. Ninh Lâm nói, nếu nói vậy, thì tôi lại nhớ tới một việc, 5 năm trước khi tôi đi gặp Thiên Chỉ Tiên Sinh, cũng mang theo bức họa này đi, ông ấy xem xong chỉ cười mà không nói gì cả. Chẳng lẽ lúc đó ông ấy đã nhận ra bức này là giả sao? Ninh Cao Sơn nói, nếu như là giả, thì giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, vứt đi cho xong. Gã nói như vậy là để đỡ mất thể diện. Trương Dương mỉm cười nói, dù là thật hay là giả, thì bức này quả thật viết rất đẹp, nếu vứt đi thì đáng tiếc quá, cất đi thì hơn, dù là đồ giả, nhưng cũng là đồ giả khó kiếm. Ninh Lâm thu lại rồi nói, để cho bí thư Trương chê cười rồi. Trương Dương nói ra bức này là đồ giả, nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn người khác giả mạo Thiên Chỉ Tiên Sinh. Sau khi nói ra chuyện này, hắn cũng hơi hối hận, hắn nhận ra thái độ của Đinh Cao Sơn lúc đó rất khó xử. Hắn đã đến nhà người ta làm khác, Đinh Cao Sơn vốn định lấy bức này ra để khoe một chút, kết quả là bị hắn nói toạc móng heo, đương nhiên sắc mặt sẽ không được đẹp rồi. Trương Dương không phải là nhằm vào Đinh Cao Sơn, hắn cười nói, thật ra người viết bức chữ này cũng có trình độ thư pháp rất đẳng cấp. Nhưng không hiểu tại sao người đó lại giả vờ là tác phẩm của Thiên Chỉ Tiên Sinh. Ninh Lâm nói, bí thư Trương, anh nhận ra bức này là do ai vẽ rồi ư? Trương Dương ngầm khen ngợi đầu óc cô gái này thông minh, chỉ từ lời này của hắn mà đã nắm được ý tại ngôn ngoại rồi. Hắn lắc đầu nói, tôi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy được, tôi chỉ là nhận xét về chữ thôi. Quách Thụy Dương để hóa giải sự khó xử của Đinh Cao Sơn, liền vỗ vỗ vai Đinh Cao Sơn rồi nói, thế nào? Tôi đã nói trình độ thư pháp của Trương Dương rất giỏi, giờ đây anh tin rồi chứ? Ninh Cao Sơn cười gật đầu, nói Tiểu Lâm, Kính Quốc, các con phải kính bí thư Trương thêm một cốc nữa, vì đã tặng cho hai đứa món quà quý giá này. Ninh Lâm và Phùng Kính Quốc rót rượu bước đến, Trương Dương nhận cốc rượu của họ rồi nói, viết những chữ này, là để chúc hai người hôn nhân hạnh phúc, đầu bạc răng long. Cảm ơn bí thư Trương, Phùng Kính Quốc và Ninh Lâm cùng lên tiếng. Khi Trương Dương đang chuẩn bị uống rượu, đột nhiên cửa bị ai đó đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước từ bên ngoài vào, tóc gã hơi rối, bước đi khuệnh khoảng, rõ ràng đã hơi say. Sau khi bước vào, gã đã để ý ngay đến Ninh Lâm, rồi cười hà hà nói, Tổng Giám Đốc Ninh. Uống rượu mừng sao không gọi tôi một tiếng. Ninh Cao Sơn trao trao mày, trên mặt của Ninh Lâm lộ chút lo lắng. Trương Dương nhận ra rằng, sắp có chuyện hay để xem rồi. Ninh Cao Sơn nói, Tiểu Cường. Anh đi ra ngoài đi, tí nữa hai vợ chồng Tiểu Lâm sẽ đến kính rượu anh, có mấy vị lãnh đạo ở đây. Người đến là con trai nuôi của gã, Phan Cường. Phan Cường cười hà hà một tiếng, rồi lắc lư bước đến, cầm một cốc rượu lên, rồi nói với Trương Dương, lãnh đạo à. Tôi kính vị lãnh đạo này. Không đợi Trương Dương lên tiếng, gã đã ngừng cổ uống hết cốc rượu. Lúc này lại có một người đi từ bên ngoài vào, đó chính là em của Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Thăng. Đinh Cao Sơn nói, Cao Thăng, Tiểu Cường uống quá chén rồi, chú dẫn nó ra ngoài đi. Đinh Cao Thăng bước đến kéo Phan Cường, nhưng Phan Cường vẫn đứng ỉ ở đó, gã cầm cốc rượu đã cạn cười nói, cô dâu chú rể còn chưa kính rượu tôi kia mà, tôi uống xong cốc rượu hỉ này sẽ đi ngay. Mặt Đinh Cao Sơn xanh lét, nhưng trước mặt nhiều vị lãnh đạo thế này, không thể nào tức giận được, gã nở một nụ cười với Quách Thụy Dương, đây là con trai nuôi của tôi, Phan Cường, nó cứ uống rượu quá chén như vậy đấy. Hôm nay là do nó vui quá, thật là ngại. Quách Thụy Dương, Tưởng Hồng Cương, Trương Dương đều là những nhân vật đã trải qua nhiều chuyện, họ vừa nhìn đã nhận ra điều bất thường trong đó, Phan Cường này chẳng phải là tự nhiên mà uống nhiều, từ thời khắc gã bước vào, đã phát hiện ra sắc mặt của Đinh Lâm thay đổi, và sắc mặt của chú rể Phùng Kính Quốc cũng chẳng đẹp đẽ gì. Trương Dương thầm nói, tình tay ba, chắc chắn đây là tình tay ba. Phùng Kính Quốc cầm chai rượu lên rót một cốc,
rồi cầm đến trước mặt Phan Cường, anh Cường, hai vợ chồng tôi kính anh một chén, cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của chúng tôi. Phan Cường gật đầu nói, về sau cậu đã là em rể của tôi rồi, về sau nhớ đối xử tốt với em gái tôi, nói đến đây, trong lòng gã cảm thấy đau đớn vô hạn, gã nhận cốc rượu rồi uống. Đương nhiên kính rượu phải đủ cả hai người, Đinh Lâm bảo người rót ít cho hắn một chút, Phan Cường lại không đồng ý, rót đầy đi. Rượu hỉ không làm say được đâu. Đinh Lâm nói, anh Cường, anh uống quá chén rồi. Phan Cường nói, tôi không quá chén, tôi rất tỉnh táo. Rót đầy cho tôi. Thái độ của Đinh Lâm rất do dự, Phùng Kính Quốc cầm chai rượu lên rót đầy cho gã. Phan Cường cười nói, Tiểu Lâm, em không muốn anh uống chén rượu mừng này à? Đinh Lâm quyết tâm, cuối cùng cầm cốc rượu lên, nhẹ nhàng nói, anh Cường, anh uống đi. Phan Cường cầm cốc rượu lên rồi nói, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, Kính Quốc, hãy đối xử với Tiểu Lâm thật tốt, nếu như cậu dám đối xử với cô ấy không ra gì, tôi sẽ là người đầu tiên, không tha cho cậu. Nghe câu này, Phùng Kính Quốc lộ rõ vẻ khó xử, còn vành mắt Đinh Lâm đã hơi đỏ, Phan Cường cầm cốc rượu, ngửa cổ uống hết sạch, rồi đưa chiếc cốc không cho mọi người xem, sau đó lắc lư nói, hôm nay thật là vui, các vị, lãnh đạo, tôi đã làm phiền rồi. Chương 1384, không xứng một. Đinh Cao Sơn quay ra liếc mắt với Đinh Cao Thăng, Đinh Cao Thăng vội vàng đi đến đỡ lấy Phan Cường. Phan Cường nói, cha nuôi à, chuyện Tiểu Lâm kết hôn quan trọng như vậy mà cha cũng không nói với con một tiếng, cha đúng là thật coi thường con. Đinh Cao Sơn không thể nhịn nổi nữa, Cao Thăng, chú đưa nó ra ngoài đi. Phan Cường xua xua tay, không cần ai đỡ tôi cả, để tôi tự đi. Gã lắc lư bước về phía cửa, đóng cửa lại, rồi lại nghe thấy tiếng hát nghẹn ngào của gã vang lên ở phía ngoài, người yêu em nhất là anh, sao em lại nỡ rời xa anh? Đinh Lâm cắn cắn môi, đột nhiên cảm thấy người lạ đi, rồi cô đổ dầm trước mặt mọi người. Phùng Kính Quốc đứng bên cạnh cô mà cũng không phản ứng kịp, Đinh Cao Sơn đến bên cạnh con gái, rồi ôm lấy cô nói, Tiểu Lâm, con sao thế? Trương Dương ngồi xuống, giơ tay bắt mạch cho Đinh Lâm, rồi chau chau mày. Hắn giơ tay điểm vài huyệt trên người Đinh Lâm, rồi dùng ngón tay ấn vào mạch môn của cô, một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể cô. Đinh Lâm cảm thấy nội tâm hơi chấn động, sau đó cô chậm chậm mở mắt ra, thấy xung quanh mình đều là những gương mặt đầy lo lắng quan tâm, cô cười xin lỗi, có lẽ là do tôi mệt quá. Phùng Kính Quốc vẫn đứng ở đó, dường như không phải vợ của gã cả, trong ánh mắt gã không tìm được một sự quan tâm nào. Không biết là do gã thật sự không quan tâm, hay là bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ ra. Đinh Cao Sơn nhìn Phùng Kính Quốc hơi bất mãn, Kính Quốc, còn không mau đỡ Tiểu Lâm về phòng nghỉ đi à? Phùng Kính Quốc nghe thấy vậy, mới sực tỉnh ra, giơ tay ôm lấy Đinh Lâm, đột nhiên Trương Dương nói, mọi người tạm thời đừng động vào cô ấy. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều thấy ngớ người, ánh mắt đổ dồn lên người Trương Dương, Trương Dương nói, tâm mạch của cô ấy vẫn còn chưa ổn định, giờ đây không thích hợp để cử động. Đinh Cao Sơn hỏi một cách thân thiết, có cần phải đưa đi bác sĩ không? Trương Dương lắc đầu nói, không cần đâu, để cô ấy nghỉ ngơi một chút là được. Vốn dĩ một bữa tiệc vui vẻ vì sự có mặt của Phan Cường đã trở thành gượng gạo, mặc dù Quách Thụy Dương và Tưởng Hồng Cương đều là bạn học cũ của Đinh Cao Sơn, nhưng Đinh Cao Sơn cũng cảm thấy mất mặt, chẳng ai ngốc ở đây cả, nhất định rằng tất cả mọi người đã nhận ra vừa rồi Phan Cường đến là vì Đinh Lâm. Trương Đại Quan sau khi bắt mạch cho Đinh Lâm, hắn còn phát hiện nhiều điều hơn mọi người. Đinh Lâm ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế sofa một chút, rồi nhẹ nhàng nói, tôi không sao nữa rồi. Cô lại nói với Phùng Kính Quốc, Kính Quốc, chúng ta tiếp tục đi kính rượu thôi. Phùng Kính Quốc gật đầu. Đinh Cao Sơn nói, Kính Quốc, để ta đi cùng, để Tiểu Lâm nghỉ ngơi đi. Quách Thụy Dương và Tưởng Hồng Cương lúc này đứng dậy cáo từ, Trương Dương đương nhiên cũng rời đi cùng họ. Đinh Cao Sơn cũng hiểu rằng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi không tiện giữ người ta lại, chỉ đành đưa họ đến bến tàu, nắm lấy tay của Quách Thụy Dương, không ngừng nói xin lỗi. Quách Thụy Dương cười nói, Cao Sơn à, chúng ta là bạn học cũ của Nhan, không cần phải khách sáo như vậy đâu, hôm nay đến đây, rượu mừng cũng uống rồi, cũng vẹn tình bạn học rồi, đây là một bữa tiệc rất hoàn mỹ. Đinh Cao Sơn lại đến bắt tay với Trương Dương, Bí Thư Trương, cảm ơn anh đã cứu mạng con gái tôi. Trương Dương cười nói, tôi biết chút ít về Đông Y, vừa rồi tôi chỉ là giúp cô ấy ấn vào một số huyệt thôi, dù là tôi không giúp, thì con gái ông cũng không có vấn đề gì lớn. Tưởng Hồng Cương nói, không còn sớm nữa, chúng tôi nên về rồi, Cao Sơn,
anh mau về xem con gái thế nào. Đinh Cao Sơn gật đầu lia lịa, đưa ba người họ lên du thuyền, Đinh Cao Sơn vẫn đứng ở đó vẫy vẫy tay, đến tận khi chiếc du thuyền rời hẳn khỏi bến, gã mới quay người, chậm chậm bước về phía cửa biệt thự, bước đi rất nặng nề, trên đường mới thấy con rể Phùng Kính Quốc đến tiễn khách, sắc mặt Đinh Cao Sơn sầm xuống, sao bây giờ mới đến? Phùng Kính Quốc nói, chẳng phải là con đã đi chăm sóc những người khách khác rồi sao? Đinh Cao Sơn hừ một tiếng, không biết nặng nhẹ thế nào. Phùng Kính Quốc bị gã mắng mặt đỏ bừng, miệng động đậy muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong. Đinh Cao Sơn rõ ràng là khá khó chịu với người con rể, sau khi nói xong, liền chẳng thèm nhìn gã mà bước thẳng vào trong, Phùng Kính Quốc nhìn bóng Đinh Cao Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đinh Lâm đã về phòng mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhẹ nhàng nói, mời vào. Đinh Cao Sơn bước vào, cô phù dâu ở cùng Đinh Lâm gọi một tiếng chú Đinh, rồi biết điều đi ra ngoài. Đinh Cao Sơn đến bên cạnh con gái, mỉm cười nói Tiểu Lâm, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa con? Đinh Lâm gật đầu, con đã khá hơn nhiều rồi cha à. Đinh Cao Sơn ngồi bên giường nắm lấy tay con gái, cảm giác tay cô hơi lạnh, ngay lập tức ủ tay con gái vào đôi tay mình. Đinh Lâm nhìn vào mái tóc đã điểm hoa dâm của cha, rồi dịu dàng nói cha, con còn nhớ khi con còn nhỏ, cha thường xuyên làm ấm tay con như thế này. Đinh Lâm mím mím môi. Rồi nói đầy xúc động, con giờ đã lớn rồi, trước kia một tay cha đã có thể ủ ấm tay cho con, giờ đây phải dùng đến hai tay rồi. Đinh Lâm cười, lộ ra núm đồng tiền đáng yêu cha, chẳng lẽ cha muốn con mãi không lớn lên sao? Đinh Cao Sơn cười lắc lắc đầu, rồi thấp giọng nói con không vui à? Đinh Lâm nói, không đâu ạ. Đinh Cao Sơn nói, Kính Quốc là đứa được lắm. Đinh Lâm cười, con biết, nếu như anh ấy không đối xử tốt với con. Thì làm sao con chọn gả cho anh ấy chứ? Đinh Cao Sơn gật đầu nói, con nghỉ ngơi đi, cha đi ra ngoài trước. Gã vốn muốn nhắc đến chuyện của Phan Cường, nhưng cuối cùng vẫn không nói, dù sao thì hôm nay là ngày vui của con gái, nhắc đến chuyện này có thể làm cho cô không vui. Đinh Cao Sơn rời khỏi phòng của con gái, đến phòng khách, đã thấy Đinh Cao Thăng đợi mình ở đó rồi, Đinh Cao Thăng thấy anh đến, liền nói anh. Đinh Cao Sơn liếc mắt, ngụ ý gã đi ra ngoài rồi hắng nói. Hai anh em rời khỏi biệt thự, men theo con đường nhỏ đi đến tòa nhà bên cạnh, tòa biệt thự đó cũng thuộc về Đinh Cao Sơn, thấy xung quanh không có ai, Đinh Cao Sơn mới nói, Phan Cường sao lại biết chứ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đưa nó đi Hàn Quốc rồi sao? Đinh Cao Thăng mặt đau khổ nói, em cũng không biết, xem ra nó vẫn chưa đi, buổi tối khi nó lên đảo đã uống quá chén rồi, may mà vẫn chưa gây ra chuyện gì. Đinh Cao Sơn nhìn em trai bất mãn, may mà, vẫn còn may à? Trước mặt nhiều khách quý như vậy, mà nó gây ra chuyện thế, cậu nói xem cái mặt tôi còn giấu vào đâu được nữa. Đinh Cao Thăng nói, anh à, em thật cũng không hiểu nổi, thật ra Phan Cường cũng tốt mà, sao anh? Đinh Cao Sơn tức giận nhìn Đinh Cao Thăng rồi nói, Tiểu Lâm là con gái của tôi. Đinh Cao Thăng thở dài một hơi, hai anh em cùng nhau bước vào tòa biệt thự. Phan Cường ngồi trên ghế sofa, hai người đàn ông đang trông chừng gã, Phan Cường rõ ràng là đã uống say. Miệng vẫn còn nói không ngừng, tại sao không nói cho tôi? Tại sao Tiểu Lâm kết hôn lại không nói cho tôi? Gã nhìn Đinh Cao Sơn, hai mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt đầy lệ, Tổng Giác Đốc Đinh, tại sao ông lại chia lìa hai chúng tôi? Đinh Cao Sơn đột nhiên cầm một bình nước lạnh trên bàn, rồi hất vào mặt Phan Cường lạnh rùng mình, rồi ngớ người nhìn Đinh Cao Sơn. Đinh Cao Sơn chỉ vào mặt Phan Cường rồi mắng, tên khốn này, tao nuôi mày đến lớn, có chỗ nào bạc đãi mày chưa? Tao có bao giờ cần mày phải báo đáp lại chưa? Mày không những không cảm ơn, mà lại còn làm cho tao khó xử trước mặt nhiều khách quý thế này, mày có lương tâm không chứ? Phan Cường nói, Tổng Giám Đốc Đinh, đầu gã cúi thấp xuống. Đinh Cao Sơn không đợi gã nói hết câu, đã bước lên trước một bước, tát mạnh vào mặt gã, rồi tức giận nói, nhìn cho kỹ đi, tao là cha nuôi của mày đấy. Phan Cường cắn chặt miệng, rồi đột nhiên gã đứng bật dậy quỳ xuống trước mặt Đinh Cao Sơn. Con không đáng làm cha nuôi của cha, cha bảo con làm gì cũng được, chỉ xin cha đừng gả Tiểu Lâm cho anh ta, Tiểu Lâm không hề thích anh ta, cha không thể nào vì việc làm ăn của mình, mà bán rẻ hạnh phúc Tiểu Lâm. Tên khốn này, Đinh Cao Sơn giơ chân đạp mạnh vào ngực Phan Cường, làm Phan Cường ngã lăn ra mặt đất, y chỉ vào mặt Phan Cường rồi chửi, việc của nhà ta không đến lượt mày chỉ trỏ. Phan Cường nói, Phùng Kính Quốc không phải là người tốt, anh ta lấy Tiểu Lâm không phải vì thích cô ấy. Đinh Cao Sơn nói, mày thì là người tốt sao? Mày thử hỏi bản thân xem,
cờ bạc gái gú, có thứ gì mà mày không dính phải chứ? Tao luôn dạy mày cách phải làm người tốt, nhưng mày thì sao? Mày không bao giờ học được gì, mày bảo tao phải gả con gái cho mày thế nào? Phan Cường mắt đỏ hoe, không sai, tôi không ra gì cả, nhưng tôi không bao giờ có ý xấu với Tiểu Lâm, tôi có thể chết vì cô ấy, tôi có thể chết vì Đinh gia, Phùng Kính Quốc làm được điều đó hay không chứ? Đinh Cao Sơn tóm lấy cổ áo của Phan Cường, rồi nhìn thẳng vào mắt gã, mày nhớ lấy cho tao, không được phép lại gần Tiểu Lâm nữa, nếu như mày dám làm phiền cuộc sống yên ổn của nó, thì dù là con trai nuôi, tao cũng không khách sáo đâu. Phan Cường lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Đinh, tôi không xứng làm con nuôi của ông. Cánh cửa phòng bị đẩy bật mạnh ra, chú rể Phùng Kính Quốc say mềm bước vào, gã đứng trước mặt Đinh Lâm rồi nhìn cô, bờ môi lộ một nụ cười rất kỳ lạ. Đinh Lâm đứng dậy, nhẹ nhàng nói, Kính Quốc, anh ngồi nghỉ chút đi, em đi pha cốc trà cho anh, buổi tối anh uống nhiều rồi. Khi cô bước qua người Phùng Kính Quốc, liền bị Phùng Kính Quốc tóm lấy tay, sức của Phùng Kính Quốc rất lớn, làm cho Đinh Lâm cảm thấy hơi đau, cô chau mày nói, Kính Quốc, anh tóm tay em đau quá. Một tay còn lại của Phùng Kính Quốc tóm lấy tay còn lại của cô, rồi nhìn thẳng vào cô, làm cho Đinh Lâm cảm thấy không được tự nhiên nữa, cô nói nhỏ, Kính Quốc, anh bỏ em ra đi. Anh rất muốn, nhìn em. Đinh Lâm nói, chúng ta đã lấy nhau rồi, có cả đời để anh nhìn em kìa. Cô muốn thoát khỏi vòng tay của chồng mình. Phùng Kính Quốc nói, em không muốn anh nhìn em à. Đinh Lâm nói, Kính Quốc, anh uống say mất rồi. Phùng Kính Quốc cười hà hà lạnh lùng, anh không say. Gã chỉ vào đầu mình rồi nói, chỗ này của anh còn rất tỉnh táo đấy, em coi thường anh, em không hề yêu anh, cha em cũng coi thường anh, cả nhà em đều coi thường anh cả, các người chỉ là muốn lợi dụng tôi thôi. Đinh Lâm cảm thấy hơi tức giận, anh đang nói linh tinh gì vậy? Nếu như em coi thường anh thì tại sao em lại quyết định gả cho anh? Phùng Kính Quốc nói, chứng minh điều đó cho anh xem. Đinh Lâm hơi ngớ người, cô rõ ràng không hiểu được ý của Phùng Kính Quốc. Phùng Kính Quốc nói, tối nay là ngày gì chứ? Không cần anh nói với em nữa đúng không? Anh là chú rể đấy. Em có biết chúng ta nên làm gì không? Đinh Lâm cắn cắn môi, Kính Quốc, hôm nay em thật sự rất khó chịu, tối nay chúng ta nghỉ sớm đi nhé, ngày mai có được không? Chúng ta còn cả đời dành cho nhau kia mà. Phùng Kính Quốc cười một tiếng rất kỳ lạ, ở cùng với anh em có khi nào thoải mái chứ? Anh và em yêu nhau 1 năm rưỡi, anh tôn trọng em, anh chưa từng động đến em, giờ đây chúng ta kết hôn rồi, hôm nay là ngày gì chứ? Em lại nói là em không được khỏe với anh, có phải là với người khác thì em khỏe rồi không? Còn với anh thì em không khỏe. Gương mặt của Đinh Lâm đỏ lên vì tức giận, cô không biết sức ở đâu ra, mà thoát khỏi vòng tay của Phùng Kính Quốc. Tát mạnh cho Phùng Kính Quốc một cái bạt tai. Chương 1385, không xứng hai. Không ngờ, cái tát này của cô đã làm cho Phùng Kính Quốc cảm thấy phẫn nộ. Phùng Kính Quốc giơ tay, tát mạnh vào mặt cô, làm cho Đinh Lâm ngã xuống đất. Sau đó, Phùng Kính Quốc xông lên như một con mãnh thú, trèo lên người Đinh Lâm, xé áo của cô ấy. Đinh Lâm dùng hết sức để chống cự lại, cô không dám hét lớn kêu cứu. Cô cầu xin, anh bỏ em ra, anh không thể làm thế này được. Phùng Kính Quốc rít qua kẽ răng, có gì mà không được. Cô là vợ của tôi, có gì mà không được. Cái loại đàn bà đê tiện này, tưởng rằng tôi không biết cô là hạng đàn bà thế nào sao. Men rượu và sự phẫn nộ đã làm cho gã hoàn toàn mất đi lý trí. Cổ áo của Đinh Lâm bị Phùng Kính Quốc đang trong cơn tức giận xé rách, lộ ra những phần da thịt màu trắng. Phùng Kính Quốc cắn vào vai cô, rồi điên cuồng hét lên, đê tiện, cô dựa vào đâu mà coi thường tôi. Nếu không phải là tôi, thì cô và cha cô có thành tựu ngày hôm nay sao? Sự phản kháng thầm lặng của Đinh Lâm không thể nào chống được cơn điên cuồng của Phùng Kính Quốc, chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Phùng Kính Quốc hơi ngớ người, gã dừng lại động tác, bên ngoài vang lên tiếng bình tĩnh của Đinh Cao Sơn, Kính Quốc, anh ra đây một chút, tôi có việc muốn nói chuyện với anh. Phùng Kính Quốc nhìn Đinh Lâm đang run rẩy vì sợ hãi và tức giận, dường như mới tỉnh ra được một chút, gã chậm chậm bò dậy. Thấy chiếc áo bị xé rách của Đinh Lâm, gã đã ý thức được gì, gã với lấy chiếc áo khoác của Đinh Lâm ở một bên ném về phía cô. Đinh Lâm không nói gì, nhận lấy chiếc áo khoác, sau khi mặc vào, liền nhanh chóng chỉnh lại chút tóc tai, rồi cố gắng khống chế tình cảm của mình, ngực cô vẫn không ngừng xúc động, chắc chắn rằng mình đã bình tĩnh lại. Đinh Lâm mới nói, cha, muộn quá rồi, chúng con đã ngủ rồi, Kính Quốc uống nhiều quá. Phùng Kính Quốc thầm thở phào một hơi. Đinh Lâm quả nhiên sợ người nhà biết chuyện vừa rồi.
Ninh Cao Sơn nói, thế thì gọi nó dậy, cha có việc rất quan trọng cần nói với nó. Từ những lời này của Ninh Cao Sơn, Phùng Kính Quốc đã hiểu rằng, mình không thể nào trốn được nữa, Ninh Cao Sơn nhất định đã nghe thấy điều gì đó, nếu không thì là nhạc phụ, gã không thể nào đến gõ cửa đúng vào đêm tân hôn của Ninh Cao Sơn và Đinh Lâm, nhưng ngay lập tức, gã đã phủ định khả năng này, bởi lẽ mỗi căn phòng của biệt thự đều cách âm rất tốt, đừng nói là cãi nhau, dù là có bắn súng ở trong, bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Phùng Kính Quốc nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy bi ai, hôm nay là ngày vui của gã, chẳng lẽ vị nhạc phụ đại nhân này muốn lên lớp với gã sao? Mẹ kiếp, cưới vợ mà thế này khác gì chui đầu vào giỏ. Đa số đàn ông đều rất để ý đến chuyện này. Phùng Kính Quốc giả vờ nói, Tiểu Lâm, cha đang tìm anh sao? Ninh Lâm lạnh lùng nhìn gã, lần đầu tiên cô phát hiện ra, người đàn ông này hóa ra giả dối như vậy, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh, đúng rồi, cha đó. Phùng Kính Quốc nhìn mình trong gương, gã nhanh chóng chỉnh tề lại quần áo, mặc áo vest vào, vốn định đi mở cửa, nhưng đến giữa đường lại thay đổi chủ ý, gã liếc mắt về phía Đinh Lâm, ngụ ý bảo cô đi mở cửa. Đinh Lâm bước ra đó mở cửa, thấy cha đang đứng ngoài cửa và mỉm cười. Đinh Lâm gọi một tiếng cha, rồi cúi đầu xuống, vì cô sợ rằng cha mình nhận ra chuyện gì đó, cô tin rằng bộ dạng của mình không có gì bất thường, trong mắt cha, có lẽ ông sẽ tưởng rằng mình ngượng. Phùng Kính Quốc lắc lư đến trước cửa, cười nói, cha tìm con có việc gì vậy? Ninh Cao Sơn mỉm cười nói, Kính Quốc à, cha đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng muốn nói với con. Phùng Kính Quốc gật đầu, hắn cười với Đinh Lâm rất giả tạo, Tiểu Lâm, em nghỉ trước đi, anh ra ngoài cùng cha rồi về ngay. Đinh Lâm ừm một tiếng, thể hiện rất hòa hợp trước mặt Đinh Cao Sơn. Phùng Kính Quốc cùng Đinh Cao Sơn vào trong phòng khách, Phùng Kính Quốc nói cha, sao muộn thế này rồi cha vẫn chưa ngủ. Tên này thật ra đang rất lo lắng. Ninh Cao Sơn nói, chỉ là có một vài điều muốn nói với con, làm phiền con nghỉ ngơi rồi. Phùng Kính Quốc cười nói, không sao đâu, thật ra con cũng vẫn chưa ngủ được, tối nay uống hơi quá chén. Khi nói chuyện, gã thầm quan sát vẻ mặt của Ninh Cao Sơn, hình như không có gì bất thường, lúc này mới cảm thấy hơi yên tâm, có lẽ rằng, việc vừa nãy giữa gã và Đinh Lâm vẫn chưa bị ông ta nghe thấy. Ninh Cao Sơn bước về phía thư phòng dưới lầu, ông ta đẩy cánh cửa bước vào trước, Phùng Kính Quốc cũng cùng bước vào trong. Vừa bước vào phòng, đằng sau đã bị đập một gậy thật mạnh ngã xuống đất, cánh cửa thư phòng đã bị đóng sập lại nhanh chóng. Ninh Cao Thăng trong tay cầm chiếc gậy đánh bóng, đứng ở đằng sau lưng Phùng Kính Quốc. Phùng Kính Quốc kêu thảm thiết một tiếng, rồi bò dậy từ mặt đất, không đợi gã chống được tay lên trên mặt đất, Ninh Cao Sơn đã dùng giày của mình đá vào mạn sườn của Phùng Kính Quốc. Cú đạp này không hề nương tay một chút nào, và đã làm gãy một cái xương sườn của Phùng Kính Quốc. Phùng Kính Quốc đau đến độ hét lên một tiếng, ôm bụng bò lăn ra mặt đất. Ninh Cao Sơn chậm chậm đi về trước bàn, hai tay chống lên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống con rể của mình, thư phòng này cách âm rất tốt, dù mày có kêu nổ cổ, thì ở ngoài cũng không ai nghe thấy gì đâu. Phùng Cảnh Lượng nhìn Ninh Cao Sơn một cách khổ sở, rồi khó khăn nói, cha con đã làm gì không phải. Ninh Cao Sơn nói, tao tặng cho hai đứa tòa biệt thự này, mỗi phòng đều làm cách âm rất tốt, nhưng điều này không có nghĩa là, tao không thể nghe thấy những việc tao muốn nghe, thật là làm khó cho mày quá, đã giả bộ trước mặt tao lâu như vậy, đến tận bây giờ mới lộ ra bản chất thật của mình. Phùng Kính Quốc giờ mới hiểu ra, chắc chắn rằng Ninh Cao Sơn đã lắp đặt máy nghe trộm trong phòng của gã, tên già này thật là kinh khủng, gã kêu lên thảm thiết cha, con đâu có làm gì. Ninh Cao Sơn nói, tao gả con gái của tao cho mày, một nửa là lựa chọn của tao, một nửa là do Tiểu Lâm tự lựa chọn, tao cảm thấy mày không có cha mẹ, đối xử với Tiểu Lâm cũng tốt, có lẽ là một thằng đàn ông tin tưởng được. Nhưng tao không ngờ rằng, mày lại là hạng người thế này. Phùng Kính Quốc nói, cha hiểu lầm rồi, hôm nay con uống nhiều quá, thấy Phan Cường gây chuyện, con biết rằng trước kia anh ta và Tiểu Lâm từng có tình cảm, vì vậy con đã ghen tức. Vì xương đã bị Ninh Cao Sơn đá gãy. Nên mỗi câu gã nói đều rất khó khăn. Ninh Cao Sơn cười hà hà lạnh lùng, mày tưởng tao là đứa trẻ lên ba sao. Chơi tâm kế với tao, thì mày còn lâu mới đuổi kịp được, Phùng Kính Quốc, ngày mai ly hôn với con gái tao ngay. Phùng Kính Quốc tức giận, ông có ý gì? Ninh Cao Sơn nói, chẳng có ý gì cả, loại rể như mày, tao không có cũng chẳng sao. Phùng Kính Quốc ôm lấy ngực lắc lư đứng dậy, gã nhìn Ninh Cao Sơn lạnh lùng rồi nói, ông coi tôi là gì chứ? Lúc muốn là có, không muốn là vứt đi được à? Ông tưởng rằng tôi không biết mục đích ông gả con gái cho tôi ư?
Nếu không phải là vì tôi đã làm cho ông nhiều việc như vậy, nếu không phải là vì ông sợ có điểm yếu bị tôi nắm được, ông sẽ gả con gái của ông cho tôi sao? Ninh Cao Sơn mỉm cười nhìn Phùng Kính Quốc, nói đi, nói hết tất cả những điều mày muốn nói ra. Phùng Kính Quốc nói, người khác sợ ông, nhưng tôi thì không sợ ông đây, tôi kính trọng ông vì ông là bố vợ của tôi, nếu không, ông chỉ là một tên buôn lậu mà thôi. Ninh Cao Sơn nhấc gậy đánh bóng lên, thì bị Phùng Kính Quốc chặn lại, Ninh Cao Sơn mỉm cười nói, tao quên mất đấy, mày là phó trưởng khoa chống buôn lậu trên biển phân cục chống buôn lậu hải quan kia mà. Phùng Kính Quốc nói, tôi không có cha mẹ anh em, tôi chẳng sợ gì cả, cùng lắm là mọi người đánh bài ngửa với nhau, xem tổn thất của ai lớn hơn. Ninh Cao Sơn nói với Đinh Cao Thăng, nó đang ra điều kiện với tôi. Đinh Cao Thăng nói, anh, nó đang uy hiếp anh. Ninh Cao Sơn gật đầu nói, không sai, nó đang uy hiếp tôi. Ông ta đột nhiên lấy một khẩu súng trong người ra, nhắm thẳng vào chân phải của Phùng Kính Quốc và bóp cò, bằng. Một tiếng vang lên, Phùng Kính Quốc kêu thảm thiết quỳ xuống đất, gã ôm lấy chân, máu không ngừng túa ra. Ninh Cao Sơn nói, mày đừng tưởng rằng mày làm cho tao vài việc, là đã nắm được điểm yếu của tao, và có tư cách để mặc cả với tao, mày không xứng đáng. Giờ đây tao có thể bắn một phát cho mày chết ngay lập tức. Ông ta bước đến, dùng súng nhắm thẳng vào đầu Phùng Kính Quốc, rồi sau đó nói với Đinh Cao Thăng, nếu như tôi giết nó, mai khi cảnh sát điều tra sẽ nói thế nào. Đinh Cao Thăng thở dài nói, Phan Cường luôn yêu Tiểu Lâm, anh ta nhìn thấy Tiểu Lâm gả cho người khác, vừa ghen tị vừa hận thù, vì vậy đã mạo hiểm giết Kính Quốc, sau đó vì sợ tội mà trốn đi. Phùng Kính Quốc nghe hai anh em nhà này nói vậy, sợ đến độ run rẩy, màu môi cũng trở nên xanh lét, trên mặt đất đã chảy ra một vũng máu tươi, gã khóc lóc nói cha, con sai rồi, con sai rồi. Ninh Cao Sơn nói, giờ đây nói những lời này có phải là hơi muộn rồi không? Phùng Kính Quốc nói cha, con thề rằng, con sẽ không nói chuyện tối nay ra cho bất kỳ ai, cha bảo con làm điều gì, con sẽ làm điều đó, con đồng ý ly hôn với Tiểu Lâm, ngày mai con sẽ ly hôn ngay. Ninh Cao Sơn khom người, giơ tay ra, tát mạnh vào mặt Phùng Kính Quốc, loại bỏ đi. Sao tao không phát hiện mày là loại bỏ đi thế này chứ, mà còn gả con gái cho mày. Phùng Kính Quốc run rẩy nói, con là loại bỏ đi, con là loại bỏ đi. Ninh Cao Sơn nói, Kính Quốc, mày nói cho tao một việc, thứ bỏ đi thế này tồn tại có ý nghĩa gì? Phùng Kính Quốc ngớ ra, con. Ninh Cao Sơn nói cho tao nghe. Phùng Kính Quốc sợ đến độ hồn bay phách lạc cha. Không, không, Đinh tiên sinh, tôi không phải là loại bỏ đi, tôi vẫn còn tác dụng, tôi có thể giúp ông, tôi có thể giúp ông. Ninh Cao Sơn cười gật đầu, đứng dậy nói với Đinh Cao Thăng, nó nói nó có thể giúp tôi. Được, vì câu này của mày, tao không giết mày nữa, cho mày một con đường sống. Ông ta quay người nói, cậu nghe thấy hết rồi đấy. Từ đằng sau giá sách, bước đến một bóng người cao lớn, đó chính là Phan Cường, gã nhìn Phùng Kính Quốc trên mặt đất. Đôi mắt dường như đã gần phun ra máu. Ninh Cao Sơn đưa khẩu súng vào trong tay Phan Cường, cậu nói rằng cậu yêu Tiểu Lâm, chỉ muốn giết nó, thì hãy chứng minh cho tôi xem. Phan Cường cầm khẩu súng, nhắm chuẩn vào đầu Phùng Kính Quốc, bóp cò không hề do dự, sau khi một tiếng súng vang lên, Phùng Kính Quốc ngã ra trên mặt đất, một dòng máu phun ra từ đằng sau đầu. Ninh Cao Sơn chẳng nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài nói, những lời tên khốn này nói không đáng tin. Nói rằng sẽ đối tốt với con gái ta, mà lại đối xử với nó như vậy, loại người này sớm muộn gì cũng bán đứng ta mà thôi, chỉ có thế này mới sạch sẽ nhất. Phan Cường bắt hết số đạn còn lại vào người Phùng Kính Quốc, rồi sau đó vứt khẩu súng lên mặt đất, gã thấp giọng nói, để tôi đi đầu thú. Ninh Cao Sơn lắc đầu nói, ta sẽ không để con trai nuôi của ta thế mạng cho một tên vô lại. Ông ta quay sang nói với Đinh Cao Thăng, ngay bây giờ đưa Tiểu Cường rời đi. Phan Cường nói, tôi không đi. Ninh Cao Sơn nói, hãy tin ta, con sẽ không phải đi quá lâu, rất nhanh con sẽ quay lại, chỉ là thay đổi một thân phận khác mà thôi. Từ ngày hôm nay, Phan Cường đã chết rồi, nhưng con trai nuôi của ta thì vẫn còn sống mãi. Việc Phùng Kính Quốc bị giết rất nhanh đã làm kinh động cả Bắc Cảng, đương nhiên Trương Đại Quan cũng biết đến tin này, nghĩ đến việc xảy ra tối hôm đó, hắn cảm thấy việc này không hề lạ lùng gì, nỗi hận cướp vợ, nỗi hận giết cha. Phan Cường không thiết tất cả đi giết Phùng Kính Quốc là một việc không hề kỳ lạ. Chương 1386, lần đầu tiên 1. Vụ án này đã được điều tra ra chân tướng rất nhanh, có điều Phan Cường sau khi giết người đã bỏ trốn. Việc này đồn ra ngoài rất nhiều câu chuyện,
Bởi lẽ Hằng Mậu xuất phát ở Tân Hải, danh tiếng của hai anh em họ Đinh ở Tân Hải rất lớn, vì vậy chuyện của nhà họ đương nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Sau khi Trương Dương quay lại Tân Hải, ăn cơm trưa cùng với Trình Diệm Đông, ngay cả vị cục trưởng công an vừa thượng nhiệm Trình Diệm Đông này cũng nhắc tới chuyện này. Trương Dương nói, ngày hôm đó tôi còn đến tham gia hôn lễ của họ nữa kìa, không ngờ Phùng Cảnh Lượng lại là một người đoản mệnh vậy, ngay trong đêm tân hôn mà đã bị giết rồi. Trình Diệm Đông nói, Phan Cường và Phùng Kính Quốc là tình địch sao? Trương Dương cười điềm đạm nói, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng ngày hôm đó, Phan Cường thật sự rất đau khổ, có thể nhận ra rằng Đinh Lâm cũng không vui vẻ gì, chỉ là tôi không ngờ Phan Cường sẽ ra tay giết người. Trình Diệm Đông nói, bắn súng, buổi tối hôm đó, Phan Cường đã mang vũ khí lên Bạch Đảo, anh phải cảm thấy may mắn, vì anh ta không giết người ngay trên bàn tiệc. Trương Đại Quan nói danh mãnh, nếu như anh ta dám động thủ ngay trên bàn tiệc, thì lúc đó tôi đã đập ngay anh ta rồi, có lẽ nếu như vậy thì Phùng Kính Quốc sẽ không phải chết. Trình Diệm Đông nói, Bí Thư Trương vẫn dũng cảm ngoan cường vậy. Trương Dương cười nói, anh đừng nói tôi nữa, vụ án người cảnh sát bị súng bắn đó đã điều tra ra chưa? Trình Diệm Đông lắc đầu nói, vẫn chưa, ngay cả anh ta cũng không nhìn rõ tình hình lúc đó thế nào. Trương Dương nói, anh đến cũng được mấy ngày rồi, anh nhận xét gì về tình hình Tân Hải? Trình Diệm Đông nói, chị An của Tân Hải quá hỗn loạn, trong tháng này đã xảy ra 3 vụ án cố tình gây thương tích rồi, còn những vụ án cướp bóc thì nhiều không kể nổi. Trương Dương nói, tình hình của Tân Hải rất phức tạp, theo một vài tình hình tôi tìm hiểu được, thì bên này rất nhiều việc buôn lậu, nguyên nhân cơ bản tạo nên hiện tượng này không phải là do nhân dân, mà là do thượng tầng có vấn đề. Trình Diệm Đông thấp giọng nói, ý của anh là vấn đề nằm ở nội bộ tầng lớp lãnh đạo Tân Hải ư. Cũng có thể đến từ Bắc Cảng, trước mặt Trình Diệm Đông, Trương Dương chẳng giấu giếm gì, có thể nói chuyện thoải mái. Thái độ của Trình Diệm Đông rất nghiêm trang, mặc dù gã vừa đến Tân Hải, nhưng đã có nhận thức về tình hình trị an hỗn loạn ở đây, thật ra trước khi gã đến đây, đã chuẩn bị sẵn sẽ chiến đấu một trận cùng Trương Dương gọi gã đến đây, chắc chắn không phải là để có thêm một bạn nhậu. Người như Trương Dương xem ra thì xuề xòa, nhưng khi làm việc lại rất cẩn thận. Với những kinh nghiệm cùng làm việc với hắn của Trình Diệm Đông, biết rằng, Trương Dương là một người làm việc thực tế, hơn nữa lại có khí phách lớn, gan lớn vô cùng, Trình Diệm Đông đã ở nhiều năm trong hệ thống công an, đã có kinh nghiệm tương đối. Với tòa huyện thành Tân Hải này, cảm giác tổng thể của gã giống như Trương Dương, việc buôn lậu ở đây nhất định có liên quan đến nội bộ tầng lớp lãnh đạo. Hai tay gã ôm lấy cốc trà, bờ môi nở một nụ cười khổ hạnh, trận này chẳng dễ đánh đâu. Nếu dễ đánh thì tôi đâu có mời anh đến chứ. Anh định làm thế nào? Trương Dương nói, tạm thời án binh bất động, chúng ta vừa đến Tân Hải, người khác chắc chắn vô cùng cảnh giác với chúng ta, thời gian này làm việc gì cũng phải vô cùng cẩn thận. Trình Diệm Đông nói, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Trương Dương nói, vấn đề nghiêm trọng nhất, chúng ta sẽ làm ở cuối cùng, mặc dù tôi đến đây chưa được mấy ngày, nhưng rất nhiều người đều nói tôi thích giở trò. Nếu đã vậy, thì tôi sẽ đáp ứng tâm nguyện của mọi người, làm một vài biểu hiện bề mặt cho họ xem. Trình Diệm Đông cười nói, anh định làm mê hoặc họ. Trương Dương nói, chỉ khi họ không để ý, chúng ta mới có cơ hội tóm lấy họ. Trình Diệm Đông nói, anh định bắt tay từ đâu? Trương Dương nói, trước khi tôi đến Tân Hải đã có được một tin rất đáng tin cậy, sự việc chuyển từ huyện thành thành phố của Tân Hải đã đang được xem xét rồi, tôi dự định coi việc này là trọng điểm công tác của thời gian gần đây, lấy đây làm cơ hội ngầm. Tôi sẽ tiến hành chính đốn toàn diện lại trong phạm vi huyện Tân Hải. Chủ yếu là nhắm vào diện mạo và tình hình giao thông của huyện, trong đó, tôi sẽ đặc biệt chú trọng vào xã hội trị an và môi trường văn minh. Trình Diệm Đông nói, thật sao? Tôi chẳng nghe thấy tin tức gì hết. Nói xong câu này, gã cảm thấy xấu hổ, Trương Dương là con trai nuôi của Phó Thủ tướng Văn. Nguồn tin của hắn nhanh nhạy hơn gã là việc đương nhiên. Trương Dương nói, tôi đã xem một vài tài liệu, thật ra trước đó, Tân Hải đã có dự định nâng cấp thành thành phố. Nhưng đáng tiếc lúc đó đã bị mắc kẹt ở Quốc vụ viện, giờ đây tôi sẽ lật lại công tác này, chỉnh đốn lại Tân Hải, còn có lý do nào tốt hơn lý do này không cơ chứ? Trình Diệm Đông cười nói, đúng là Bí Thư Trương đầu óc nhanh nhạy. Trương Dương mỉm cười nói, lần nâng cấp lên thành phố này nhất định phải thành công. Trình Diệm Đông thấy Trương Dương đầy tự tin, biết rằng hắn chắc chắn đã nắm được thông tin chính xác ở Văn Quốc quyền rồi, nếu không sẽ không nói chắc chắn như vậy. Trình Diệm Đông nói, tôi nghe nói sau khi anh đến Tân Hải, anh chưa từng mở một cuộc họp thường vụ nào.
Trương Dương cười nói, đúng là như thế, họp thường vụ để làm gì? Để nghe họ đến bốc phét à? Tôi vừa đến Tân Hải, không tìm hiểu tình hình, mở cuộc họp ra nói cái gì đây? Trình Diệm Đông nói, bí thư Trương thật là đa mưu. Trương Dương nói, Diệm Đông, anh đừng có nịnh nọt nữa, anh học phải cái bệnh này từ bao giờ thế? Trình Diệm Đông nói, những điều tôi nói đều là thật lòng cả, với con trai của thính trưởng Cao, anh định để cậu ta đi đâu? Trương Dương nói, là thính trưởng Cao cứ đè cậu ta lên đầu tôi, cái anh chàng Cao Liêm Minh này làm việc có đầu không có đuôi, trước kia khi ở Nam Tích tôi đã từng lĩnh giáo rồi. Trình Diệm Đông nói, dù sao thì cậu ta vẫn còn trẻ, hơn nữa không có mấy kinh nghiệm công tác. Trương Dương nói, để cho cậu ta đi theo anh đã, rèn luyện ở cơ tầng mấy ngày, chẳng có chút kinh nghiệm công tác thực tiễn nào là không được. Trình Diệm Đông nói, anh để cậu ta đi làm công an à? Trương Dương nói, tôi chuẩn bị nhét cậu ta vào viện kiểm sát, nhưng, vẫn phải hỏi ý của thính trưởng Cao xem thế nào, anh cứ để cậu ta vào làm trong đồn cảnh sát thị trường đi. Trình Diệm Đông hơi ngớ ra, ngay lập tức hiểu được ý của Trương Dương, gã cười nói, nghe nói anh đã gặp phải chút sóng gió ở chợ giao dịch xe ô tô, sở trưởng sở thị trường còn vì chuyện này mà bị miễn chức, hóa ra anh đã chuẩn bị để cho Cao Liêm Minh thế chỗ từ lâu rồi ư. Trương Dương nói, Cao Liêm Minh có bản lĩnh như vậy sao? Sở trưởng thì anh tự chọn một người đi, Cao Liêm Minh giờ đây chẳng có gì cả, anh cứ để cho cậu ta cái chức nhỏ nhỏ nào đó, để cậu ta thích ứng mấy ngày đã. Trình Diệm Đông cười nói, chúng ta nói rồi đấy nhé, anh không thể cứ vất cậu ta lên người tôi thế này được đâu. Trương Dương cười nói, anh sợ cái gì chứ? Cha Cao Át A là thính trưởng công an tỉnh, có tấm bài là Cao Liêm Minh, anh có thể thể hiện thân thủ ở Tân Hải rồi, nếu xảy ra chuyện gì, thì đẩy tiểu Cao ra đỡ đòn. Trình Diệm Đông nói, nếu như Cao Liêm Minh biết rằng cậu ta đã kết giao phải người bạn như anh, chắc chắn sẽ tức hộc máu. Trương Dương nhìn thời gian rồi đứng dậy nói, thôi không nói chuyện nữa, tôi phải nhanh chóng mở một cuộc họp thường vụ gấp rồi. Chủ nhiệm phòng làm việc thị ủy đã thông báo với các vị thường ủy đến họp thường vụ từ một tiếng đồng hồ trước, bí thư Trương có việc lớn cần tuyên bố, mấy vị thường ủy huyện ủy đều có một suy nghĩ chung, vị bí thư hôm nay không phải là tự nhiên đề ra yêu cầu này. Đã đến đây hơn 10 ngày rồi mà vẫn không nhớ đến chuyện họp, đột nhiên sao lại nhớ ra cơ chứ? Hơn nữa, nói họp là họp ngay, đúng là người trẻ tuổi, làm việc gì cũng cần phải dựa vào hứng, làm cho người ta không thể nào theo kịp. Mặc dù các thường ủy đều khó chịu trong lòng, nhưng mọi người đều cảm thấy rất xem trọng lần họp thường ủy đầu tiên cho bí thư Trương đích thân mở này, gần như tất cả mọi người đều có mặt trước 10 phút, huyện trưởng Hứa Song Kỳ bình thường đến đúng giờ mà giờ cũng đến trước 5 phút. Mặc dù trong lòng gã chẳng mấy thích thú gì với vị bí thư trẻ tuổi này, đương nhiên không thể nói là tôn trọng được, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ, đến trước cũng là thể hiện của sự lịch sự. Người đến đúng giờ chỉ có một, đó chính là bí thư huyện ủy Trương Dương, khi hắn đến phòng họp, những thường ủy khác đã đến cả rồi. Trương Đại Quan cười hì hì bước vào phòng, rồi vui vẻ nói, mọi người đều đến cả rồi, sớm vậy à, chẳng phải đã thông báo cho mọi người là 3 giờ rưỡi sao? Ánh mắt của 10 thường ủy đều nhìn sang Trương Dương, Hứa Song Kỳ nói, hôm nay là cuộc họp thường ủy đầu tiên kể từ khi bí thư Trương đến Tân Hải, vì vậy mọi người đều rất xem trọng. Trương Dương cười nói, lần đầu tiên sao? Tôi chẳng chú ý đến việc này gì hết. Hắn ngồi xuống vị trí chủ tịch, người đến cùng hắn còn có Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh đặt tập văn kiện lên trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống dưới góc. Trương Dương cầm cốc trà mình mang đến nhấm một ngụm. Đây là cái tật gần đây hắn mới hình thành, vốn dĩ Trương Đại Quan thấy mấy vị lãnh đạo như vậy rất khó chịu, nhưng sau này hắn phát hiện ra, mang tách trà theo bên người thật ra rất tiện lợi, không những có thể giải khát bất cứ lúc nào, hơn nữa, khi phát biểu có tác dụng làm chuyển hướng sự chú ý, điều chỉnh lại tư duy. Vừa mới bắt đầu đã uống nước không phải là vì hắn không có gì để nói, mà là để thông họng. Trương Dương nói, thời gian gần đây, tôi vừa đến Tân Hải, vẫn chưa thành thạo lắm với tình hình của huyện. Vì vậy những công tác trong huyện hầu như đều đi theo đường cũ, về bên đảng vụ, may mà có lão Lưu, nếu không có anh, thì công tác đảng vụ của tôi không thể nào làm được rành rọt như vậy. Hắn mỉm cười nhìn sang vị phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết. Lưu Kiến Thiết vội vàng cười nói, đều là việc tôi nên làm, đều là việc tôi nên làm cả thôi. Trong lòng thì lại rất chán nản, tên này vẫn chưa nói đến công việc à. Sao giờ lại thành lễ cảm ơn rồi thế này? Trương Dương lại nói, bên công tác chính phủ, may mà có huyện trưởng Hứa giúp đỡ. Hứa Song Kỳ cũng nói, đều là việc tôi nên làm cả thôi.
Công tác chính phủ vốn là công việc của gã, Trương Dương nhà anh cảm ơn tôi cái gì chứ? Anh quên là tôi làm công việc đảng vụ sao? Ánh mắt của Trương Dương nhìn bao quát 10 vị thường ủy, những đồng chí khác cũng đã nỗ lực rất nhiều, trong thời gian tôi đến Tân Hải, trong thời gian tôi đi Bắc Cảng, mọi người đều tận tâm tận lực cho công việc của mình. Mấy thường ủy trong lòng đều cảm thấy khó chịu, tên này đúng là nói vớ nói vẩn, nếu sớm biết họp thường ủy kiểu này, thì chẳng đến còn hơn. Nhưng Trương Đại Quan ngay lập tức đã bỏ ngay một quả bom, trải qua thời gian tìm hiểu của tôi về Tân Hải, và trải qua sự suy nghĩ thận trọng của mình, tôi có một việc rất quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Nói đến đây, tên này nhấc cốc trà lên, rồi lại mím một ngụm, thời khắc quan trọng mà làm vậy, đã làm ánh mắt của tất cả thường ủy tập trung hết lên người hắn. Trương Dương nhấm một ngụm rồi vẫn chưa đặt cốc trà xuống, hắn tiếp tục nhấm một ngụm nữa, tên này thật là đáng ghét, thái độ tất cả mọi người đều phập phồng theo từng động tác uống trà của hắn. Chương 1387, lần đầu tiên 2. Trương Dương chậm chậm đặt cốc trà xuống, rồi cười nói, sao tất cả mọi người lại nhìn tôi thế? Tất cả thường ủy đều thầm chửi hắn dở trò, anh là lãnh đạo cao nhất ở đây, chúng tôi không nhìn anh thì nhìn ai chứ? Nhìn anh chẳng phải là tôn trọng anh sao? Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rằng, thứ họ tôn trọng là vị trí của hắn, chứ không phải là bản thân Trương Dương. Câu tiếp theo của tên này suýt nữa làm cho tất cả mọi thường ủy tức lăn quay, đúng rồi, vừa nãy nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Người trẻ tuổi mà sao đầu óc lại hay quên vậy chứ? Rõ ràng là vừa rồi mới nói dứt lời, mà sao hắn đã quên rồi? Phó huyện trưởng Đồng Ngọc Vũ tốt bụng nhắc nhở, Bí thư Trương, anh vừa nói có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Trương Dương cười, cảm ơn lão Đồng, anh mà không nói, tôi cũng suýt nữa quên đi mất. Một đám thường ủy tức giận vô cùng, thấy bộ mặt xảo quyệt của tên này, chẳng ai tin rằng hắn thật sự quên mất, hắn đang cố ý đùa cợt mọi người. Các người chẳng phải muốn biết sao? Càng muốn biết, tôi càng không nói sớm. Trương Dương nói, tôi định đề nghị với Quốc vụ viện về việc nâng cấp Tân Hải thành thành phố. Các thường ủy nhìn sang nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên huyện trưởng Hứa Song Kỳ, điều này có nghĩa là muốn gã đại diện cho ý kiến của mọi người. Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, thật ra, trước kia chúng tôi đã báo cáo về chuyện này rồi, nhưng Quốc vụ viện không cho phép. Đó là việc của năm kia. Tôi thấy mọi mặt đều chưa chuẩn bị đầy đủ, trong thời gian ngắn muốn xin phép lần thứ hai có lẽ hy vọng không lớn lắm. Trương Dương nói, năm trước là bí thư cữu, tôi đã xem về báo cáo của ông ấy rồi, tồn tại vấn đề rất lớn, muốn thay đổi nâng cấp lên thành phố, cần phải phù hợp mấy điều kiện cơ bản. Mật độ dân số mỗi cây em vuông phải trên 400 người, điều kiện cơ bản nhất này chúng ta đã đạt được rồi. Mấy điều kiện nhỏ khác, số lượng người không làm nghề nông không thấp dưới 100.000. Trong đó số lượng người không có hộ khẩu nông thôn mà không làm nghề nông không thấp dưới 70.000. Trong tổng số dân khẩu toàn huyện, số lượng người không làm nghề nông không thấp dưới 25%, không ít hơn 120.000, tổng thu nhập không ít hơn 50 triệu tệ. Điểm này 5 năm trước chúng ta đã thỏa mãn được rồi. Những công trình xây dựng hạ tầng trong khu thành thị khá hoàn mỹ. Trong đó tỷ lệ phổ cập nước sinh hoạt không thấp dưới 60%, tỷ lệ đường bộ không thấp dưới 55%. Có hệ thống thải nước khá tốt. Chúng ta càng không có vấn đề gì, tất cả điều kiện đều đã phù hợp rồi, tại sao lúc đầu việc xin phép nâng cấp thành thành phố lại không thành công? Trương Đại Quan sau khi vất ra một loạt câu hỏi, liền hướng ánh mắt về phía Hứa Song Kỳ. Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, hàng năm đều có vô số nơi xin phép được nâng cấp lên thành thành phố. Con số được Quốc vụ viện phê chuẩn chỉ có vài nơi, Tân Hải không thành công là một việc hết sức bình thường. Trương Dương nói, không cần phải nhấn mạnh vào lý do, phù hợp với điều kiện mà lại không thành công, đó chính là vì công tác của chúng ta làm chưa tốt. Nếu như tất cả các mặt đều làm tốt, thì tôi tin rằng Tân Hải đã trở thành thành phố cấp huyện từ lâu rồi. Sắc mặt của tất cả thường ủy đều chẳng đẹp đẽ gì, tên này đúng là vơ đũa cả nắm, một câu nói đã phủ định hết tất cả thành tích công tác của đám người này trước đó rồi. Hứa Song Kỳ tức đến độ không nói được gì nữa. Thường ủy huyện ủy. Bộ trưởng tuyên truyền huyện ủy Vương Quân Cường nói, Bí thư Trương, được nâng cấp lên thành phố, ai cũng muốn, nhưng làm thì lại thật sự rất khó, cũng cần phải có quan hệ nữa. Trương Dương trả lời rất dứt khoát, thế thì dựa vào quan hệ. Nếu như có thể đạt được mục đích, thì trả giá cũng đáng, mọi người đừng coi thường sự khác biệt giữa huyện và thành phố cấp huyện. Mặc dù chỉ khác nhau mấy chữ, nhưng bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đã hoàn thành việc chuyển đổi từ nông thôn đến thành phố. Nếu như có thể xin phép được thành công,
thì sự ủng hộ của chính phủ các cấp với việc xây dựng thành phố cũng lớn hơn, và việc chiêu thương dẫn nguồn vốn từ bên ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn. Hứa Song Kỳ nói, điều này chúng tôi đều biết, nếu như thành công, thì tầng lớp cũng có sự thay đổi, chính phủ huyện thường bị quản lý bởi chính phủ thành phố, còn thành phố cấp huyện thì được quản lý bởi chính phủ tỉnh. Việc khác nhau này quyết định phạm vi chức quyền sẽ được mở rộng hơn, chính sách ưu đãi của tỉnh cho thành phố cấp huyện cũng nhất định nhiều hơn so với huyện rất nhiều. Việc này thể hiện rõ ràng nhất là việc cấp vốn xây dựng thành phố, nếu là thành phố cấp huyện có thể có được 2-5%, việc chu chuyển tài chính mỗi năm tăng 100-2 triệu tệ. Từ những lời này có thể thấy rằng, Hứa Song Kỳ trước đó đã thật sự bỏ ra không ít công sức về việc này. Trương Dương cười nói, xem ra điều tốt khi được nâng lên thành thành phố không cần tôi nói nữa rồi, đây là điều đầu tiên tôi muốn làm khi đến Tân Hải, mọi người hãy thảo luận một chút, xem có ý kiến gì không, tôi rất dân chủ, mọi người nghĩ gì cứ việc nói ra đây. Hắn liếc mắt với Phó Trường Trinh, Phó Trường Trinh đưa bản xin phép nâng cấp lên thành phố cho các thường ủy. Hội trường trở nên yên lặng, tất cả thường ủy đều bắt đầu dở những văn kiện này, không thể không thừa nhận rằng, những văn kiện này viết rất thực tế. Hứa Song Kỳ đương nhiên không tin đây là do Trương Dương đích thân viết, gã biết rằng phó chủ nhiệm văn phòng mà Trương Dương mang đến rất lợi hại về ngòi bút, nhưng Hứa Song Kỳ không thừa nhận rằng bản này viết hay hơn, thuyết phục hơn so với bản năm trước của họ bao nhiêu. Sau khi Hứa Song Kỳ xem xong, đã đề ra một vấn đề mà gã cho rằng là rất quan trọng. Bí thư Trương, văn kiện này đã được thành phố thông qua hay chưa? Trương Dương cười nói, việc nâng cấp lên thành phố phải được sự cho phép của thành phố sao? Nếu như thành phố nói là được, thì năm trước đã là thành phố Tân Hải rồi. Ánh mắt tất cả thường ủy đều nhìn tên này một cách kinh ngạc, mẹ kiếp, tên này thật là dám ăn nói. Câu này rõ ràng là đã vượt mặt tất cả lãnh đạo của Bắc Cảng, rõ ràng là vượt quyền mà. Trương Đại Quan chẳng để ý gì đến ánh mắt ngạc nhiên của những người này, hắn cười nói, bản báo cáo này, tôi đã trực tiếp đưa lên Quốc vụ viện rồi, mọi người cảm thấy còn chỗ nào không ổn không? Đã từng gặp những tên ngông cuồng. Nhưng chưa gặp tên nào ngông cuồng thế này, một đám thường ủy huyện Tân Hải lúc này đều không biết nên nói gì nữa, đừng nói là thành phố, tên này vòng luôn qua cả tỉnh nữa. Câu này của hắn rõ ràng là đang nói với mọi người rằng, đã đưa bản báo cáo này lên Quốc vụ viện rồi, gọi họ đến thảo luận, chỉ là hình thức mà thôi, ngoài miệng hắn nói thì dễ nghe, dân chủ gì gì, nghe ý kiến của mọi người gì gì, mẹ kiếp, đùa cợt ai cơ chứ. Sự việc đã xong rồi mới thông báo cho mọi người. Cuộc họp thường ủy này chỉ là một hình thức mà thôi, hắn chẳng thèm để ý đến mọi người một chút nào. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ trong lòng vô cùng tức giận, nhưng gã lại không thể nào phát tác ra được, tay phải của gã đấm lên đùi mình, tại sao chứ, tức giận chứ còn gì nữa. Trương Đại Quan thì lại cười hỉ hả nhìn Hứa Song Kỳ, huyện trưởng Hứa à, anh cảm thấy bản báo cáo này thế nào? Còn chỗ nào cần phải sửa đổi không? Hứa Song Kỳ thấp giọng nói, tôi không thấy điểm nào không được cả. Trong lòng gã thì thầm chửi, mẹ kiếp, tôi có sửa đổi thì có ích sao? Anh đã đưa lên đến Quốc vụ viện rồi, còn làm trò ở đây cho ai xem chứ? Trương Dương nhìn mọi người một cách rất dân chủ, các đồng chí khác còn ý kiến gì không? Đừng suy nghĩ nhiều, thấy có gì không ổn thì cứ nói ra đây. Tất cả thường ủy đều lắc đầu, anh thích dở trò gì thì dở, chúng tôi không thèm để ý nữa. Có người giữ thái độ mặc kệ, còn có người đang chờ xem trò cười của Trương Dương. Anh vượt mặt tất cả lãnh đạo thành phố, cứ đợi họ tìm đến anh đi. Trương Dương nói, vậy được rồi, việc này như vậy nhé, từ hôm nay, Tân Hải chúng ta sẽ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện, chuẩn bị thượng cấp đến khảo sát bất cứ lúc nào, cố gắng xin phép nâng cấp lên thành phố thành công. Các thường ủy đều nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Trương Đại Quan cười nói, vừa rồi huyện trưởng Hứa nói đây là cuộc họp thường ủy đầu tiên kể từ khi tôi đến Tân Hải, tôi đã nghĩ lại. Đúng là như thế thật, không khí của cuộc họp ngày hôm nay rất tốt, mọi người được nói thoải mái những gì mình nghĩ, trong quá trình hội nghị lại rất hòa hữu, cố gắng tìm điểm chung của nhau, lúc nào cũng nói về dân chủ, tôi thấy cuộc họp của chúng ta thế này mới thật sự là dân chủ. Hứa Song Kỳ nhìn Trương Dương đang thao thao bất tuyệt ở trên, thầm chửi, mẹ kiếp, mới trẻ thế này mà sao mặt đã dày đến thế. Còn dân chủ cái quái gì nữa, còn nói thoải mái những điều trong lòng cái quái gì nữa. Từ đầu đến cuối đều là do một mình anh nói, từ đầu đến cuối đều là một mình anh ra quyết định, dân chủ cái con khỉ. Anh cứ ngông cuồng đi, rồi sẽ có lúc tiểu tử nhà anh phải khóc cho mà xem. Trương Đại Quan nói, tôi có một đề nghị, để đón tiếp lãnh đạo đến khảo sát, từ tuần sau trở đi,
chúng ta sẽ chỉnh đốn lại tình hình trị an xã hội của Tân Hải trong vòng một tháng, cần phải yêu cầu ở mức độ cao, cố gắng trong một tháng này làm cho khu thành phố Tân Hải hoàn toàn thay đổi, việc này tôi giao cho lão Đồng phụ trách. Chương 1388, Người Mình 1. Phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ nghe Trương Dương nhắc đến tên mình, liền ngơ ngác hỏi tôi sao? Trương Dương cười nói, anh không nghe lầm đâu, tôi nói anh đó. Huyện trưởng hứa sẽ nắm toàn cục, còn việc này đương nhiên sẽ để anh phụ trách. Đồng Ngọc Vũ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định phải làm tốt, tôi nhấn mạnh một câu này trước mặt mọi người, lần xin phép thay đổi thành thành phố lần này, chúng ta nhất định phải thành công, Tân Hải muốn phát triển, thì phải đứng ở một độ cao hoàn toàn mới, chỉ có đứng cao mới nhìn được xa, mấy ngày nay tôi đến Tân Hải, việc tôi suy nghĩ nhiều nhất là điều này, việc đầu tiên tôi phải làm là phải cho Tân Hải một tầm cao chưa từng có, một khởi điểm hoàn toàn mới. Cần phải để Tân Hải trở thành điểm sáng kinh tế trong tương lai của tỉnh, cần phải để Tân Hải trở thành đầu tàu kinh tế của Bình Hải. Không ai vỗ tay hết, tất cả thường ủy đều thầm nghĩ, đúng là trẻ tuổi điên cuồng, không bốc phét thì anh có thể chết ngay được sao? Có lẽ có thể may mắn được một hai lần, lại còn trở thành đầu tàu kinh tế, mẹ kiếp, anh cũng không để ý vào tình hình hiện tại của Bình Hải, trở thành đầu tàu thế nào được chứ? Từ Thắng, ủy chính bộ thường ủy huyện Bình Hải nói, bí thư Trương nói hay lắm. Y vỗ tay mấy cái, thấy không ai hưởng ứng, liền đỏ mặt, đám người này thật chẳng ra sao, đây chẳng phải là đẩy y ra làm trò cười sao. Trương Đại Quan cười hì hì nói, hôm nay chủ yếu mời mọi người đến là vì chuyện này, mọi người nếu không có ý kiến gì, thì tôi cũng không làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Đúng rồi, từ khi tôi đến Tân Hải, chúng ta vẫn chưa ăn cơm cùng nhau kìa, không còn sớm nữa, tiểu phó à, cậu bảo ban chiêu đãi huyện ủy chuẩn bị một bàn cơm, tối nay mọi người đừng về nhà ăn cơm nữa. Chúng ta ngồi lại với nhau một chút, uống ít rượu, giao lưu tình cảm. Thật ra bữa cơm này cũng giống như cuộc họp thường ủy vậy, đã nên ăn từ lâu rồi, trước kia huyện trưởng Hứa Song Kỳ đã đề xuất mấy lần, nhưng đều bị Trương Dương dùng một loạt lý do để từ chối. Giờ đây hắn lại chủ động đề ra chuyện này, Hứa Song Kỳ lúc này chẳng mấy tâm trạng ăn uống, nhưng người ta là bí thư huyện ủy, người ta đã nói rồi, người đứng thứ hai là gã dù gì cũng phải nể mặt, đây là thực tế, cấp dưới mời lãnh đạo ăn cơm. Lãnh đạo có thể từ chối, nhưng lãnh đạo bảo cấp dưới ăn cơm, nếu như anh từ chối có nghĩa là không nể mặt lãnh đạo. Có nghĩa là muốn làm cho lãnh đạo mất vui. Trương Dương đứng dậy nói, thế nhé, hôm nay không ai được xin nghỉ, không ai được vắng mặt đâu, 6 giờ rưỡi tối nay, chúng ta gặp nhau ở ban chiêu đãi huyện ủy. Hắn nói xong liền sắp xếp lại văn kiện, rồi đứng dậy đi ra ngoài, Phó Trường Trinh cũng đi ra theo sau. Hứa Song Kỳ là người rời đi cuối cùng, chưa đi được mấy bước. Bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường đã bước đến, huyện trưởng Hứa, những điều bí thư Trương nói là thật sao? Hứa Song Kỳ trao trao mày nói, cái gì mà thật với giả chứ? Vương Quân Cường cười nói, việc nâng cấp lên thành phố đó. Hứa Song Kỳ hỏi ngược lại, anh tưởng rằng chuyện này có thể lấy ra để đùa cợt à? Tôi không biết, có điều tôi cảm thấy việc này đột ngột quá. Có lẽ là vì trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với lãnh đạo nào trẻ tuổi như vậy. Nên tôi không hiểu về tác phong làm việc của bí thư Trương. Hứa Song Kỳ nói, lãnh đạo trẻ tuổi có cách làm việc riêng của họ, chúng ta cần phải ủng hộ cho công tác của bí thư Trương. Vương Quân Cường không nói gì nữa, gã cũng nhận ra nét rười rượi trong câu nói này của Hứa Song Kỳ. Trương Dương đến Tân Hải lâu như vậy rồi mà mới mở cuộc họp thường ủy, nhưng trong lần họp thường ủy này, mặc dù hắn luôn nói về dân chủ, về việc tôn trọng ý kiến của mọi người, về việc để mọi người phát biểu thoải mái. Nhưng thật ra đã định mọi việc từ lâu rồi, có thể nói rằng, hắn không hề để tâm đến những thường ủy này, dù là những lãnh đạo giỏi đến đâu đi nữa, ít nhiều cũng phải giả bộ một chút, nhưng tên này thì lại không, hắn chẳng thèm giả bộ gì hết, mạnh mẽ, ta đây phải mạnh mẽ, một lời thôi, hôm nay tôi chỉ nói một lời. Các người làm gì được? Với Hứa Song Kỳ, Trương Dương không quá ngốc, mà là cố ý làm như vậy, mới bắt đầu đã thử xem giới hạn nhẫn nhịn của họ thế nào. Hắn không chỉ nhắm tới những cán bộ ở Tân Hải, mà còn nhắm tới cả lãnh đạo của Bắc Cảng nữa. Khi ai nấy đều đang đoán giả đoán non dụng ý thật sự của Trương Dương, thì bí thư Trương đang bận gọi điện thoại cho bên Kinh Thành, đối tượng nói chuyện là mẹ nuôi của hắn, là Tuệ Ninh, mẹ nuôi à, gần đây cha nuôi con có phải rất bận không? Là Tuệ Ninh cười nói, ông ấy thì có lúc nào không bận chứ? Mẹ bảo cha chú ý đến sức khỏe nhé. Là Tuệ Ninh ừm một tiếng rồi nói, đợi đến khi ông ấy về mẹ sẽ bảo với ông ấy,
đúng rồi, con đến Tân Hải làm việc có thích ứng không? Trương Dương nói, cũng được mẹ ạ, con đến đâu cũng thích ứng được mà. La Tuệ Ninh hôm nay tâm trạng rất tốt, lại cười thành tiếng nói, con ấy à, gần đây con lên TV mấy lần rồi, con đã trở thành nhân vật được mọi người chú ý rồi đấy, không ít những cô gái kinh thành đều muốn quen với con. Trương Đại Quan vui vẻ nói, được chứ, mẹ nuôi à, việc này mẹ sắp xếp giùm cho con đi. La Tuệ Ninh mắng, này, cái thói lăng nhăng của con bao giờ thì mới thay đổi được vậy? Để Yên Nhiên biết được, nó có tha cho con không? Trương Đại Quan cười nói, con chỉ nói như vậy thôi mà, hơn nữa, với sức chịu đựng của con, không làm những việc đó nhất định không vấn đề gì. Con nói vậy, ai mà tin được chứ? La Tuệ Ninh rất hiểu về đứa con nuôi này. Trương Dương nói, con người sẽ thay đổi mà mẹ, nếu giờ đây mẹ gặp con, mẹ cũng sẽ thấy con đã trở thành một người khác. Mẹ luôn tin rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thật là làm tổn thương lòng tự trọng của con quá, mẹ nuôi, mẹ làm tổn thương đến lòng tự trọng của con rồi. Trương Đại Quan buồn bã nói. La Tuệ Ninh nói, với cái tố chất tâm lý của con ấy à, mẹ cũng muốn làm tổn thương con một lần, nhưng mẹ lại không có được cái khả năng đó. Trương Dương cười ha ha. La Tuệ Ninh nói, tiểu tử nhà con có phải có chuyện gì không? Trương Dương nói, thật sự là có chút chuyện. Mẹ nuôi à, mấy ngày trước con đã đề nghị được nâng cấp huyện Tân Hải thành thành phố, con muốn cha nuôi giúp con để ý đến chuyện này. Nhất định phải móc nối quan hệ thượng tầng, dù là điều kiện của Tân Hải đã hoàn toàn phù hợp, nhưng những điều nói trong cuộc họp thường ủy là thật, mỗi năm đều có rất nhiều nơi đề nghị, mà danh sách chỉ được vài nơi, cuối cùng hoa rơi vào nhà ai, là phải dựa vào quan hệ cả. La Tuệ Ninh nói, gần đây mẹ thường nói chuyện của con với cha nuôi con, ông ấy cảm thấy tự hào vì công việc gần đây của con, yên tâm đi, việc này mẹ sẽ nói với ông ấy, giúp con để ý. Cảm ơn mẹ. Bên cạnh La Tuệ Ninh vang lên một tiếng nói, mẹ, là Trương Dương gọi đến sao? Trương Đại Quan ngớ người, hắn nghe thấy rất rõ, đó rõ ràng là tiếng của Văn Linh, vị trí nuôi này từ trận chiến ở Hán Thành, đến giờ vẫn chưa gặp mặt, không biết được rằng trong ẩm huyết kiếm mà cô ta cướp được có bí mật gì. La Tuệ Ninh cười nói, đúng thế. Văn Linh không ngờ lại chủ động muốn nói chuyện với Trương Dương. La Tuệ Ninh đưa điện thoại cho cô ta, Văn Linh nói, Trương Dương, gần đây thế nào rồi? Điều làm cho Trương Đại Quan ngạc nhiên là, giọng nói của Văn Linh rất hài hòa, tình hình này khá hiếm gặp, Trương Dương cười nói, vẫn khỏe, chị Linh, chị vẫn khỏe chứ? Văn Linh nói, nhờ phúc cậu, tôi vẫn khỏe. Trương Đại Quan nghe ra ý tại ngôn ngoại của cô ta, liền cười một tiếng, không nói gì thêm. Văn Linh nói, bên Tân Hải thế nào rồi? Trương Dương nói, là thành phố cảng, được thuộc vào dạng lạc hậu ở Bình Hải. Có thời gian tôi sẽ qua đó xem một chút. Với Trương Dương, câu này có nghĩa là một lời khiêu chiến của Văn Linh dành cho hắn. Hắn cười nói, chị Linh, có thời gian thì chị cứ đến đây, tôi nhất định sẽ đón tiếp bất kể lúc nào, để cho chị cảm thấy hài lòng. Có đại thừa quyết, Trương Đại Quan đương nhiên không sợ gì cô ta. Sau khi nói chuyện xong, chút vui vẻ Trương Dương có được từ La Tuệ Ninh đã hoàn toàn biến mất, vị trí nuôi này đúng là âm hồn không tiêu tan, nếu như nói rằng Văn Linh thật sự cũng đến từ đời tùy như hắn, thì Trương Đại Quan đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở đây, hắn cảm thấy hài lòng với hiện tại, còn Văn Linh thì hoàn toàn không như vậy, cô ta không thể nào hòa nhập được với thế giới hiện tại, thật sự hai người rất khác nhau. Phó Trường Trinh bước đến, thông báo rằng có Phó Huyện trưởng Đồng Ngọc Vũ muốn gặp ở ngoài, Trương Dương nói, mau mời vào. Đồng Ngọc Vũ vào trong phòng làm việc của Trương Dương đứng dậy bước đến, cười nói, lão Đồng, anh đến còn phải thông báo gì nữa, cứ vào thẳng đây là được rồi. Đồng Ngọc Vũ cười nói, bí thư Trương bận bịu công việc, tôi sợ làm phiền công việc của anh, nên đã bảo tiểu phó vào hỏi một tiếng, có rảnh thì tôi sẽ vào. Trong lời của gã lộ ra vẻ khách sáo và tôn trọng, dù là Trương Dương có trẻ đến đâu, nhưng địa vị của người ta vẫn ở đó, là thượng cấp của gã, cần phải tôn trọng thượng cấp. Mau ngồi đi. Trương Dương bảo Đồng Ngọc Vũ ngồi xuống ghế sofa, Phó Trường Trinh sau khi rót trà cho họ liền đi ra ngoài. Đồng Ngọc Vũ cười nói, bí thư Trương, tôi đến đây là để hỏi rõ một việc. Trương Dương nói, việc trong cuộc họp thường ủy sao? Đồng Ngọc Vũ gật đầu nói, anh đã nói bảo tôi phụ trách chính đốn khu thành phố trong một tháng, tôi muốn hỏi cụ thể một chút, có tiêu chuẩn để đo đạc không, trọng điểm nằm ở đâu? Trương Dương nói, có chứ. Anh cứ dựa theo tiêu chuẩn thành phố vệ sinh toàn quốc mà làm, trọng điểm là môi trường và trật tự của thành phố, kết hợp với Cục Bảo vệ Môi trường,
Cục Công an và các đơn vị chính phủ thành phố để làm tốt chuyện này. Đồng Ngọc Vũ nói, Bí thư Trương, cho phép tôi hỏi nhiều lời một chú, trong việc nâng cấp lên thành phố lần này, anh nắm chắc được mấy phần. Trương Đại Quan cười, hắn cầm cốc trà lên nhấm một ngụm, rồi ghé sát vào Đồng Ngọc Vũ một chút, lão Đồng, anh nghĩ rằng trước kia khi Bí thư Cửu còn tại nhiệm, tại sao đề nghị của chúng ta không được thông qua? Đồng Ngọc Vũ nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là vì điều kiện của chúng ta chưa đủ. Thật ra trong đầu gã không nghĩ như vậy, mọi người đều hiểu điều này, nguyên nhân chính là không có quan hệ với tầng lớp phía trên, nhưng những lời thế này không thể nào nói ra được. Trương Dương nói, cái gì mà gọi là điều kiện chưa đủ? Chúng ta đã phù hợp với tất cả các điều kiện để nâng cấp lên thành phố rồi, không thành công, chỉ có một nguyên nhân, đó là quan hệ không đủ. Đồng Ngọc Vũ cười, điều này đồng nghĩa với việc tán thành với Trương Dương. Trương Dương nói, cùng điều kiện như vậy, đương nhiên phải ưu tiên lựa chọn khu vực mà mình hiểu và quen thuộc, Bí thư Cửu không mấy địa vị ở Quốc vụ viện, có lẽ rằng lãnh đạo thành phố Bắc Cảng chúng ta có thể góp đôi lời, nhưng có lẽ họ không muốn nói, điều này mới là nguyên nhân gây nên sự thất bại của lần trước. Đồng Ngọc Vũ nói, Bí thư Trương, tôi nói một câu này có lẽ không nên nói, thật ra lần này anh nên nói chuyện với bên thành phố trước, nếu không thì lãnh đạo thành phố sẽ không vui. Trương Dương nói, việc này tôi đã từng điều tra rồi, thành phố không ủng hộ với suy nghĩ nâng cấp lên thành phố của chúng ta, hơn nữa, họ cũng chẳng giúp đỡ gì được, vì vậy có nói hay không cũng thế thôi. Chương 1389, Người mình 2. Đồng Ngọc Vũ không còn gì để nói, tiểu tử này thật là ngạo mạn quá. Trương Dương nói, lão Đồng, tôi nói cho anh một chuyện. Lần này việc nâng cấp lên thành phố nhất định sẽ thành công, hơn thế nữa. Hắn dừng một lúc rồi nói, lão Đồng, anh là bạn học cũ với chú Lý tôi, nên tôi coi anh như là người mình vậy, rốt cuộc anh có ủng hộ công tác của tôi không? Đồng Ngọc Vũ vội vàng nói, ủng hộ chứ, tôi đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Trương Dương cười nói, từ khi đến Tân Hải tôi đã nhận ra rồi, người khác thì tôi không dám nói, nhưng anh thì tuyệt đối là người mình. Lão Đồng, tôi nói cho anh một sự việc thật. Việc nâng cấp lên thành phố về cơ bản đã chắc chắn rồi, anh cứ đợi làm phó thị trưởng thường vụ đi. Đồng Ngọc Vũ nghe Trương Dương nói vậy, trong lòng không khỏi xúc động, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh lại, tiểu tử này nói cũng hay quá, mặc dù cha nuôi của hắn là phó thủ tướng Văn Quốc Quyền, nhưng Quốc vụ viện đâu phải chỉ có một mình cha nuôi hắn. Hắn mới đến được mấy ngày chứ, vừa mới đệ đơn báo cáo đã nói rằng việc này chắc chắn rồi, tên này chẳng lẽ đang bốc phét ư? Mặc dù Trương Dương luôn miệng nói rằng Đồng Ngọc Vũ là người mình, nhưng Đồng Ngọc Vũ không dám tin, mặc dù gã và hắn có chút giao tình, nhưng không thể nào trở thành người mình ngay được. Người mình của Trương Dương thì có đấy, hiện tại tất cả mọi người đều biết đó là Cục trưởng Cục Công an Trình Diệm Đông. Hơn nữa, buổi tối hôm đó khi ăn cơm, Trương Đại Quan còn gọi cả Trình Diệm Đông đến. Sự xuất hiện của Trình Diệm Đông làm cho các thường ủy cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao thì mọi người đều là thường ủy. Còn Trình Diệm Đông chỉ là một cục trưởng cục công an, có điều hôm nay người đề xuất ăn cơm là Trương Dương, theo những gì hắn nói, bữa cơm hôm nay không chỉ để mọi người ngồi lại với nhau, mà còn một mục đích nữa là đón tiếp cục trưởng cục công an mới. Trình Diệm Đông, một đám thường ủy đều phải đến đón một cục trưởng cục công an, thể diện của Trình Diệm Đông lớn quá đi mất. Hứa Song Kỳ cho rằng đây là hành động nhằm thể hiện quan hệ giữa Trương Dương và Trình Diệm Đông trước mặt mọi người. Trương Dương cầm cốc rượu lên. Rồi mỉm cười nói, tôi đến Tân Hải lâu như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên ăn cơm cùng các vị thường ủy. Nào, chúng ta cùng cạn chén rượu này. Người nói không ý gì, nhưng người nghe lại có ý, trong lòng những thường ủy này đều cảm thấy khó chịu. Trình Diệm Đông không phải là thường ủy huyện, Trương Dương nói như thế này có ý gì chứ? Chẳng lẽ có ý định đưa Trình Diệm Đông vào trong thường ủy sao? Đương nhiên những lời này sẽ chẳng có ai nói thẳng ra cả, Trình Diệm Đông lại rất vui vẻ, uống hết cốc rượu. Ngồi ở đó mỉm cười nghe người khác nói chuyện, cấp bậc của gã thấp nhất ở đây, tối nay gã không có quyền phát ngôn. Tiếp theo các thường ủy lần lượt kính rượu Trương Dương và Trình Diệm Đông, là để hoan nghênh Trình Diệm Đông, càng là để hoan nghênh vị bí thư huyện ủy mới đến này. Dù Trương Dương nhấn mạnh đón tiếp Trình Diệm Đông thế nào, nhưng tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay là vẫn là hắn, vì lãnh đạo đứng đầu là hắn, nên hắn đương nhiên sẽ trở thành nhân vật chính, giống như chương trình thời sự của huyện Tân Hải luôn đặt tin tức của hắn ở hàng đầu vậy. Một đám thường ủy ở đây, hắn phải ở vào vị trí trung tâm nhất. Ông kính ngắm thẳng vào hắn, những người khác đương nhiên trở thành vai phụ. Nếu như ở Bắc Cảng, tình hình này sẽ thay đổi, Trương Đại Quan sẽ trở thành vai phụ xung quanh bí thư thị ủy. Đây là một quy luật,
quy tắc quan trường không thể nào thay đổi được. Bí thư chính pháp ủy Chu Tường ngồi rất gần Trình Diệm Đông, gã đứng thứ 10 trong số các thường ủy huyện, ở rất nhiều nơi, cục trưởng công an thường do bí thư chính pháp ủy kiêm luôn, nhưng ở thành phố Tân Hải này thì lại rất đặc biệt, thiết lập thế này nghe nói là để phân rõ quan hệ giữa công an và viện kiểm sát, tòa án, đỡ tạo thành sự mơ hồ trong phân giới quyền lực. Chu Tường từ trước đến giờ đều rất khiêm nhường, bình thường là một người ít lên tiếng nhất trong thường ủy, Trình Diệm Đông chủ động tìm gã uống mấy chén. Rồi mỉm cười nói, bí thư Chu, công việc về sau mong anh giúp đỡ nhiều. Chu Tường cười nói, mọi người cùng phối hợp với nhau, cố gắng cùng nỗ lực, để làm tốt trị an của Tân Hải. Phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ lúc này cũng đến uống rượu cùng Trình Diệm Đông, đồng chí Diệm Đông, hoan nghênh anh đến với Tân Hải. Trình Diệm Đông cười nói, Phó huyện trưởng Đồng, tôi vừa đến Tân Hải, công việc về sau vẫn phải nhờ các vị lãnh đạo ủng hộ cho. Đồng Ngọc Vũ nói, hôm nay Bí thư Trương đã đưa ra đề án trong cuộc họp thường ủy rồi, cần phải chỉnh đốn tổng hợp trong vòng một tháng ở Tân Hải, việc này do tôi phụ trách dẫn đầu, hệ thống công an các anh đóng vai trò cân trọng trong lần chỉnh đốn này. Đồng chí Diệm Đông, tôi chờ xem biểu hiện của anh đấy nhé. Trình Diệm Đông cười nói, tôi sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho tôi. Trương Dương uống mấy chén với từng vị thường ủy, các thường ủy cũng đưa ra một kết luận, những điều khác thì không ói, ít nhất là ở vấn đề uống rượu, tên này đã vượt qua hoàn toàn so với người trước là Cữu Thế Kiệt, thậm chí có thể nói rằng, về mặt này hắn đã vượt qua tất cả các bí thư huyện ủy của Tân Hải từ khi kiến quốc đến nay. Hắn đã uống hơn một cân mao đài, mà không thấy dấu hiệu sai gì hết, bản tính tên này bộc lộ ra, còn bảo người đưa lên hai két bia nữa, nói rằng là để giải khát. Tửu lượng của Hứa Song Kỳ rất khá, có điều nếu so sánh với Trương Dương thì không là gì cả, gã cười nói, bí thư Trương, tôi đã nghe nói tửu lượng của anh hơn người, hôm nay tận mắt chứng kiến mới tin là thật. Bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường nói, bí thư Trương của chúng ta đúng là uống rượu vô địch. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Trương Dương uống xong một cốc rượu, rồi lại uống thêm một cốc bia, vị của loại bia này được lắm, hiệu gì thế? Phó huyện trưởng Đồng Ngọc Vũ nói, là bia Lam Hải, do xưởng bia huyện Tân Hải chúng ta sản xuất đó. Trương Dương cầm chai bia lên nhìn, được lắm, vị không thua kém gì Thanh Đảo đâu. Hứa Song Kỳ nói, không thể so sánh với Thanh Đảo được, số lượng sản xuất một tháng của người ta bằng với 10 năm của chúng ta ấy chứ. Trương Dương nói, rượu bia gì cũng phải có quảng cáo. Chúng ta không bán được nhiều như họ, là vì tuyên truyền làm chưa tốt thôi, đồ của anh có tốt đến mấy, không đi tuyên truyền thì ai mà biết chứ. Trước kia khi tôi còn ở Giang Thành, thứ rượu trắng sản xuất tại địa phương Giang Thành, Thanh Giang Đặc Cống cũng chỉ bán ở trong phạm vi Giang Thành, dù là trong địa phương cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của những xưởng rượu khác. Nhưng sau này, thông qua việc thay đổi tư duy kinh doanh, không ngừng mở rộng, giờ đây đã trở thành doanh nghiệp cốt cán của Giang Thành. Chiếm lĩnh phần lớn thị trường rượu ở Bình Hải, năm ngoái đã lọt vào top 20 trong các doanh nghiệp cùng loại toàn quốc. Phó Bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết nói, Bí thư Trương, xưởng rượu Giang Thành anh nói tôi có biết, trước kia đoàn kinh tế thương mại của chúng tôi còn đến đó tham quan, đô đốc ở đó tên là Lưu Kim Thành, là một nhà doanh nghiệp rất có khí phách. Trương Dương cười nói, Lưu Kim Thành và tôi là bạn cũ, có thời gian tôi có thể mời anh ấy đến Tân Hải để nói chuyện với các nhà doanh nghiệp Tân Hải. Việc tuyên truyền trong doanh nghiệp rất quan trọng. Hắn cùng Lưu Kiến Thiết uống một cốc rượu, rồi lại nói tiếp, thời đại đã thay đổi rồi, không những cần chú trọng vào thực lực cứng mà còn phải chú trọng vào thực lực mềm nữa. Doanh nghiệp là vậy, thành phố cũng là vậy, xây dựng thành phố tốt đến đâu, thì việc tuyên truyền cũng phải theo kịp. Một tòa nhà xây có tốt đến mấy đi nữa, thì lâu nhất dùng được hơn 100 năm, nhưng, nếu như anh cho tòa nhà này chút màu sắc nhân văn kiến trúc, thì sức ảnh hưởng của nó có thể lên đến mấy nghìn năm, cũng là hồ đấy. Tại sao Tây Hồ hàng năm có bao nhiêu lượt người đến xem, còn Đông Hồ của Tân Hải chúng ta lại chẳng ai ngó ngàng gì, sự khác nhau nằm ở nhân văn, đó chính là thực lực mềm. Hứa Song Kỳ liền nở nụ cười, xem ra vị bí thư huyện ủy mới đến này trong vòng mười mấy ngày cũng chẳng phải là chơi, mà hắn có lẽ đã điều tra về Tân Hải rồi, ngay cả Đông Hồ ở ngoài huyện thành xa như vậy mà hắn cũng đi tìm hiểu. Hứa Song Kỳ nói, lời của bí thư Trương tôi rất tán thành, có điều Tân Hải hiện tại, dù là thực lực cứng hay mềm đều thiếu cả. Trương Dương nói, tôi luôn cho rằng, một thành phố muốn phát triển, điều cốt lõi nằm ở hướng đi và quy hoạch hoàn chỉnh, nhưng dù kế hoạch của chúng ta tốt đến mấy, mục tiêu đặt ra xuất sắc đến mấy, cuối cùng cũng vẫn phải cần có tiền, nếu như chúng ta thành công trong việc nâng cấp lên thành phố, thì bên tài chính tỉnh sẽ gia tăng việc đầu tư vào Tân Hải, chúng ta cũng có thể xác định mục tiêu xa hơn cao hơn,
sức hấp dẫn của Tân Hải sẽ lớn hơn. Bí thư chính pháp ủy Chu Tường nói, bí thư Trương đúng là người từ tỉnh thành đến, nhìn nhận vấn đề xa hơn chúng tôi. Hứa Song Kỳ đưa mắt nhìn Chu Tường, nịnh nọt mà sao rối rắm quá vậy, còn vài vị thường ủy nữa cũng nhìn Chu Tường, đương nhiên cũng gật đầu theo. Trương Dương cười nói, thật ra việc nâng cấp lên thành phố, đều là việc chúng ta suy nghĩ từ trước rồi, chỉ có điều không thành công mà thôi, mọi người cũng không kiên trì đến cùng, tôi đến Tân Hải, cũng chỉ là lặp lại chuyện cũ thôi, muốn Tân Hải phát triển tốt hơn, thì phải dám nghĩ dám làm, nâng Tân Hải lên một tầm cao mới. Hứa Song Kỳ nói, bí thư Trương, chúng tôi đều ủng hộ đề nghị của anh. Sự thật là như vậy, ván đã đóng thuyền, không ủng hộ cũng không được nữa rồi. Trương Dương nhấc cốc rượu để ý mọi người cùng cạn, hắn cười nói, mặc dù tôi đến Tân Hải chưa lâu, nhưng đã cảm giác được, tầng lớp lãnh đạo của Tân Hải chúng ta là một đoàn thể đoàn kết, về sau, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng làm cho mọi người cùng đoàn kết chặt chẽ hơn, cùng phấn đấu vì ngày mai tươi sáng của Tân Hải. Những lời này được tất cả mọi người đồng thanh kêu hay, mọi người cùng cạn cốc rượu, bữa tiệc cũng gần đến hồi kế. Sau khi Trương Dương tiễn tất cả mọi người đi, hắn cùng Trình Diệm Đông bước ra khỏi tòa nhà, ở cửa gặp phải Cao Liêm Minh về trễ. Cao Liêm Minh gần đây tạm thời ở ban chiêu đãi huyện ủy, Trình Diệm Đông cũng vậy, thấy hai người họ cùng đi ra, Cao Liêm Minh vui vẻ nói, hai vị lãnh đạo, bữa ăn tiền chùa kết thúc rồi sao? Trương Dương trừng mắt với gã, tiểu tử nhà cậu nói năng không phân biệt nơi trốn à? Cao Liêm Minh cười, rồi nhìn xung quanh cũng đâu có ai nghe cơ chứ. Trương Dương nói, vách tường có tai đấy. Cao Liêm Minh nói, được, bí thư Trương, lần sau trước mặt anh tôi sẽ không nói linh tinh nữa. Trình Diệm Đông vẫn chưa nói với Cao Liêm Minh về việc tạm thời để gã đến luyện tập tại chỗ gã, Cao Liêm Minh đã không chịu nổi, bí thư Trương, mấy ngày nay tôi đã đi hết nơi của Bắc Cảng rồi, anh cũng nên sắp xếp cho tôi ít việc làm rồi chứ. Trương Dương cười nói, anh mà không nói thì tôi cũng quên mất chuyện này rồi. Cao Liêm Minh nói, nếu như anh không để ý đến tôi nữa, thì ngày mai tôi sẽ đến nằm ườn ở phòng làm việc của anh. Trương Dương nói, đã sắp xếp xong rồi, ngày mai cậu đến cục công an báo cáo với cục trưởng Trình. Cao Liêm Minh chớp chớp mắt, cái gì cơ? Anh bảo tôi đi làm công an ư? Trình Diệm Đông nói, đâu có dễ dàng như vậy, ý của bí thư Trương là để cậu đến bộ phận chúng tôi rèn luyện một thời gian. Chương 1390, người mình ba. Trước kia cậu không có kinh nghiệm làm việc gì, vì thế muốn để cậu tích lũy một chút, hiểu về tình hình cơ tầng của Tân Hải, đương nhiên việc này phải tôn trọng nguyện vọng chủ quan của cậu, nếu như cậu không muốn thì có thể không đến. Cao Liêm Minh nói, muốn chứ, tôi đương nhiên là muốn rồi, công an thì công an, tốt hơn nhiều so với việc tôi ngồi không thế này, cứ làm đi đã, nếu như tôi không làm được thì đổi. Trương Dương nói, tiểu tử nhà anh muốn làm thì làm tử tế cho tôi, nếu không thì về Đông Giang đi. Cao Liêm Minh cười nói, tôi sợ anh rồi, được chưa? Đúng rồi, tôi đến cục công an có cấp gì vậy? Trình Diệm Đông nói, cậu đến thực tập ở chỗ chúng tôi, đâu có phải là nhân viên chính thức chứ, đợi đến khi làm tốt quan hệ với tổ chức, đến lúc đó sẽ nghĩ tới việc sắp xếp cho cậu một chức vị cụ thể. Ý gì chứ, bảo tôi đi làm mơ hồ vậy sao? Ít ra thì cũng phải cho tôi một việc cụ thể chứ. Cao Liêm Minh rất muốn có việc làm. Trình Diệm Đông cười nói, ai bảo không sắp xếp cho cậu một công việc cụ thể chứ, ngày mai cậu đến đồn công an chợ xe ô tô. Trình Diệm Đông cũng rất hứng khởi với công việc sắp tới của mình. Trương Dương nói, đi nào, tìm một chỗ uống chút nữa đi, để chúc mừng cho anh. Cao Liêm Minh lắc đầu nói, tối nay tôi có chút việc. Trương Dương thấy thái độ bí hiểm của gã, liền cảm thấy hiếu kỳ, việc gì vậy? Cao Liêm Minh cười nói, đây là bí mật cá nhân. Bí thư Trương đừng hỏi nữa. Trương Dương và Trình Diệm Đông nhìn Cao Liêm Minh rời đi, Trương Dương nói, tôi dám cá với anh, tên này nhất định đi tán gái. Trình Diệm Đông cười nói, chuyện bình thường thôi mà, khi còn trẻ ai mà không như vậy chứ. Trương Đại Quan nhìn liếc sang Trình Diệm Đông, sao tôi thấy anh giống lãnh đạo vậy nhỉ? Trình Diệm Đông cười nói, không dám, không dám, bí thư Trương đừng nghĩ nhiều quá. Hiện tại Trình Diệm Đông cũng ở ban chiêu đãi huyện ủy. Tử lượng của gã có hạn, cũng không dám đi tăng hai cùng với Trương Dương. Hơn nữa, buổi tối gã còn phải xem lại ghi chép về mấy năm gần đây của Tân Hải, cũng không có mấy thời gian. Trương Dương thấy họ đều có việc của mình, cũng chỉ đành từ bỏ ý định uống rượu tiếp, gã bước về phía vườn hoa Hải Dương. Sau khi vào xuân, nhiệt độ đã tăng lên không ít, hơn nữa,
buổi tối nay Trương Đại Quan đã uống không ít rượu, hắn cảm thấy hơi nóng, nên đã cởi áo khoác phát lên tay. Bước ra khỏi cánh cửa ban chiêu đãi huyện ủy chưa được bao lâu, điện thoại của hắn đã vang lên, sau khi nhận điện thoại, phát hiện rằng đó là bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Tụng, mặc dù quan hệ của hắn và Thường gia rất tốt, nhưng bình thường rất ít khi liên lạc với Thường Tụng, bí thư Thường thật ra cũng là nhạc phụ của Trương Đại Quan. Trương Đại Quan khá cung kính khách sáo với vị nhạc phụ này, bí thư Thường, ông vẫn chưa đi nghỉ sao, tìm tôi có việc gì sao? Thường Tụng nói, Trương Dương, lâu rồi không gặp, cậu quên cả người chú là tôi rồi phải không? Bí thư Thường không nói có vấn đề gì, mà nói về tình cảm trước, nếu như lãnh đạo đã nói tình cảm, thì chắc chắc có việc nhờ vả. Trương Đại Quan không biết rốt cuộc Thường Tụng tìm hắn để làm gì, nên lời nói rất cẩn thận, bí thư Thường, tỉnh đã phân tôi đến Tân Hải rồi, tôi vừa đến đây. Tôi vẫn chưa quen thuộc với tình hình ở đây, vì thế gần đây khá bận, không có thời gian đến Lam Sơn thăm ông. Thường Tụng cười ha ha nói, thế nào, công việc bên Tân Hải vẫn thuận lợi chứ? Trương Dương nói, mới đến đây, tôi không biết người ta có tiếp nhận tôi hay không nữa, chỉ có thể làm mọi việc từ từ rồi, cố gắng chứng minh rằng mình là một cán bộ tốt. Thường Tụng nói, khiêm tốn quá, cậu đã trở thành anh hùng rồi. Trương Dương nói, bí thư Thường cũng xem thời sự rồi à? Tin thời sự đó chỉ là nói vớ vẩn thôi, xây dựng tôi thành một hình tượng hoàn mỹ như vậy. Tôi là người như thế nào chứ? Người khác không biết, chẳng lẽ ông cũng không biết sao? Thường Tụng cười nói, cậu rất được mà, lúc đầu, tôi còn định đưa cậu đến Lam Sơn kìa. Trương Dương nói, bí thư Thường, nghe ý của ông, có phải là Lam Sơn thiếu thị trưởng không? Nếu như có việc này thật, thì ông mau đưa tôi qua đó tốt quá. Thường Tụng cười ngày càng vui vẻ, tiểu tử này nói chuyện có thể làm cho y vui vẻ, thật ra, mấy ngày nay tâm trạng của Thường Tụng không được tốt, sau khi y cười mấy tiếng, rồi mới nói thẳng vào chủ đề chính, Trương Dương, hôm nay tôi đi tìm cậu, là có chút việc muốn nhờ cậu giúp. Trương Dương nói, bí thư Thường, ông nói đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an, lão Thường tìm đến hắn rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là vì hải tâm sao? Thường Tụng vẫn còn cảm thấy hơi do dự, một lúc sau mới nói, Trương Dương, chuyện phiền phức gần đây của hải tâm cậu có nghe nói không? Trương Đại Quan cố ý nói, chuyện gì vậy? Lần trước khi cô ấy đến tôi đâu nghe cô ấy nói gì? Thường Tụng thở dài nói, là chuyện giữa nó và Tần Thanh đó. Trương Dương suýt nữa thì cười thành tiếng, không ngờ những lời đồn giữa Tần Thanh và Thường Hải Tâm lại làm cho lão Thường cảm thấy đau đầu, hắn nhẹ nhàng nói, bí thư Thường, việc này tôi cũng vừa mới nghe nói thôi, tôi có thể chắc chắn với ông rằng, tuyệt đối không có chuyện đó, chắc chắn có người cố tình tung tin đồn nhảm làm xấu thanh danh của Tần Thanh và Hải Tâm. Trương Đại Quan là người có tư cách nói câu này nhất trên thế giới, giữa Tần Thanh và Hải Tâm có quan hệ gì, hắn biết rất rõ, giữa hai người họ chắc chắn là có bí mật, nhưng bí mật đó chính là hắn, nếu như nói rằng giữa hai người có chuyện gì khuất tất, thì đó chính là sự có mặt của hắn, ép hai người cùng nằm lên một chiếc giường. Thường Tụng nói, tôi cũng rất tin tưởng con gái của mình, nhưng tôi không thể cứ để người khác nói xấu nó như vậy đúng không? Tôi muốn điều nó về Lam Sơn làm việc, nhưng nó giận tôi. Nói rằng nhất định phải đi Đông Giang, hơn nữa, từ hôm qua đã tuyệt thực rồi, cậu nói xem, Tần Thanh rốt cuộc có hấp dẫn gì, mà Hải Tâm lại cứ khăng khăng đòi làm việc cùng cô ấy chứ. Trương Dương thầm cười trong bụng, xem ra, Thường Tụng vẫn nghi ngờ giữa Tần Thanh và con gái mình có chuyện, Trương Dương nói, bí thư Thường, ông cứ yên tâm, cây ngay không sợ chết đứng, Hải Tâm và Tần Thanh đều là người tử tế, không bao giờ làm những việc gì như vậy, ông đừng tin những lời nói lung tung ở ngoài. Thường Tụng nói, tôi hiểu, Trương Dương à, dù thế nào tôi cũng không thể để Hải Tâm đi Đông Giang nữa, nó cũng không đồng ý về Lam Sơn, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để cho nó thay đổi môi trường thì tốt hơn, đi xa quá thì tôi không yên tâm, đến nơi lạ lẫm tôi cũng không yên tâm, sau khi suy nghĩ, thì chỉ có chỗ cậu là thích hợp nhất, một là vì Hải Tâm là bạn tốt của cậu là ân nhân cứu mạng nó, lời của cậu, nó chịu nghe, hai là vì bên cạnh cậu giờ cũng thiếu nhân thủ, ba là... Giờ đây trọng tâm sự nghiệp của Hải Long là ở Giang Thành. Cách chỗ cậu cũng gần. Trương Dương Đại Quan vui như mở cờ trong bụng, không ngờ Thường Tụng lại đưa con gái đến bên cạnh mình, đây chẳng phải là cho dê vào hang cọp sao. Nghĩ đến đây, Trương Đại Quan không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nếu như Thường Tụng biết quan hệ thật sự giữa hắn và Thường Hải Tâm, y nhất định không suy nghĩ như vậy. Trong lòng Trương Dương vô cùng đồng ý, nhưng hắn lại cố ý tỏ chút khó xử, bí thư Thường, điều kiện bên Tân Hải này gian khổ. Hơn nữa tôi vừa đến,
nếu như sắp xếp quá nhiều người của mình, có lẽ sẽ làm cho cán bộ địa phương phản cảm. Thường Tụng nói, Trương Dương, tôi biết việc này đã làm khó cậu, nhưng tôi thật sự không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, tôi đã bảo Hải Long nói chuyện với Hải Tâm, chỉ có chỗ cậu là nó đồng ý sẽ suy nghĩ. Lần này cậu cố gắng giúp tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Trương Đại Quan miệng cười, suýt nữa thì kêu lên Bí Thư Thường Vạn Tuế, nhưng ngoài mặt lại cố tình nói, Bí Thư Thường, ông đã nói đến mức này, tôi làm sao không đồng ý được, để Hải Tâm đến đây đi, tôi sẽ sắp xếp một số công việc nhàn hạ cho cô ấy, coi như là đến đây để nghỉ ngơi chút, quên đi chuyện ở Đông Giang, Bí Thư Thường, tôi vẫn phải nói một câu nữa, tôi cảm thấy giữa cô ấy và Tần Thanh không có chuyện đó đâu. Thường Tụng thở dài nói, người hiểu con cái nhất vẫn là cha mẹ, tôi có thể nhận ra tình cảm của nó với Tần Thanh rất sâu đậm, nếu không hai đứa nó đều lớn vậy rồi, điều kiện đều tốt vậy, tại sao không đồng ý qua lại với con trai chứ? Dù là không có chuyện này, nhưng cứ tiếp tục ở lại đó cũng không phải là việc tốt, phòng còn hơn chống mà. Thường Tụng không hề biết rằng kẻ mà y nên phòng ngừa là tên đang nói chuyện điện thoại cùng. Trương Đại Quan cảm thấy áy náy vì sự tin tưởng vô điều kiện của Bí Thư Thường với hắn. Mặt hắn đã đỏ cả lên, thật là áy náy quá. Có điều suy nghĩ của tên này khác với người khác, áy náy thì áy náy, nhưng nếu bảo hắn từ bỏ Hải Tâm thì đó là điều không thể. Trương Đại Quan thầm nói với bản thân mình, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với người phụ nữ của mình, không thể để họ chịu uất ức vì tôi. Cục điện thoại, Trương Đại Quan giống như vừa được tiêm một liều thuốc kích thích, hắn bước từng bước lớn về phía cửa, lúc này, một cô gái đi một chiếc xe đạp qua người hắn, đằng sau vang lên tiếng xe mô tô. Chiếc xe giạt qua người Trương Dương rồi lao lên đằng trước, Trương Dương giật thót mình, tức giận nói, lái xe kiểu gì thế? Trên chiếc xe mô tô có hai người, họ chẳng thèm quay đầu lại, khi đi qua cô gái đang đi xe đạp, đột nhiên cướp chiếc túi cô gái móc trên xe, cô gái đó không kịp đề phòng, mất đi thăng bằng sau cú giật, cả người cả xe đổ xuống, cô kêu lên, ăn cướp. Trương Đại Quan vừa nhìn đã cảm thấy động trời, hắn luôn nghe nói rằng tình hình trị an của Tân Hải kém. Nhưng đều là nghe nói sau khi đến Tân Hải, chưa từng tận mắt chứng kiến. Lầm cướp giật này lại xảy ra ngay trước mắt hắn, thật là không thể chịu nổi, Trương Đại Quan khon lưng nhặt một mảnh gạch, may mà kiến trúc của Tân Hải hỗn loạn, nếu không thì hắn cũng không thể nào nhặt được rác thải xây dựng dễ dàng như vậy được. Trương Đại Quan giơ tay, viên gạch đó bay ra từ tay hắn, bắn thẳng vào bánh sau của chiếc xe mô tô, bùm. Một tiếng vang lên, vì không chịu nổi sức công phá của viên gạch. Bánh sau của chiếc xe mô tô đã nổ, người lái mất đi sự khống chế, chiếc xe đổ ra đường, hai kẻ xấu cũng bay ra ngã lăn ra mặt đường, có điều hai người này có lẽ không bị thương, rất nhanh đã bò lên từ mặt đất, chúng không những không chạy trồn, mà còn xông về phía Trương Dương. Vì chúng đội mũ bảo hiểm, nên không nhìn rõ mặt mày thế nào, một người trong số đó tay cầm một con dao sáng loáng, nghiến răng nói, tiểu tử, mẹ kiếp, mày không muốn sống nữa rồi à? Gã hơ con dao về phía bụng Trương Dương. Trương Đại Quan thấy tên này muốn đâm người, vừa rồi ý nghĩ nương tay với gã đã hoàn toàn biến mất, hắn tóm lấy tay tên người xấu, vặn một vòng, rắc một tiếng, xương tay tên người xấu đã gãy, Trương Dương cướp lấy con dao của gã, chẳng thèm nhìn liền phi về phía đùi tên người xấu muốn đánh lén mình từ bên cạnh, hai tên côn đồ kêu lên thảm thiết nằm lăn trên mặt đất, Trương Đại Quan cười lạnh lùng lắc đầu, nhặt cái túi đã dính đầy đất lên, phủi phủi rồi đi về phía cô gái bị ngã. Cô gái đó ngã không nhẹ. Đến tận bây giờ vẫn chưa đứng dậy được, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, đầu tiên là bị cướp, sau đó lại nhìn cảnh đầy máu me trước mắt, khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng khi cô ta nhìn rõ diện mạo của Trương Dương, liền ngạc nhiên nói, Bí Thư Trương, sao lại là anh? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1390.